Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 92. Đám người Huyền Không một lần lại một lần xông lên, tuy cuối cùng y nguyên bị oanh xuống, nhưng đổi lấy ở trên Vẫn Thần Sơn đi càng dài. Mọi người chiến ý dâng cao. Trên Vẫn Thần Sơn, Dương Diệp đã bỏ qua Độc Cô Kiếm hơn 600 trượng, mà tốc độ của hắn vẫn không chậm lại. Về phần Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc, lúc này hai người đã không có chạy, mà đang đi, hơn nữa tốc độ càng ngày càng chậm. Càng lên cao, kiếm ý uy áp lại càng nặng, mà lúc này, cho dù bọn hắn là kiếm ý hư vô cảnh cũng đã sắp không cách nào kháng trụ. Rất nhanh, Cầm Trúc Ngọc vượt qua Độc Cô Kiếm. Hắn là ai? Độc Cô Kiếm nhìn bóng lưng của Dương Diệp, hỏi. Cầm Trúc Ngọc nhìn bóng lưng Dương Diệp nói. Một kiếm tu không chịu thua người. Lúc này, nàng tự nhiên nhận ra thân phận của Dương Diệp. Dương Diệp là thánh giả cảnh, lại là kiếm ý hư vô cảnh, cái này còn có người khác sao? Dương Diệp. Độc Cô Kiếm hỏi. Cầm Trúc Ngọc không có trả lời, mà phóng ra bước chân, từng bước một đi tới. Độc Cô Kiếm cũng không có nói chuyện, tiếp tục đi. Ước chừng qua 15 phút sau, đột nhiên, trên núi truyền đến một tiếng nổ vang, Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở giữa sườn núi Vẫn Thần Sơn, Dương Diệp đột nhiên rơi xuống, cái rơi này, trực tiếp rơi đến sau lưng hai người bọn họ. Hai người sửng sốt, nhưng sau một khắc, Dương Diệp lại đạp mạnh, sau đó cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn tới. Thời điểm sắp đến giữa sườn núi, một cổ kiếm ý kinh khủng từ trên đỉnh núi oanh xuống, cùng Dương Diệp đụng vào nhau. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, rất nhanh, kiếm ý từ trên Vẫn Thần Sơn hạ xuống bị Dương Diệp chấn thành hư vô, thân hình Dương Diệp lướt đi lên, nhưng tốc độ của Dương Diệp lại chậm lại, bởi vì trên Vẫn Thần Sơn không ngừng có kiếm ý áp xuống, tựa như thác nước không ngừng nghỉ. Nhưng Dương Diệp lại kháng trụ, hơn nữa ngược dòng đi lên. Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc cũng đi tới giữa sườn núi, hai người không có tiếp tục đi nữa. Đây là một đường ranh giới. Độc Cô Kiếm nói. Cầm Trúc Ngọc nhẹ gật đầu, đi lên, bọn hắn sẽ có nguy hiểm tánh mạng, đây không phải trọng điểm là kiếm ý ở trên đã không phải bọn hắn có thể chống lại. Xông đi lên, cái kia không gọi không sợ, mà gọi là muốn chết. Ngươi nói hắn có thể đến đỉnh núi không? Độc Cô Kiếm hỏi. Cầm Trúc Ngọc lắc đầu nói. Không biết. Độc Cô Kiếm khẽ gật đầu, không nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Diệp. Cầm Trúc Ngọc cũng như thế. Ánh mắt nàng gắt gao nhìn vào Dương Diệp, nàng muốn biết, vị thiên tài đột nhiên quật khởi Trảm Đế kia, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lúc này lông mày của Dương Diệp cũng nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, hiện tại hắn thừa nhận uy lực của kiếm ý, đã mạnh hơn kiếm ý hư vô cảnh không biết bao nhiêu, nếu như không phải hắn dựa vào thân thể của mình, chỉ bằng vào kiếm ý hư vô cảnh căn bản không cách nào chống lại kiếm ý hiện tại. Mà bây giờ, hắn mới đi đến giữa sườn núi, cách đỉnh núi ít nhất còn 5.000 trượng. Kiếm ý của kiếm vô cực này, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Dương Diệp hít sâu một hơi, huyền khí trong cơ thể vận chuyển, chân phải đạp mạnh, cả người bắn ra. Mới đầu, Dương Diệp thế như trẻ tre, nhưng rất nhanh, tốc độ của hắn chậm lại, hơn nữa còn dùng tốc độ cực nhanh chậm lại. Mấy tức sau, Dương Diệp hoàn toàn biến thành ốc sên, ngay cả bước chân cũng cơ hồ bước không ra. Phá! Dương Diệp gầm lên giận dữ. Sát ý hư vô cảnh như vỡ đê tuôn trào, sau khi Dương Diệp kích hoạt kiếm ý hư vô cảnh cùng sát ý hư vô cảnh, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều, không đến một hồi đã chạy ra gần 2.000 trượng, hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Thấy một màn như vậy, phía dưới Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc ngây người. Hai loại ý cảnh hư vô, hơn nữa đều là đỉnh phong. Khó trách hắn có thể dùng thánh giả cảnh Trảm Đế. Cầm Trúc Ngọc nhìn Dương Diệp, thấp giọng lẩm bẩm nói. Bên cạnh Cầm Trúc Ngọc, trong mắt Độc Cô Kiếm tràn đầy khó có thể tin, giống như mất hồn nói khẽ. Hai loại ý cảnh, đây là ăn gian a. Rất nhanh, sau khi Dương Diệp lao ra 3.000 trượng, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn không xa, lơ lửng một thanh kiếm do ý kiếm ngưng tụ thành. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, sau một khắc, hắn mở ra bước chân đi tới. Nhưng thời điểm hắn đi đến cách ý kiếm không đến 10 trượng. Kiếm ý hư vô cảnh bên ngoài cơ thể hắn trực tiếp tuôn về trong cơ thể, sau đó sát ý hư vô cảnh cũng tuôn về trong cơ thể. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, sau một khắc, sát ý hư vô cảnh cùng kiếm ý hư vô cảnh tuôn ra, nhưng hai cổ ý cảnh vừa ra ngoài cơ thể, lại trực tiếp rút về. Như chuột thấy mèo,
kiếm ý này, địa không thể nhận, thiên không dám ngăn, con đường của ngươi đến cuối cùng rồi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão đầu lôi thôi xuất hiện ở cách đó không xa. Sở dĩ nói lôi thôi, là vì toàn thân lão đầu mặc như tên ăn mày, tóc như tổ quả. Dương Diệp nhìn thoáng qua bên hông lão đầu, chỗ đó có một thanh kiếm. Ngươi là vài vạn năm qua, người thứ ba tới chỗ này. Lão đầu lôi thôi đi đến trước mặt Dương Diệp, đánh giá Dương Diệp nói. Quả thật không tệ, kiếm ý ngưng luyện, sát ý càng ngưng luyện, là hạt giống tốt, đáng tiếc cảnh giới thấp chút. Tiền bối là? Dương Diệp hỏi. Một lão đầu lôi thôi mà thôi. Lão đầu khoát tay áo nói. Ngươi có thể đến đây, đã rất tốt. Phía trước, đừng có tiếp tục đi. Nếu đi, ngươi có khả năng sẽ chết. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Lão đầu nhìn Dương Diệp nói. Ngươi phải hiểu được, đây không phải kiếm vô cực tiền bối lưu lại khảo nghiệm, mà là kiếm ý của hắn bản năng hộ chủ. Ngươi tiếp tục đi lên, nó sẽ cho rằng ngươi là địch nhân. Nói xong, hắn nhìn về phía thanh ý kiếm xa xa nói. Ý kiếm này, chính là thiện niệm của kiếm vô cực tiền bối lưu lại, vì chính là ngăn cản người tiếp tục đi tới. Thiện niệm. Dương Diệp khó hiểu. Lão đầu lôi thôi ngẩng đầu nhìn đỉnh núi nói. Là người luôn có một mặt thiện cùng một mặt ác, có lẽ ngươi cũng cảm giác được. Ở trong kiếm ý tràn đầy lệ khí cùng sát ý, còn có không cam lòng. Những cái này, kỳ thật là cảm xúc mặt trái của kiếm vô cực tiền bối lúc trước, mà một bộ phận kiếm ý của hắn chịu tải cảm xúc mặt trái này. Ở trước mặt kiếm ý cảm xúc mặt trái kia, đừng nói ngươi, ngay cả đế giả cũng bị chém giết. Về phần ngươi, vậy thì càng không cần phải nói. Dương Diệp trầm mặc, hắn biết rõ, đối phương không phải đang hù dọa hắn. Bởi vì thanh ý kiếm trước mặt hắn cũng đã mạnh hơn đế giả. Cho dù là khí thế của đế giả, cũng không có khả năng làm cho kiếm ý hư vô cảnh của hắn không dám đối kháng, mà bây giờ, hai ý cảnh hư vô của hắn không dám chống lại thanh ý kiếm kia. Mà nghe ý tứ của lão đầu lôi thôi, ở sau thanh ý kiếm này, mới thật sự là khủng bố. Trầm mặc một lát, Dương Diệp nhìn về phía lão đầu lôi thôi nói. Tiền bối nói đã từng có ba người đi tới đây, ta là một cái trong đó, tiền bối là một cái, còn có một là ai? Tiểu bối có chút hiếu kỳ. Lão đầu lôi thôi chỉ xa xa nói. Ngươi xem. Dương Diệp theo ngón tay lão đầu nhìn lại, ở cách đó không xa có một tảng đá lớn, trên đá viết một hàng chữ, nhìn thấy hàng chữ này, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Ở trên hòn đá kia viết. Kiếm thần, có chút ý tứ. Kiểu chữ này hắn nhận thức, ở trong chữ viết kia, ẩn chứa kiếm ý hắn càng quen thuộc. Đây là kiếm tông tổ sư Tiêu Giao Tử lưu lại. Tiêu Giao Tử. Người này, hắn tự nhiên là nhận thức, hắn cũng nhận được đối phương trợ giúp qua. Từ huyền giả đại lục đến linh giới, đều có truyền thuyết của đối phương. Mà hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà đi qua Minh Mục đại lục. Thấy được không? Lúc này, lão giả lôi thôi đột nhiên nói. Tảng đá kia, bởi vì có kiếm ý của hắn, nên kiếm ý của kiếm vô cực tiền bối căn bản không thể tới gần. Không nghĩ tới, Minh Mục đại lục ta ở sau kiếm vô cực tiền bối, còn xuất hiện kiếm tu khủng bố như thế, chỉ là vì sao chưa từng nghe qua. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn thoáng qua lão giả lôi thôi, sau đó nói. Thực lực của tiền bối, ta nhìn không thấu, có lẽ đã đạt đến một tình trạng rất khủng bố. Chỉ là, chẳng lẽ lấy thực lực của tiền bối cũng không thể trèo lên đỉnh sao? Trèo lên đỉnh làm cái gì? Lão giả lôi thôi cười khẽ một tiếng, sau đó nói. Ngay cả hai cổ kiếm ý này cũng không thể đạt tới, dù trèo lên đỉnh lại có tác dụng gì. Dương Diệp trầm mặc. Trở về đi. Lão giả lôi thôi phất tay nói. Đại lục xuất hiện một thiên tài kiếm tu không dễ, chớ gãy ở chỗ này. Đợi ngươi đạt tới đế giả, hoặc kiếm ý lần nữa thăng hoa lại tới nơi này thử xem. Trên kiếm ý hư vô cảnh là cái gì? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Không biết. Lão giả lôi thôi nói. Chỉ có hai người biết, cũng chỉ có bọn hắn đạt tới. Dương Diệp biết rõ, đối phương nói là Tiêu Giao Tử cùng kiếm vô cực. Đi thôi. Lão giả lôi thôi phất tay, sau đó xoay người đi đến một bên. Vãn bối có câu nói muốn nói. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Lão giả lôi thôi quay người nhìn về phía Dương Diệp nói. Kiếm tu, nên dũng mãnh tinh tiến,
gặp mạnh càng mạnh hơn nữa. Tiền bối, ngươi nói phải không? Dương Diệp nói xong, cười nhẹ, sau đó đi về phía thanh ý kiếm kia nói. Kiếm ý cùng sát ý của ta không dám đối mặt thanh ý kiếm này, ngươi biết ta nghĩ như thế nào không? Ta nghĩ không phải thanh ý kiếm này mạnh bao nhiêu, mà là nguyên lai kiếm ý cùng sát ý của ta yếu như vậy. Cái này có gì khác nhau sao? Lão giả lôi thôi hỏi. Đương nhiên là có khác nhau. Dương Diệp đi tới trước mặt thanh ý kiếm kia ngừng lại, sau đó nói. Nếu như ta nghĩ thanh ý kiếm này cường đại như thế nào, như vậy trong nội tâm của ta sẽ sinh ra kính sợ nó. Tựu như tiền bối lúc này, ở trong lòng người, chỉ sợ kiếm ý của kiếm vô cực tiền bối là một ngọn núi cao không thể vượt qua, cho nên ngươi căn bản không dám nhìn tới kiếm ý càng mạnh hơn nữa, chỉ có thể ở đây nhìn xem thanh ý kiếm này mỗi ngày cảm khái, thở dài. Ta không có đoán sai chứ. Nói đến đây, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả lôi thôi nói. Tiền bối ngừng ở chỗ này, là hy vọng để cho kiếm ý của mình đạt tới độ cao như nó, nhưng thật tình không biết, thanh ý kiếm này đã là tâm ma của tiền bối ngươi. Lão giả lôi thôi nhìn Dương Diệp, trầm mặc. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía ý kiếp trước mặt nói. Đời ta kiếm tu, tay cầm kiếm, không sợ thiên, không sợ địa. Trong nội tâm người không sợ, sẽ vô địch. Nói xong, vẻ hung ác chợt lóe lên trong mắt Dương Diệp, sau đó kiếm ý hư vô cảnh cùng sát ý hư vô cảnh từ trong cơ thể hắn bạo tuôn ra, nhưng hai cổ ý cảnh này vừa tuôn ra, tựu như chuột thấy mèo ui trở về. Mà ở trước mặt Dương Diệp, thanh ý kiếm kia ngay cả động cũng không động. Thật đúng là mạnh. Dương Diệp cười nói. Lúc này, lão giả lôi thôi kia đi tới bên cạnh Dương Diệp nói. Tiểu tử, ngươi nói rất đúng, nhưng ngươi cảm nhận được không? Cỗ kiếm ý này, căn bản không phải kiếm ý hư vô cảnh có thể chống lại. Kiếm ý cùng sát ý của ngươi không yếu, nhưng chúng so với cỗ kiếm ý này không phải một cấp bậc. Tự tin là tốt, nhưng không thể tự đại. Dương Diệp cười nhẹ nói. Tiền bối, như thế nào là kiếm ý? Lão giả lôi thôi nói. Kiếm ý là hình thần cùng thần hồn kết hợp, hư thật có không cân đối, đã sống ở ngoài ý muốn, lại bao hàm tất cả. Nó hư vô mờ mịt, nhưng khi đạt tới trình độ nhất định, người không chỉ có thể cảm nhận được nó, còn có thể chứng kiến nó. Kiếm ý là bổn nguyên của chúng ta kéo dài, mà bổn nguyên là kiếm trong tay chúng ta. Kiếm tu có được kiếm ý, kiếm trong tay hắn không phải tử vật, mà là tồn tại có sinh mạng. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Tiền bối lý giải kiếm ý rất sâu, vậy ta hỏi thoáng một phát, như thế nào là kiếm tu? Người trong tay cầm kiếm, ngộ kiếm ý, chính là kiếm tu. Lão giả lôi thôi đáp. Vậy phải làm như thế nào mới là một kiếm tu ưu tú? Dương Diệp lại hỏi. Lão giả lôi thôi nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Kiếm tâm thông minh, ý niệm hiểu rõ, không sợ không sợ. Ngươi là móc ngoặt để cho lão phu đến khen ngươi sao? Dương Diệp thò tay nắm chặt, một thanh ý kiếm xuất hiện trong tay hắn, nhưng như trước kia, thanh ý kiếm này mới xuất hiện liền trực tiếp biến mất. Dương Diệp nhìn tay mình nửa ngày, sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả lôi thôi nói. Tiền bối, ngươi ở phương diện kiếm đạo tạo nghệ cao hơn ta, ta muốn hỏi, lúc này, kiếm ý của ta không dám chiến một trận, ta coi như một kiếm tu sao? Lão giả lôi thôi sửng sốt, kiếm ý không dám chiến một trận, nói cách khác, kiếm tu đã không có kiếm ý còn là kiếm tu sao? Sở dĩ kiếm tu mạnh, vì sao? Bởi vì có kiếm ý tồn tại, tựu như Dương Diệp, hắn ở bán thánh có thể giết bán đế, dựa vào cái gì? Ngoại trừ thân thể, còn có kiếm ý. Bởi vì kiếm ý trên phạm vi lớn gia tăng thực lực của hắn, bằng không thì, kiếm khí của hắn căn bản không cách nào uy hiếp được cường giả bán đế. Có thể nói, sở dĩ hắn mạnh như vậy, trong đó kiếm ý chiếm một bộ phận công lao rất lớn. Mà bây giờ, kiếm ý không dám chiến một trận, kiếm tu còn là kiếm tu sao? Lão giả lôi thôi hai tay chậm rãi nắm chặt, thật lâu không lấy lại tinh thần. Dương Diệp lại nói. Có thể nói, sở dĩ kiếm tu chúng ta mạnh, là bởi vì chúng ta lĩnh ngộ kiếm ý, nói cách khác, kiếm ý là căn bản của chúng ta, nhưng hiện tại, kiếm ý không dám chính diện chiến một trận. Tiền bối, người kiến thức rộng rãi, có thể chỉ điểm vãn bối không? Hiện tại vãn bối nên như thế nào? Dương Diệp không phải một người ưa thích lải nhải, lúc này trong lòng của hắn quả thật có chút mê mang. Bởi vì kiếm ý của hắn chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này. Không dám chiến một trận,
ở trước mặt đối phương ngay cả ngưng hình cũng không dám. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày kiếm ý cùng sát ý của mình có thể như vậy. Lão giả Lô Thôi trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Tiểu tử, người còn trẻ, thật sự không nên chết ở chỗ này. Dùng thiên phú của ngươi, ngày sau chưa hẳn không thể đạt tới trên hư vô cảnh. Thật sự, vạn năm qua, ngươi là kiếm tu có thiên phú nhất mà lão phu bái kiến, nếu chết ở chỗ này, đối với Minh Mục Đại Lục ta mà nói, là một tổn thất lớn. Tiền bối cũng không có biện pháp sao? Dương Diệp hít sâu một hơi nói. Tiền bối cũng không có cách nào, vậy ta cứ dựa theo biện pháp của mình đến. Ngươi muốn làm gì? Hai mắt của lão giả Lôi Thôi nhíu lại. Dương Diệp nhìn thanh ý kiếm kia nói. Hôm nay, nếu như ta bị kiếm này ngăn cản, ta sẽ có tâm ma. Cho nên vô luận như thế nào, ta cũng phải đi qua, bằng không thì, nó ngăn ta không phải nhất thời, mà là cả đời. Nói đến đây, trong mắt Dương Diệp đột nhiên huyết hồng, trong mắt tràn đầy lệ khí nói. Dương Diệp ta, không sợ thiên, không sợ địa, không sợ bất luận kẻ nào. Kiếm ý của ta sợ hãi, vậy Dương Diệp ta thà không cần kiếm ý này. Tâm ta, không sợ. Thanh âm rơi xuống, trên người Dương Diệp đột nhiên tuôn ra hỏa quang nhàn nhạt. Thiêu đốt kiếm ý. Dương Diệp thiêu đốt kiếm ý hư vô cảnh. Một bên, hai mắt lão giả trợn lên, kinh hãi nhìn một màn này. Ngươi điên rồi. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ thiêu đốt kiếm ý hư vô cảnh. Chỉ bởi vì kiếm ý hư vô cảnh sợ hãi, liền thiêu đốt kiếm ý, điên rồi. Dương Diệp không để ý tới lão giả. Kiếm ý hư vô cảnh điên cuồng thiêu đốt. Rất nhanh. Nửa bước hư vô cảnh. Kiếm ý thiên giai. Lục trọng. Tam trọng. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, kiếm ý điên cuồng thiêu đốt. Thiêu đốt kiếm ý, là hành vi xúc động sao? Xem như vậy đi, nhưng hắn biết rõ, nếu như hôm nay dừng lại ở đây, vậy hắn khả năng cả đời đừng nghĩ tiên thêm một bước. Hơn nữa, tín niệm kiếm đạo chính hắn thủ vững cũng sẽ lập tức sụp đổ. Không thể lui, tuyệt đối không thể lui, là tiến lên một bước, cũng vì thủ vững kiếm đạo bản tâm của hắn. Bằng không thì, hắn cho tới nay thủ vững kiếm tu không sợ chẳng phải trở thành một câu nói suông. Hối hận sao? Không hối hận. Dương Diệp một chút cũng không hối hận, hắn không sợ, nhưng kiếm ý sợ, đã như vậy, hủy diệt kiếm ý. Một bên, lão giả Lôi Thôi không thể nghi ngờ là bị Dương Diệp làm cho rung động. Một lời không hợp liền thiêu đốt kiếm ý, cái này quá điên cuồng. Kiếm ý hư vô cảnh a, có thể đạt tới kiếm ý hư vô cảnh, đó là muốn bao nhiêu cơ duyên cùng cực khổ mới có thể đạt tới. Mà bây giờ, cứ như vậy không còn. Một kiếm tu tuyệt đỉnh cứ như vậy hủy diệt, kiếm tu không có kiếm ý, căn bản không thể tính toán kiếm tu. Về phần chiến lực chỉ sợ còn không bằng một huyền giả bình thường. Rất nhanh, kiếm ý của Dương Diệp thiêu đốt đến nhất trọng. Nhưng Dương Diệp vẫn còn tiếp tục. Lại qua một lát, kiếm ý của Dương Diệp đã hoàn toàn biến mất. Thời điểm kiếm ý triệt để biến mất, thân thể Dương Diệp buông lỏng, sắc mặt tái nhợt, nhưng khóe miệng lại mang theo mỉm cười. Đáng tiếc. Lúc này, lão giả Lôi Thôi lắc đầu, sau đó quay đầu muốn ly khai, nhưng đúng lúc này, thanh ý kiếm ngăn ở trước mặt Dương Diệp đột nhiên trong suốt, rất nhanh, thanh ý kiếm này chậm rãi tiêu tán ở trên không trung. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cùng lão giả Lôi Thôi đều ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, kiếm ý chung quanh đột nhiên điên cuồng lao về phía Dương Diệp, mới đầu chỉ là kiếm ý ở chung quanh Dương Diệp, nhưng cuối cùng, ngày càng nhiều kiếm ý không ngừng lao tới. Một bên, lão đầu Lôi Thôi sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vì hắn phát hiện, giờ khắc này, toàn bộ kiếm ý ở Vẫn Thần Chi Địa điên cuồng lao về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng sửng sốt, những kiếm ý này toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn cũng không có cảm nhận được khác thường gì, thậm chí ngay cả kiếm ý cũng không có cảm nhận được, giống như bình thường. Tiểu tử, nhanh nhắm mắt cảm thụ, đây là kiếm vô cực tiền bối giúp ngươi tăng lên kiếm ý trên kiếm ý hư vô cảnh, cần chính là dựa vào ngộ. Hiện tại, hắn nhất định là nhắc nhở ngươi. Một bên, lão giả Lôi Thôi đột nhiên mở miệng. Ngộ! Nghe vậy, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, không do dự, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Cảm thụ kiếm ý chung quanh không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Một bên, lão giả Lôi Thôi nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia hưng phấn cùng kích động, bởi vì hắn có thể sẽ tận mắt nhìn thấy kiếm ý trên hư vô cảnh ra đời. Nhưng trong mắt hắn hơn nữa là đắng chát cùng cô đơn.
hắn vẫn cho rằng thanh ý kiếm này là kiếm vô cực dùng để ngăn cản kẻ đến sau lên núi, nhưng hắn sai rồi. Thanh ý kiếm này chỉ dùng để khảo nghiệm. Khảo nghiệm cái gì? Quyết tâm, dũng khí, quyết tuyệt, không sợ. Hắn không biết, nhưng hắn biết rõ, thiếu niên trước mắt hợp cách rồi. Chẳng lẽ mình kiếm đạo chi tâm liền một thiếu niên đều không bằng? Trong mắt lão giả Lôi Thôi xuất hiện một tia mờ mịt. Một bên, hai mắt Dương Diệp khép hờ, vô số kiếm ý điên cuồng lao về phía cơ thể hắn, nhưng cuối cùng, những kiếm ý này ở trong cơ thể hắn một lát lại từ trong cơ thể hắn tràn ra. Bất quá, cũng không lâu lắm, những kiếm ý tràn ra này lại lần nữa lao tới, như thế vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn. Dưới Vẫn Thần Sơn, Độc Cô Kiếm, Cầm Trúc Ngọc còn có đám người Huyễn không ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, ánh mắt kinh hãi. Bởi vì kiếm ý chung quanh bọn họ đều lao về phía đỉnh núi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là nghi vấn của mọi người lúc này. Kiếm ý ở Vẫn Thần chi địa đột biến gây ra động tĩnh quá lớn, bởi vậy không đến một hồi, rất nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng lướt đến, những cường giả này, có rất nhiều bán đế, nhưng hơn nữa là đế giả. Trừ kiếm tu, mặc kệ người phương nào dám can đảm tới gần Vẫn Thần Sơn ngàn trượng, hoặc dám dùng thần thức quét nhìn Vẫn Thần Sơn, chết. Đúng lúc này, một thanh âm sâm lãnh từ trên Vẫn Thần Sơn khuếch tán ra. Nói chuyện chính là lão giả Lôi Thôi, ánh mắt của hắn quét bốn phía, ánh mắt lăng lệ ác liệt, lộ ra mũi nhọn chói mắt, không Lôi Thôi giống như trước kia. Đúng lúc này, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng hàn mang nói. Muốn chết. Thanh âm rơi xuống, hắn bấm tay bắn ra, thanh kiếm bên hông hóa thành một đạo kiếm quang kích xạ. A, à, bên ngoài ngàn trượng, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau một khắc, có thanh âm kinh hãi nói. Ngự kiếm chỉ, ngươi là người của kiếm thần cung. Lại dám tới gần, tất sát ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lão giả Lôi Thôi lạnh lùng nhìn đối phương. Đạo thanh âm kia không có trả lời. Những người ở chung quanh Vẫn Thần chi địa vốn muốn thử xem lập tức bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Kiếm thần cung. Năm đó kiếm vô cực xuất thân từ kiếm thần cung, tuy hôm nay kiếm thần cung đã biến mất, nhưng từng là đại lục đệ nhất thế lực, vẫn không có người dám khinh thị. Hơn nữa, tuy kiếm thần cung biến mất, nhưng rất nhiều người của kiếm thần cung không biến mất, đặc biệt là những người còn sống sót kia, chỉ cần xuất hiện, đều là cường giả tuyệt đỉnh. Hiện tại xuất hiện một cái. Tuy mọi người y nguyên hiếu kỳ tại sao Vẫn Thần Sơn xuất hiện dị biến, nhưng không ai dám tiến lên, hoặc là dùng thần thức dò xét. Trên Vẫn Thần Sơn, trước mặt lão giả Lôi Thôi, hai mắt Dương Diệp khép hờ, vẫn không nhúc nhích, tựa như hóa đá. Lão giả Lôi Thôi nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia phức tạp. Bởi vì cho dù Dương Diệp không có đột phá kiếm ý, nhưng nhất định sẽ có thu hoạch cực lớn. Mà một khi đột phá, lão giả Lôi Thôi thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Vẫn Thần Sơn, trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Thời gian từng phút trôi qua, Dương Diệp vẫn đóng chặt hai mắt, bất quá không giống lúc trước là, hai tay của hắn chậm rãi nắm lại, hơn nữa lông mày cũng nhíu lại. Thần sắc của lão giả Lôi Thôi dần dần khẩn trương lên, trên kiếm ý hư vô cảnh là cái gì? Đừng nói hắn, kiếm tu của toàn bộ đại lục đều hiếu kỳ. Là thành công hay thất bại? Đảo mắt hai ngày đi qua, Dương Diệp vẫn nhắm chặt hai mắt, mà kiếm ý ở Vẫn Thần chi địa y nguyên tuôn về phía hắn, sau đó tràn ra bên ngoài cơ thể. Ngày thứ năm, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Sau khi hắn mở mắt, chút ít kiếm ý trong cơ thể hắn lập tức tràn ra, lúc này đây, những kiếm ý kia không có tuôn về phía hắn, mà toàn bộ trở về chỗ cũ, rất nhanh, Vẫn Thần chi địa khôi phục bình thường. Thành công rồi hả? Một bên, lão giả Lôi Thôi có chút khẩn trương hỏi. Dương Diệp không có trả lời, nhắm hai mắt lại, gần một canh giờ sau mới mở ra. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả Lôi Thôi nói. Kỳ thật, kiếm ý không chỗ nào không có. Nói xong, hắn quay đầu thò tay, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của lão giả Lôi Thôi, một thanh ý kiếm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thanh ý kiếm này, không phải thanh ý kiếm vừa rồi, nhưng lại cho hắn cảm giác y như đúc. Thành công rồi. Lão giả Lôi Thôi lui hai bước, ánh mắt hắn nhìn Dương Diệp, trong mắt phức tạp, nhưng càng nhiều hơn là đắng chát. Hắn có nghĩ qua mình bây giờ cũng chơi thiêu đốt kiếm ý. Nhưng hắn rất nhanh bỏ đi ý niệm ngu xuẩn này. Bởi vì nếu như làm như vậy, hắn là chân chính tìm đường chết.
Kiếm vô cực hoàn toàn có thể dùng phương thức đơn giản nhất đến nói cho hậu bối, nhưng hắn không làm, vì cái gì? Là hắn tàng tư sao? Không, nếu như hắn muốn tàng tư, thì sẽ không lưu lại thanh ý kiếm kia. Sở dĩ hắn làm như vậy, là vì kiếm ý phía trên, cần dựa vào cá nhân cảm ngộ, cái cảm ngộ này, không phải người khác nói cho ngươi biết, mà muốn chính ngươi cảm ngộ. Tựa như rất nhiều chuyện, người khác nói rất đơn giản, nhìn về phía trên cũng xác thực là như vậy, nhưng khi chính ngươi chính thức làm, ngươi mới sẽ phát hiện, nguyên lai vấn đề này tuyệt không đơn giản. Ngộ. Ngộ phát ra từ nội tâm, mới có thể đột phá kiếm ý hư vô cảnh, nếu như trông mèo vẽ hổ, kết quả sẽ chỉ là tìm đường chết. Một bên, Dương Diệp lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, qua 5-6 ngày, hắn rốt cục minh bạch kiếm vô cực muốn nói cho hắn cái gì. Hắn vốn là kiếm ý hư vô cảnh, đây đã là cực hạn mà thân thể của hắn có thể đạt tới, giống như một cái ly có thể chứa bao nhiêu nước là bao nhiêu nước, người không có khả năng để cho một cái ly đi chứa lượng nước của một cái chậu. Đạt đến cực hạn thì làm sao bây giờ? Chính là để cho thân thể của mình trở thành biển cả, kể từ đó, người chứa không phải một chén nước, mà là một hải dương. Mà muốn cho thân thể của mình trở thành biển cả, vậy thì phá rồi lại lập, là hủy diệt cực hạn của cái ly. Hiện tại, kiếm ý của hắn đã không phải từ trong cơ thể mình phát ra, mà chỉ cần hắn nguyện ý, kiếm ý không chỗ nào không có. Có thể nói như vậy, hiện tại hắn ngưng tụ ra ý kiếm, còn mạnh hơn thần khí đế cấp. Đối với kiếm tu áp chế, vậy thì kinh khủng hơn rồi. Tựu như hiện tại, hắn ngưng tụ ra thanh ý kiếm này, coi như đến trăm độc cô kiếm cũng không làm gì được. Đừng nói độc cô kiếm, ngay cả lão giả lôi thôi bên cạnh hắn cũng không làm gì được. Trừ khi đối phương không thi triển kiếm khí cùng kiếm ý, bằng không dù đối phương đạt tới trên đế giả, hắn cũng có thể dựa vào kiếm ý áp chế chết đối phương. Áp chế tuyệt đối. Giống như trước kia hắn bị kiếm ý của kiếm vô cực áp chế vậy. Dương Diệp mở to mắt, hắn đang chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía lão giả lôi thôi nói. Tiền bối lẻ loi một mình. Lão giả lôi thôi nhẹ gật đầu nói. Như thế nào? Dương Diệp nói. Không biết tiền bối có nguyện đến Lạc Vân Thành không? Tiền bối kiếm đạo chắc tuyệt, vãn bối cần tiền bối chỉ dẫn nhiều một chút. Lão giả lôi thôi nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Tiểu tử ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng. Hiện tại kiếm ý của ngươi, đã hoàn toàn có thể áp chế ta. Lãnh giáo ta lãnh giáo ngươi còn được, ngươi để ta đến Lạc Vân Thành gì kia, là hy vọng ta làm tay chân cho ngươi à. Bị nhìn thấu, Dương Diệp cũng không xấu hổ, cười cười nói. Bổn ý như thế, nhưng tâm thỉnh giáo tiền bối lại không giả, có lẽ tiền bối cũng đã nhìn ra, tuy kiếm ý của vãn bối đạt được đột phá, nhưng tri thức đối với kiếm đạo lại cực kỳ có hạn. Đương nhiên. Nếu như tiền bối không muốn, coi như vãn bối chưa nói. Lão giả lôi thôi nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Hắn muốn đột phá, chỉ có đi theo Dương Diệp, bởi vì như vậy cơ hội lớn nhất. Tuy kiếm ý của kiếm vô cực là trên hư vô cảnh, nhưng trước mắt là trên hư vô cảnh còn sống a. Nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ, lão nhân trước mắt này không chỉ là đế giả, còn là một kiếm tu. Thực lực căn bản không phải đế giả bình thường có thể so sánh. Có hắn tọa chấn, Tận Thế Thành cùng Huyền Thiên Tông cũng không cần sợ rồi. Đương nhiên, dù không có đối phương, hiện tại hắn cũng không cần sợ, cho dù Tận Thế Thành cùng Huyền Thiên Tông liên thủ hắn cũng không sợ. Hiện tại với hắn mà nói, đế giả bình thường, trong nháy mắt tức diệt, phất tay tức phong. Tiền bối muốn đi lên xem một chút không? Dương Diệp chỉ đỉnh Vẫn Thần Sơn nói. Ta nghĩ tiền bối có lẽ rất muốn nhìn đỉnh núi. Lão giả lôi thôi nhìn thoáng qua đỉnh núi, sau đó lắc đầu, tuy hiện tại có Dương Diệp, hắn xác thực có thể đi theo lên, nhưng hắn cũng là một người cao ngạo, làm sao có thể làm loại chuyện này. Dù muốn lên, đó cũng là bằng thực lực của mình lên, mà không phải đi theo đằng sau người khác. Dương Diệp minh bạch tâm tư của lão giả lôi thôi, nên không nói thêm cái gì. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Kiếm hư. Lão giả lôi thôi đánh giá Dương Diệp nói. Ngươi là Dương Diệp gần đây nổi danh đại lục a. Thánh giả cảnh, kiếm ý hư vô cảnh, cái này không phải là Dương Diệp sao? Dương Diệp không có giấu giếm, chúng không cần phải giấu giếm, nhẹ gật đầu, sau đó nói. Vậy vãn bối lên trước. Ngươi thanh kiếm này. Đúng lúc này,
lão giả Lôi Thôi đột nhiên chỉ thanh kiếm mà Dương Diệp ngưng tụ ra. Không thu đi sao? Dương Diệp nhìn lão giả mỉm cười nói. Ta nghĩ nó đối với người đến sau có lẽ có trợ giúp, cho nên để ở chỗ này. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, quay người đi về phía đỉnh núi. Nghe Dương Diệp nói, trên mặt lão giả hiện ra vui vẻ, khẽ gật đầu, trong mắt có một tia tán thưởng. Trên đời này, rất nhiều người đều ưa thích tàng tư, hoặc nói là ích kỷ. Loại người này, đều không thể dung người khác, sợ tuyệt học của mình bị người khác học. Cũng may, Dương Diệp không phải loại người này. Kỳ thật, Dương Diệp xác thực là một người ích kỷ, nhưng hắn ích kỷ là xem đối với người nào và chuyện gì. Người khác ích kỷ với hắn, vậy hắn ích kỷ với người khác. Kiếm vô cực để kiếm ý ở chỗ này, là vì trợ giúp hậu nhân đột phá kiếm ý, hắn nhận ân huệ của đối phương, làm sao có thể không truyền thừa tinh thần vô tư của đối phương xuống. Hắn bây giờ là kiếm ý trên hư vô cảnh, nếu như là người khác, khả năng sẽ ích kỷ không để lại ý kiếm, vì sao? Bởi vì kể từ đó, hắn là trên hư vô cảnh độc nhất vô nhị của đại lục. Nhưng Dương Diệp không có loại suy nghĩ này, sợ người khác cường đại, đó là kẻ yếu mới có thể nghĩ như vậy. Cường giả, vĩnh viễn sẽ không sợ người khác cường đại. Ta nghĩ nó đối với người đến sau có lẽ có trợ giúp, cho nên để ở chỗ này. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, quay người đi về phía đỉnh núi. Nghe Dương Diệp nói, trên mặt lão giả hiện ra vui vẻ, khẽ gật đầu, trong mắt có một tia tán thưởng. Trên đời này, rất nhiều người đều ưa thích tàng tư, hoặc nói là ích kỷ. Loại người này, đều không thể dung người khác, sợ tuyệt học của mình bị người khác học. Cũng may, Dương Diệp không phải loại người này. Kỳ thật, Dương Diệp xác thực là một người ích kỷ, nhưng hắn ích kỷ là xem đối với người nào và chuyện gì. Người khác ích kỷ với hắn, vậy hắn ích kỷ với người khác. Kiếm vô cực để kiếm ý ở chỗ này, là vì trợ giúp hậu nhân đột phá kiếm ý, hắn nhận ân huệ của đối phương, làm sao có thể không truyền thừa tinh thần vô tư của đối phương xuống. Hắn bây giờ là kiếm ý trên hư vô cảnh, nếu như là người khác, khả năng sẽ ích kỷ không để lại ý kiếm, vì sao? Bởi vì kể từ đó, hắn là trên hư vô cảnh độc nhất vô nhị của đại lục. Nhưng Dương Diệp không có loại suy nghĩ này, sợ người khác cường đại, đó là kẻ yếu mới có thể nghĩ như vậy. Cường giả, vĩnh viễn sẽ không sợ người khác cường đại. Cách đỉnh núi gần ngàn trượng, đi tới, lông mày của Dương Diệp lần nữa nhíu lại. Theo đạo lý mà nói, hiện tại kiếm ý của hắn đã đạt tới trên hư vô cảnh, chắc có lẽ không sợ kiếm ý của kiếm vô cực mới phải. Nhưng hắn phát hiện, hiện tại hắn cảm nhận được kiếm ý so với trước mạnh hơn mấy lần. Quan trọng nhất là, hiện tại trong kiếm ý tràn đầy lệ khí, sát ý còn có không cam lòng, ở trong đó sát ý cùng lệ khí so với sát ý hư vô cảnh của hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu, phải nói, căn bản là không thể so sánh. Nếu như kiếm ý của hắn không tăng lên, đi tới đây, dù hắn có hai loại ý cảnh cũng sẽ bị sát ý cùng lệ khí ăn mòn. Để cho ta hấp thu những lệ khí cùng sát ý này đi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Là thanh âm của Táng Thiên. Dương Diệp dừng bước lại nói. Ngươi có thể. Sát ý cùng lệ khí ở đây quá mạnh mẽ, cường đến sát ý hư vô cảnh cũng kháng không nổi. Hắn có chút bận tâm Táng Thiên không có hấp thu đến sát ý, ngược lại còn bồi mình vào. Táng Thiên nói, tiểu tử, người chớ có xem thường ta, ta vì giết chóc mà sinh, lệ khí cùng sát ý càng mạnh với ta mà nói lại càng bổ. Tuy ở đây có chút mạnh mẽ, nhưng không có gì đáng ngại. Còn nữa, ta cũng phải tăng lên, bằng không thì đi theo ngươi, ta không có cảm giác an toàn. Ngươi, thật không phải tai tinh tái sinh chứ? Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến nói. Ngươi không phải ưa thích như vậy sao? Ưa thích cái đầu của ngươi. Táng Thiên cả giận nói. Ngươi nhìn xem ngươi trêu chọc là những người nào, trận chiến linh giới, nếu như không phải nữ nhân kia xuất hiện, không chỉ ngươi chết, Táng Thiên ta cũng phải chôn cất mình. Tóm lại, đi theo ngươi quá nguy hiểm, ta vẫn là tăng lên cho an toàn. Ngươi để ta ở lại chỗ này, chính ngươi lên đi. Nó ưa thích sát nhân, nhưng cái kia cũng phải nhìn người nào a? Dương Diệp trêu chọc đều là người nào? Không phải đế giả là thiên đạo chi nhãn? Thậm chí ngay cả trên đế giả cũng trêu chọc. Chơi như vậy, tim nó không chịu nổi. Đương nhiên, dụng ý chính thức của nó là hy vọng mình có thể vượt qua Dương Diệp. Thực lực của Dương Diệp càng ngày càng mạnh, nếu như nó theo không kịp, kết quả là cái gì? Không cần nói cũng biết. Dương Diệp nhẹ gật đầu,
cũng không nói nhảm, tâm niệm vừa động, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Kỳ thật, thanh huyết kiếm này cũng không phải bản thể của Táng Thiên, như Táng Thiên nói, nó kỳ thật không có bản thể chính thức, chỉ cần có máu tươi, nó liền tồn tại. Nhưng mặc dù nó không có bản thể, nhưng lại có ý thức, mà cái ý thức này, là tương đương với linh hồn một người. Nó đã từng giấu ý thức của mình ở trong tim Dương Diệp, làm như vậy là để uy hiếp Dương Diệp, nhưng hiện tại, nó cùng Dương Diệp tâm đó đã hoàn toàn không cần phải như vậy. Bởi vì dùng thực lực của Dương Diệp bây giờ, muốn tiêu diệt nó, thật sự chỉ là sự tình trong nháy mắt. Phải biết, hiện tại kiếm ý của hắn có thể hoàn toàn nghiền ép sát ý hư vô cảnh, chứ đừng nói chi là còn có vòng xoáy thần bí. Huyết kiếm lúc này cùng huyết kiếm trước kia có chút không giống, bởi vì ý thức của Táng Thiên ở bên trong. Trước kia huyết kiếm không có Dương Diệp điều khiển, là một tử vật, nhưng hiện tại thanh này, cho dù không có Dương Diệp điều khiển cũng có được thực lực cường đại. Đương nhiên, chỉ cần là kiếm, đều cần dùng người làm môi giới mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Cho dù là kiếm linh, không có Dương Diệp hắn, có thể phát huy ra thực lực cũng là cực kỳ có hạn. Cảm giác như thế nào? Dương Diệp nhìn Táng Thiên run rẩy kịch liệt Trảm Thiên, hỏi. Rất mạnh. Táng Thiên trầm giọng nói. Mặc dù hắn không có lĩnh ngộ sát ý, nhưng sát ý cùng lệ khí ở trong đó lại mạnh hơn sát ý hư vô cảnh vô số lần. Tiểu tử, người cùng hắn chênh lệch rất lớn. Người có thể đạt tới trên đế cảnh sao? Dương Diệp hỏi. Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Nếu như Táng Thiên có thể lần nữa tăng lên, cái kia với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một thiên đại chuyện tốt. Không biết, thử xem đi. Táng Thiên nói xong. Dương Diệp lập tức cảm giác được vô số sát ý cùng lệ khí ở chung quanh vọt về phía Táng Thiên, theo sát ý cùng lệ khí bị Táng Thiên hấp thu, huyết kiếm càng ngưng thực. Dương Diệp nhìn một hồi, sau đó đi lên núi. Hắn rất muốn nhìn một chút trên núi có cái gì, đương nhiên, chính yếu nhất là muốn nhìn có ngân hà kiếm đổ hay không. Đế nữ đưa hắn đến nơi đây, mục đích là để cho hắn đạt được vật này. Đi đến đỉnh núi, Dương Diệp không có đi nhanh, dùng thực lực của hắn bây giờ. Hắn hoàn toàn có thể lập tức đi tới đỉnh núi, nhưng hắn không làm như vậy, mà cảm thụ kiếm ý chung quanh. Tuy hiện tại hắn đã đạt tới trên hư vô cảnh, nhưng hắn biết rõ, kiếm ý của mình và kiếm vô cực vẫn có chênh lệch rất lớn. Dương Diệp hắn chưa bao giờ cảm giác mình là vô địch, cũng không cảm giác mình rất giỏi. Bởi vì trên cái thế giới này, cường giả cùng người tài ba rất nhiều nữa. Tựu như hiện tại, cho dù kiếm vô cực đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm, nhưng hắn y nguyên có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Một lát sau, Dương Diệp dừng bước, ở trước mặt hắn cách đó không xa, xuất hiện hai tấm bia đá, trên tấm bia đá có chữ viết. Dương Diệp nhìn về tấm bia đá bên trái. Ta 3 tuổi tập kiếm, 5 tuổi ngộ kiếm ý, 10 tuổi kiếm ý viên mãn, 15 tuổi kiếm ý hư vô cảnh, 19 tuổi, ở trong thế hệ trẻ tuổi tung hoành vô địch thủ, 22 tuổi, ta phong kiếm thần, toàn bộ đại lục tung hoành vô địch thủ. 23 tuổi, phá thiên địa bình chướng tiến về ngoại vực, 30 tuổi, ở ngoại vực tinh không lấy được truyền thừa của thượng cổ kiếm tu, ngộ kiếm vực. Đến tận đây, ta đánh khắp mấy trăm thế giới, y nguyên khó một bại, ta. Đến nơi này, chữ viết gián đoạn. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, nội tâm giống như thủy triều. Cái gì gọi là thiên tài? Cái này là thiên tài. Thiên phú của hắn ở trước mặt kiếm vô cực, thật sự chỉ có thể dùng cặn bã để hình dung. Bởi vì thời điểm hắn luyện kiếm, người ta cũng đã kiếm ý hư vô cảnh rồi. Mà khi hắn kiếm ý hư vô cảnh, người ta đã được phong kiếm thần, toàn bộ đại lục tung hoành vô địch thủ. Khi đó minh ngục đại lục có thể là thế giới trung đẳng, khi đó những thiên tài kia, tuyệt đối khủng bố hơn linh giới không biết bao nhiêu lần. Ở thời đại kia đánh khắp đại lục vô địch thủ, là kinh khủng cỡ nào. Cái này có chút đả kích người. Dương Diệp có loại cảm giác bị thương. Người so với người, thật là tức chết người a. Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía tấm bia đá bên phải, trên tấm bia đá chỉ có một câu. Đánh khắp mấy trăm thế giới khó một bại, đó là ngươi không có gặp ta. Dương Diệp. Hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, không cần phải nói, những lời này là Tiêu Dao Tử lưu lại. Hai người này, một cái trâu hơn một cái a. Kỳ thật hắn có chút hiếu kỳ. Tiêu Dao Tử thời kỳ đỉnh phong cùng kiếm vô cực thời kỳ đỉnh phong đến tột cùng ai lợi hại hơn một ít. Hai người đều thuộc về thiên tài tuyệt đỉnh, hơn nữa đều ngộ kiếm vực, hơn nữa đang đi khắp nơi tìm đối thủ sâu lâu,
nếu hai người đánh một hồi, cái kia tuyệt đối rất đặc sắc. Đáng tiếc, một màn này không thể nào thấy được rồi. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp do dự một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn một tảng đá lớn cách đó không xa, tay phải hắn khẽ vẫy, tảng đá kia rơi vào bên cạnh hai tấm bia đá, hắn bấm tay nhẹ nhàng vẫy, tảng đá kia lập tức biến thành một tấm bia đá, sau đó Dương Diệp dùng chỉ thay bút, sau một lúc lâu, Dương Diệp nhìn chữ viết trên tấm bia đá cười cười, sau đó đi lên núi đỉnh. Cách đỉnh núi còn không đến trăm trượng, Dương Diệp cũng không nóng nảy, chậm rãi đi tới. Những năm gần đây, hắn cơ hồ không có có một ngày rảnh rỗi, như loại không nóng không vội này, thật sự rất ít có. Đời này, hắn quá bận rồi. Chậm rãi đi tới, rất nhanh, Dương Diệp đi tới đỉnh núi, thời điểm đạp lên đỉnh núi, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Không giống như hắn nghĩ, đỉnh núi không có cái gì, chỉ có ở cách đó không xa có một tấm bia đá màu đen. Tấm bia đá rất cao, nhưng ở trên chỉ có một câu. Ngươi biết ta yêu như thế nào không? Chứng kiến những lời này, nội tâm Dương Diệp lập tức xoáy lên một mảnh thủy triều. Trầm mặc. Dương Diệp gắt gao nhìn những lời này, trầm mặc. Kiếm vô cực yếu sao? Khẳng định không yếu, nhưng vì sao hắn lưu lại những lời này? Dương Diệp đại khái minh bạch một ít, trận chiến cuối cùng của kiếm vô cực là cùng lão giả đạo bào giao thủ, trận chiến này, hắn thất bại. Mà lão giả đạo bào chỉ là một phân thân, trước đó, kiếm vô cực hắn là vô địch, chưa bao giờ bị bại. Nhưng bây giờ hắn thua một phân thân, sự đả kích này, có thể không lớn sao? Đương nhiên, khẳng định không chỉ không sai, bởi vì kiếm vô cực dù sao cũng không phải người bình thường, thất bại với hắn mà nói, tuyệt đối không phải đả kích. Hắn cùng với lão giả đạo bào tầm đó, khẳng định còn xảy ra chuyện gì, thế cho nên hắn nói ra những lời này. Nội tâm Dương Diệp cũng rung động, lão giả đạo bào đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào. Thế cho nên để cho một đời kiếm thần nói ra loại lời này. Hắn biết lão giả đạo bào rất mạnh, từ sự tình Hồng Mông Tháp còn có đế nữ và kiếm vô cực có thể nhìn ra, nhưng đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn không rõ ràng lắm. Không có khái niệm. Đối phương mạnh đến loại trình độ nào, hắn không có biện pháp tưởng tượng. Hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, không nghĩ tới vấn đề này, quay người muốn rời đi, nhưng đúng lúc này, tấm bia đá xa xa kia đột nhiên vỡ ra, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp hóa thành hư vô, một quyển trục màu đen xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngân Hà kiếm đồ. Dương Diệp vui vẻ, vẫy tay, quyển trục màu đen bay đến trong tay hắn. Quyển trục mới vừa vào tay liền hóa thành một đạo quang mang chui vào mi tâm Dương Diệp, trước mắt Dương Diệp hóa thành hắc ám, sau một hồi trời đất quay cuồng, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Lúc này, hắn đứng trong một thế giới tối tăm mờ mịt, ở cách đó không xa đứng một người lưng đeo trường kiếm, đối phương đưa lưng về phía hắn, bởi vậy hắn không có chứng kiến mặt của đối phương. Kiếm vô cực. Dương Diệp khẽ nhíu mày. Kiếm kỹ này tên là Chỉ Thiên Nhất Kiếm, hư cấp. Chính là ta ở vực ngoại tinh không ngẫu nhiên đoạt được. Năm đó vị tiền bối kia từng nói, chớ để cho tuyệt kỹ này tuyệt tích nhân gian, bởi vậy ta lưu lại truyền thừa, mong kẻ đến sau trân trọng nó. Kẻ đến sau nhớ rõ, nếu như tu tập tuyệt kỹ này, phải đạt tới kiếm ý niết bàn cảnh, nếu không tất chết. Người lưng đeo trường kiếm kia đi về phía xa nói. Thời kỳ viễn cổ, thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật phi sô cẩu, đời ta tu sĩ là cùng trời tranh mệnh, tự nhiên kiếm chỉ trời xanh. Kiếm kỹ này chính là nhằm vào thiên đạo mà sáng chế, nếu thiên đạo không phải nhân, trợ trụ vi ngược, ngón tay chỉ trời xanh phá diệt. Thanh âm rơi xuống, tay phải của nam tử đột nhiên lấy chỉ thay kiếm, sau đó mạnh mẽ chỉ phía chân trời. Ông! Tiếng kiếm minh vang vọng, sau đó một đạo kiếm khí phóng lên trời. Kiếm khí phá không, ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp, đạo kiếm khí kia càng ngày càng nhỏ, vốn to như cây cột. Khi tới chân trời lại mảnh như một cây tú hoa châm, hơn nữa vẫn còn nhỏ đi. Mấy tức sau, oanh, phía chân trời truyền đến một tiếng nổ lớn, trong chốc lát, toàn bộ bầu trời tách ra. Rất nhanh, tràng cảnh biến ảo, Dương Diệp về tới thực tại. Dương Diệp như trước nhắm chặt hai mắt, hắn nhớ lại một màn vừa rồi. Chỉ thiên nhất kiếm, nhằm vào thiên đạo sáng chế, tương tự trảm thiên bạt kiếm thuật, nhưng lại có khác nhau. Trảm thiên bạt kiếm thuật cần dựa vào kiếm linh cùng cổ sao tương trợ mới có thể thi triển ra, mà chỉ thiên nhất kiếm, lại không cần ngoại vật, chỉ cần kiếm ý của hắn đạt tới niết bàn cảnh là có thể thi triển.
Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức cùng Chỉ Thiên Nhất kiếm cái nào càng mạnh hơn nữa? Không hề nghi ngờ, là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Sở dĩ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật mạnh hơn Chỉ Thiên Nhất kiếm, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì kiếm linh. Thời điểm hắn và kiếm linh chính thức liên thủ, tương đương với người cùng kiếm hợp nhất, hơn nữa kiếm này là kiếm siêu việt phẩm giai. Mà Chỉ Thiên Nhất kiếm lại chỉ đơn thuần là một môn kiếm kỹ, một môn kiếm kỹ nhằm vào thiên đạo chi nhãn mà sáng chế. Có thể nói như vậy, nếu như hiện tại hắn gặp được thiên đạo chi nhãn ở linh giới, căn bản không cần phí sức, vung ngón tay, là có thể làm cho đối phương biến mất. Từ loại trình độ nào đó mà nói, Chỉ Thiên Nhất kiếm ở phương diện đối kháng thiên đạo chi nhãn, thì càng thêm đơn giản hữu hiệu hơn Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Bởi vì tuy Trảm Thiên Bạt kiếm thuật được xưng Trảm Thiên, nhưng nó không phải nhằm vào thiên đạo chi nhãn, mà Chỉ Thiên Nhất kiếm lại chuyên môn nhằm vào thiên đạo chi nhãn sáng chế. Ở trong truyền thừa, có rất nhiều tin tức xuất hiện, ở trong đó, đại bộ phận là nhược điểm của thiên đạo chi nhãn, mà Chỉ Thiên Nhất kiếm là chuyên môn nhằm vào mấy nhược điểm này. Giống như ăn cơm, hai chiếc đũa là được rồi, nhưng cho ngươi hai cây gỗ thì sao? Có lẽ ngươi cũng có thể ăn, nhưng có thể đơn giản hữu hiệu như chiếc đũa sao? Hơn nữa, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng Chỉ Thiên Nhất kiếm còn có một điểm khác nhau, chính là thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, hắn nhất định phải mượn nhờ kiếm linh, nếu như không có kiếm linh, vậy thì không có Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Nhưng thi triển Chỉ Thiên Nhất kiếm thì không cần, hơn nữa cho dù Chỉ Thiên Nhất kiếm cắn trả, tối đa cũng chỉ là tiêu hao huyền khí mà thôi, nhưng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cắn trả, đó là muốn chết đấy. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật là dùng để liều mạng, mà Chỉ Thiên Nhất kiếm là dùng bình thường. Nói tóm lại, môn kiếm kỹ này hắn rất ưa thích. Dù sao hắn cùng thiên đạo chi nhãn một mực khó chịu nhau, về sau khẳng định có rất nhiều cơ hội dùng. Không có lựa chọn xuống núi, Dương Diệp xếp bằng ở đấy, thi triển ra kiếm vực, sau đó bắt đầu tu tập Chỉ Thiên Nhất kiếm. Bởi vì có kiếm vực, bởi vậy hắn tu tập bất luận kiếm kỹ gì cũng có thể rất nhanh. Đáng tiếc chính là, kiếm vực này đến bây giờ, hắn cũng chỉ có thể dùng để tu luyện kiếm kỹ. Càng đáng tiếc là, đi tới Vẫn Thần Sơn này, hắn cũng không có được Ngân Hà kiếm đồ, hơn nữa kiếm vô cực càng không có để lại thần hồn, chỉ lưu lại một hình ảnh, cái này để cho hắn có chút thất vọng. Thời gian từng chút trôi qua, 3 ngày sau, Dương Diệp xếp bằng ở trên đỉnh Vẫn Thần Sơn chậm rãi mở mắt. Tay phải Dương Diệp chỉ ra, lập tức, một cổ khí thế kinh khủng lăng không xuất hiện, Vẫn Thần Sơn rạn nứt, cùng lúc đó, không gian chung quanh cũng lập tức rạn nứt, Dương Diệp vội vàng buông lỏng chỉ tay, hắn cũng không muốn hủy Vẫn Thần Sơn này. Dương Diệp nhìn ngón tay của mình cười nhẹ, sau đó đi xuống chân núi, đi tới chỗ Táng Thiên, Dương Diệp nhìn thoáng qua Táng Thiên, Táng Thiên vẫn còn hấp thu, lúc này Táng Thiên càng ngưng thực, hơn nữa lệ khí cùng huyết tinh trong đó làm cho hắn có chút tim đập nhanh. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp khẽ gật đầu, nếu như Táng Thiên có thể tấn cấp vậy thì càng tốt hơn. Không có quấy rầy Táng Thiên, Dương Diệp tiếp tục đi xuống, hắn muốn hỏi Kiếm Hư một vài sự tình. Chỉ chốc lát, hắn gặp được Kiếm Hư. Đã lấy được truyền thừa. Kiếm Hư hỏi. Dương Diệp lắc đầu nói. Trên núi chỉ có kiếm vô cực tiền bối lưu lại một môn kiếm kỹ, mà môn kiếm kỹ này chính là hắn ngẫu nhiên đoạt được, sở dĩ lưu lại. Là vì năm đó người truyền hắn môn kiếm kỹ này có nhắn nhủ. Về phần kiếm vô cực tiền bối truyền thừa, cái gì cũng không có. Đáng tiếc. Kiếm Hư lắc đầu nói. Dương Diệp cười cười, giống như nghĩ tới chuyện gì, hắn do dự một chút, sau đó hỏi. Kiếm Hư tiền bối, người biết Ngân Hà kiếm đồ ở nơi nào không? Nghe vậy, sắc mặt Kiếm Hư biến hóa nói. Người cũng muốn đánh chủ ý Ngân Hà kiếm đồ. Dương Diệp cũng không giấu giếm. Nhẹ gật đầu nói. Xác thực muốn. Kiếm Hư nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Kỳ thật, vật ấy hiện tại coi như người đạt được cũng vô dụng. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Kiếm Hư ngẩng đầu nhìn chân trời nói. Thấy được không, ở trên kia có lực lượng thần bí, lực lượng này không chỉ để cho chúng ta ra không được, ngay cả tinh thần chi lực cũng bị ngăn cách. Ngân Hà kiếm đồ, cần chính là tinh thần chi lực đến thúc giục, không có tinh thần chi lực. Nó là tử vật. Hơn nữa cho dù có tinh thần chi lực, không có kiếm vực, người y nguyên không cách nào sử dụng. Buồn cười chính là, thế gian lại có rất nhiều người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi tìm nó, thật tình không biết, dù bọn hắn đạt được, cũng không quá đáng là tử vật mà thôi. Tiền bối biết rõ nó ở nơi nào. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Hư.
Ngươi còn muốn? Kiếm hư nhìn về phía Dương Diệp hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, kiếm vực hắn có, về phần tinh thần chi lực, đợi đi ra ngoài không phải có sao. Về phần có thể đi ra ngoài hay không, cái này hắn ngược lại không lo lắng. Nếu như lực lượng kia là đại năng của thế giới khác lưu lại, vậy hắn có lẽ sẽ lo lắng, nhưng lực lượng kia là lão giả đạo bào lưu lại. Hắn cảm thấy, nếu đối phương lưu lại, như vậy chắc có lẽ không khó xử hắn, dù sao hắn cũng coi như nửa cái đệ tử của đối phương A. Ít nhất, hắn cho là như vậy. Đương nhiên, cho dù khó xử hắn cũng không sợ, bổ ra là được, hắn không được, còn có kiếm linh không đủ, còn có cùng kỳ, ba người bọn hắn liên thủ còn không được mà nói, hắn còn có hồng mông tháp. Nếu như cái này còn không được, vậy thì chờ chết thôi, có gì đâu. Kiếm hư nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Xác thực ta cũng không biết, bất quá, theo như ta suy đoán, nó có lẽ ở kiếm thần cung di chỉ. Bởi vì năm đó sau khi kiếm vô cực tiền bối vẫn lạc, kiếm thần cung bắt đầu nội đấu, mà sở dĩ bọn hắn nội đấu, ngoại trừ tranh đoạt vị trí cung chủ, còn có tranh giành ngân hà kiếm đồ. Cuối cùng, kiếm thần cung bị diệt, ngân hà kiếm đồ có lẽ còn ở kiếm thần cung di chỉ. Kiếm thần cung là bị diệt sao? Dương Diệp có chút khiếp sợ nói. Bị ai diệt? Nghe vậy, kiếm hư giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, còn có một tia hoảng sợ, hồi lâu, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại nói. Tông môn nội đấu, chết người không đáng chết, cuối cùng chiêu chọc đại họa, trong vòng một đêm, trên trăm kiếm tu đế giả chết thảm, vô số đệ tử hồn phi phách tán, chỉ một đêm, kiếm thần cung liền xóa tên, ha ha. Nói đến đây, kiếm hư ngẩng đầu nhìn đỉnh núi Vẫn Thần Sơn nói. Thẹn với tổ sư A. Nguyên lai tiền bối là người của kiếm thần cung. Dương Diệp nói. Kiếm hư lắc đầu nói. Ta cũng không phải người của kiếm thần cung, chẳng qua khi đó đang muốn gia nhập kiếm thần cung, nhưng còn chưa tham gia khảo hạch trong kiếm thần cung đại biến, cũng chính bởi vì như thế, lúc trước mới có thể sống. Bất quá, ta tụ tập đều là ở kiếm thần cung đoạt được, xưng hô kiếm vô cực là tổ sư, cũng không đủ. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Đã minh bạch. Kiếm hư nhìn về phía Dương Diệp nói. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý, đợi ta xử lý xong sẽ đi Lạc Vân Thành, cáo từ trước. Nói xong, thân hình kiếm hư khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Kiếm hư đi rồi, Dương Diệp nhíu mày, là ai diệt kiếm thần cung? Một đêm chết thảm trăm tên đế giả, thực lực thế này, chỉ sợ có thể so với đế nữ lúc đỉnh phong A. Dương Diệp hít sâu một hơi, minh ngục đại lục không đơn giản A. Vạn vạn không thể bởi vì mình đạt tới kiếm ý niết bàn cảnh mà có lòng kiêu ngạo. Oanh! Đúng lúc này, một cột máu đột nhiên tự trên núi phóng lên trời, cột máu trùng thiên, trong chốc lát, phạm vi 10 vạn dặm lập tức biến thành huyết hải, sát ý cùng lệ khí vô tận tràn ngập Vẫn Thần chi địa. Táng Thiên tấn cấp rồi hả? Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ. Tuy Táng Thiên là đế cấp, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, có chút không đủ rồi. Mà kiếm linh lại quá mạnh mẽ, cho dù là hắn hiện tại, cũng không dám tùy ý dùng. Nếu như Táng Thiên có thể siêu việt đế cấp, vậy thật là không thể tốt hơn rồi. Dương Diệp đang muốn đi lên xem một chút, nhưng lúc này, hai mắt hắn nhíu lại, ngẩng đầu nhìn, một tia máu từ trên đỉnh núi chém đến hắn. Táng Thiên làm cái quỷ gì? Dương Diệp nhướng mày, bấm tay một chút, kiếm quang thoáng hiện, trong chốc lát, tia máu lập tức hóa thành hư vô. Mà đúng lúc này, một thanh huyết kiếm phá không bay đến, lập tức đến trước mặt hắn. Huyết kiếm đến, Dương Diệp cảm thấy mình tựa như đặt mình vào một biển máu, lệ khí cùng sát ý vô tận giống như vòi rồng xung kích đại não của hắn, làm cho tinh thần hắn hoảng hốt, cùng lúc đó, hai mắt hắn biến thành huyết hồng. Nhưng sau một khắc hai mắt, Dương Diệp lập tức khôi phục thanh minh, sau đó thò tay chỉ mũi kiếm. Ông! Tiếng kiếm minh phóng lên trời, không gian chung quanh Dương Diệp kích động kịch liệt. Dương Diệp nhìn huyết kiếm, lúc này huyết kiếm cùng lúc trước đã rất bất đồng, trước kia huyết kiếm là màu đỏ thẫm, mà bây ghi tờ huyết kiếm đỏ sậm, trong đó lệ khí cùng sát ý so với trước mạnh không biết bao nhiêu lần, cho dù hiện tại hắn đã là kiếm ý niết bàn cảnh cũng bị ảnh hưởng. Di kiết! Lúc này, trong huyết kiếm đột nhiên truyền đến thanh âm của Táng Thiên, sau đó mũi kiếm mạnh mẽ bộc phát ra huyết quang, nhưng bị đầu ngón tay của Dương Diệp đánh tan. Tay Dương Diệp có chút xoay chuyến. Sau đó hai ngón kẹp lấy huyết kiếm nói. Táng Thiên, ngươi nổi điên làm gì a? Giết,
giết người. Táng Thiên Dung kịch liệt, từng đạo sát ý cùng lệ khí dũng mãnh lao về phía Dương Diệp, bất quá ở quanh người Dương Diệp phảng phất như có bình chướng, sát ý cùng lệ khí căn bản không cách nào tới gần. Dương Diệp chau mày, hắn biết rõ, Táng Thiên bị lệ khí cùng sát ý của kiếm vô cực ảnh hưởng. Lệ khí cùng sát ý của kiếm vô cực không có ý thức, nhưng có tiềm thức. Đơn giản mà nói, lúc này trong huyết kiếm không chỉ có ý thức của Táng Thiên, còn có ý thức mặt trái của kiếm vô cực. Hiện tại tình huống này là Táng Thiên đã không thanh tỉnh, thậm chí còn có khả năng bị ý thức mặt trái của kiếm vô cực gạt bỏ. Ý thức của Táng Thiên là do vô số lệ khí cùng sát ý sinh ra, nhưng nếu có ý thức sát lục cường đại hơn nó, muốn gạt bỏ nó, cũng không phải là không được. Giết! Lúc này, trong huyết kiếm đột nhiên truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, huyết kiếm run kịch liệt, sau đó trực tiếp giãy giụa ngón tay Dương Diệp, sau đó huyết kiếm tiến quân thần tốc, đâm tới trái tim của Dương Diệp. Bất quá kiếm còn chưa đụng phải quần áo của Dương Diệp liền dừng lại, bởi vì Dương Diệp trực tiếp cầm huyết kiếm. Sau một khắc, một cỗ kiếm ý đột nhiên tràn vào trong huyết kiếm. A! À, lập tức, trong huyết kiếm truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Táng Thiên. Dương Diệp nắm huyết kiếm trầm giọng nói. Ngươi thanh tỉnh một chút cho ta. Ta sắp nhìn không được rồi. Tiếng giống giận dữ của Táng Thiên từ trong huyết kiếm truyền ra. Dương Diệp chau mày. Ngạo khí của Táng Thiên hắn biết, nếu như không thật sự rất nghiêm trọng, Táng Thiên tuyệt đối sẽ không nhận thua. Bất quá cũng phải, Táng Thiên chỉ là đế cấp, mà kiếm vô cực thuộc về tồn tại gì. Đây chính là cường giả tuyệt thế, Táng Thiên ở trước mặt hắn, chỉ sợ ngay cả cặn bã cũng không tính. Dù cho những lệ khí cùng sát ý này chỉ là một chút cảm xúc mặt trái của kiếm vô cực, nhưng cái kia cũng không phải Táng Thiên có thể thu phục chiếm được. Xóa bỏ lệ khí cùng sát ý của kiếm vô cực. Hiện tại hắn có thể làm được, nhưng nói như vậy, ý thức của Táng Thiên khả năng cũng sẽ biến mất, bởi vì lúc này Táng Thiên cùng ý thức mặt trái của kiếm vô cực đã hợp cùng một chỗ. Trầm mặc sau nửa ngày, Dương Diệp nói. Tiến vào sát lục chi tâm của ta, ta để đối phó. Nguy hiểm, rất, rất mạnh. Thanh âm của Táng Thiên mang một tia thống khổ. Đến đây đi. Dương Diệp nhàn nhạt nói. Bằng không thì ngô y xong đời. Ngươi có nắm chắc không? Táng Thiên hỏi. Thử xem. Dương Diệp nói, huyết kiếm trong tay hắn đột nhiên hóa thành một tia máu chui vào trong cơ thể. Oanh! Trong chốc lát, một cột máu từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời, đâm thẳng thương khung. Cùng lúc đó, cả người Dương Diệp lập tức biến thành một huyết nhân. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, thời gian dần trôi qua, hắn xếp bằng ở trên đất. Lúc này Dương Diệp có chút khủng bố, từng đạo huyết khí cùng sát ý như suối phun, từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Thiên phú, Dương Diệp hắn không tính yêu nghiệt, nhưng lực ý chí, hắn tự nhận mình còn rất tốt. Khi luyện thể, cái thống khổ kia, người bình thường tuyệt đối chịu không được. Bất kể là huyền giả đại lục hay ở linh giới, thân thể xuất sắc đều cực kỳ cường đại, vì cái gì? Bởi vì muốn thân thể mình còn mạnh hơn yêu thú. Cái kia cũng phải cần chịu đựng tra tấn không thuộc về mình. Mà loại tra tấn này, người bình thường tuyệt đối không chịu nổi. Mà một khi có thể thừa nhận được, lực ý chí tuyệt đối không phải cứng cỏi bình thường. Dương Diệp biết rõ ý thức mặt trái của kiếm vô cực mạnh, nhưng hắn không ý kỵ. Nếu như hắn ngay cả một chút ý thức mặt trái còn sót lại của đối phương cũng sợ hãi mà nói, vậy hắn thật đúng là sống vô dụng rồi. Trong tràng, Dương Diệp xếp bằng ở đấy. Lông mày không ngừng giãn ra. Dưới Vẫn Thần Sơn, Độc Cô Kiếm cùng đám người cầm trúc ngọc cũng không rời đi, bọn hắn đều đang đợi Dương Diệp từ trên núi xuống. Trên đỉnh Vẫn Thần Sơn, vẫn là địa phương bọn hắn kính ngưỡng cùng hiếu kỳ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, lúc trước kiếm vô cực vẫn lạc ở đây, nhất định là để lại truyền thừa hoặc là cái gì khác. Tóm lại, bọn hắn muốn nhìn một chút. Hắn thật là Dương Diệp. Bên cạnh cầm trúc ngọc, Huyền Không đột nhiên hỏi. Ngươi có phiền hay không? Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên nói. Những lời này, người đã hỏi không dưới 100 lần. Ngươi không phiền, chúng ta cũng phiền. Cầm trúc ngọc nhìn thoáng qua Huyền Không, không nói gì. Lần này Huyền Không không cãi nhau với Lâm Phàm, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh núi Vẫn Thần Sơn, trong mắt tràn đầy sùng bái. Thật là Dương Diệp, nguyên lai hắn thật là Dương Diệp. Thiên A! Ta trước kia rõ ràng còn nói với hắn. Nói đến đây, Huyền Không giống như nghĩ tới điều gì, hắn biến sắc, nhìn về phía Lâm Phàm nói.
Không xong, ta trước kia nói bậy hắn, ngươi nói, hắn có thể ghi hận ta hay không? Ta cái miệng tiện này. Mọi người. Khóe miệng Lâm Phàm HCO lại nói. Người bệnh ư? Huyễn không liếc qua Lâm Phàm nói. Ngươi biết cái gì, ta hỏi các ngươi, sau khi kiếm vô cực tiền bối vẫn là cùng kiếm thần cung biến mất, kiếm tu chúng ta ở trên đại lục địa vị như thế nào? Không, kiếm tu không có địa vị. Đương kim đại lục, có hai vị tuyệt thế thiên tài có thể dùng tu vi thánh giả xê trảm đế, nhưng lại không có người nào là kiếm tu. Là Dương Diệp, một lần nữa để cho kiếm tu chúng ta danh chấn minh mục đại lục. Mọi người trầm mặc. Huyễn không lại nói. Sau kiếm thần cung, người tập kiếm càng ngày càng ít, vì sao? Bởi vì kiếm tu xuống dốc rồi, tuy đã từng huy hoàng, nhưng hiện tại xuống dốc rồi. Dương Diệp xuất hiện, để cho kiếm tu trở lại trong mắt thế nhân, cũng đại biểu kiếm tu quật khởi, bởi vì thế nhân không dám khinh thị kiếm tu. Ngươi nói, ta sùng bái hắn có sai sao? Lâm Phàm nhìn thoáng qua Huyễn không nói. Chưa nói ngươi sai, chỉ là ngươi không thể ít xuất hiện một chút sao? Chúng ta đã biết rõ ngươi sùng bái hắn rồi, cho nên, ngươi yên tĩnh một chút a. Ta kích động a, ta hưng phấn a, ta khống chế không nổi mình a. Huyễn không nhìn đỉnh Vẫn Thần Sơn, cả người như đánh máu gà. Không phải là giết một đế giả sao? Lúc này, xa xa Độc Cô Kiếm đột nhiên nói. Hôm nào ta cũng đi giết một cái. Ngươi, ngươi biết cái gì, ta hỏi các ngươi, sau khi kiếm vô cực tiền bối vẫn là cùng kiếm thần cung biến mất. Khi tếm tu chúng ta ở trên đại lục địa vị như thế nào? Không, kiếm tu không có địa vị. Đương kim đại lục, có hai vị tuyệt thế thiên tài có thể dùng tu vi thánh giả chảm đế, nhưng lại không có người nào là kiếm tu. Là Dương Diệp, một lần nữa để cho kiếm tu chúng ta danh chấn minh mục đại lục. Mọi người trầm mặc. Huyễn không lại nói. Huyễn không nghe vậy, chỉ vào Độc Cô Kiếm nói. Đều là người thích thổi, chúng ta có thể không tổn thương lẫn nhau được hay không? Ngươi cho rằng ta không giết được đế giả sao? Độc Cô Kiếm nhìn về phía Huyễn Không. Huyễn Không khoát tay áo nói. Tốt, coi như ngươi có thể giết đế giả, ta nói là coi như a, không phải nói ngươi có thể giết đế giả, ngươi không nên hiểu sai. Coi như ngươi có thể giết đế giả, nhưng thì tính sao? Ngươi có thể lên núi sao? Ngươi có thể sao? Nhìn xem, người ta đã lên núi rồi. Nhưng ngươi thì sao? Lâm Phàm nhìn thoáng qua Huyễn Không nói. Nói chuyện uyển chuyển một chút. Huyễn không giang tay ra nói. Không có biện pháp, người trung thực. Không phải là lên núi sao? Lúc này, Độc Cô Kiếm đột nhiên nói. Lên núi có gì đặc biệt hơn người sao? Nói xong, Độc Cô Kiếm ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Rất nhanh, hắn bước ra bước chân đi về phía đỉnh núi. Ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía Độc Cô Kiếm, trên mặt mọi người đã không có vui vẻ, Huyễn không cũng thế. Nhưng đúng lúc này, Độc Cô Kiếm lại đi trở về, sau đó nói. Hôm nay không thoải mái, hôm nào lại lên. Mọi người. Độc Cô Kiếm liếc nhìn mọi người nói. Hôm nào ta nhất định sẽ lên, thật đó. Huyễn không yết hầu lăn tăn, hắn đột nhiên đi đến gần Độc Cô Kiếm, sau đó thi lễ với Độc Cô Kiếm nói. Đối với ngươi vô sỉ, Huyễn không ta cam bái hạ phong. Nói xong, Huyễn không nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm, lại nói. Ngươi, ngươi thật sự rất cường đại. Mọi người nhìn Độc Cô Kiếm, trong mắt cũng cực kỳ bội phục. Độc Cô Kiếm. Đúng lúc này, tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên núi, chỗ đó, một người đang chậm rãi đi xuống. Là Dương Diệp. Trong mắt mọi người một hồi lửa nóng, cho dù là Cầm Trúc Ngọc tỉnh táo nhất cũng không khỏi hai tay chậm rãi nắm lại. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước mặt mọi người, Dương Diệp liếc nhìn mọi người, đang muốn nói chuyện. Độc Cô Kiếm đột nhiên rút kiếm chỉ vào Dương Diệp nói. Trước kia tỉ thí, ta thua. Ngươi có yêu cầu gì, đợi lát nữa có thể nói. Hiện tại, ta khiêu chiến ngươi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba kiếm, ta nhận thua. Dương Diệp. Mọi người sửng sốt, hiển nhiên, đều không nghĩ đến Độc Cô Kiếm đột nhiên khiêu chiến Dương Diệp. Dương Diệp cũng nao nao, hắn cũng không nghĩ đến Độc Cô Kiếm muốn khiêu chiến hắn. Trung thực mà nói. Nếu như là trước kia, dù Độc Cô Kiếm không bằng hắn, nhưng muốn cùng hắn chiến một hồi vẫn có thể, dù sao Độc Cô Kiếm cũng là kiếm ý hư vô cảnh. Nhưng bây giờ, đừng nói một Độc Cô Kiếm, đến 100 cái Độc Cô Kiếm cũng không có tác dụng a. Như thế nào, người không dám? Thấy Dương Diệp không nói,
Độc Cô Kiếm đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm nói. Ngươi xác định. Ta cực kỳ xác định. Độc Cô Kiếm nói. Dương Diệp gật đầu nói. Vậy thì tới đi. Đi, xuống dưới tỉ thí. Độc Cô Kiếm nói xong muốn xoay người xuống dưới, nhưng lúc này Dương Diệp lại nói. Không cần rắc rối như vậy, trực tiếp ra tay đi. Độc Cô Kiếm nhìn về phía Dương Diệp, sau nửa ngày, hắn gật đầu nói. Tốt. Thanh âm rơi xuống, tay phải của Độc Cô Dô Kiếm cầm kiếm trong tay, kiếm ý hư vô cảnh từ trong thân thể hắn tuôn ra, nhưng kiếm ý hư vô cảnh này mới ra thân thể liền trực tiếp tiêu tán. Là tiêu tán, mà không phải tuôn ra rồi trở lại trong thân thể hắn. Thấy một màn, này tất cả mọi người sửng sốt, kể cả Độc Cô Kiếm, hắn hiển nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Do dự thoáng một phát, hắn lại thúc động kiếm ý hư vô cảnh, nhưng giống như trước kia, kiếm ý hư vô cảnh mới ra thân thể liền trực tiếp tiêu tán, không phải bị hủy, mà là tự mình tiêu tán. Một khắc này, trong nội tâm tất cả mọi người kinh hãi, bọn hắn nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, kể cả Độc Cô Kiếm. Vì cái gì sẽ như vậy? Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, cũng bởi vì minh bạch, cho nên mọi người mới sẽ chấn kinh. Dương Diệp nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm nói. Ngươi thua. Sắc mặt Độc Cô Kiếm trắng bệch nói. Ngươi đã là trên hư vô cảnh. Xác thực. Dương Diệp gật đầu. Thấy Dương Diệp thừa nhận, trong mắt mọi người nhất thời biến thành phức tạp. Trên hư vô cảnh, Minh Ngục Đại Lục từ trước tới nay, ngoại trừ kiếm vô cực, người kiếm ý trên hư vô cảnh thứ hai xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ta thua. Sắc mặt Độc Cô Kiếm trắng bệch. Trong mắt mờ mịt, qua chỉ chốc lát, hắn thong thả nhắm hai mắt nói. Độc Cô Kiếm ta được kiếm tu truyền thừa, tiềm tâm tu kiếm 10 năm, vốn nghĩ có thể bỗng nhiên nổi tiếng, nhưng, ha ha, quả nhiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Nói đến đây, Độc Cô Kiếm mạnh mẽ mở mắt nhìn về phía Dương Diệp nói. Độc Cô Kiếm ta thua, nhưng Độc Cô Kiếm ta tuyệt không chịu nhục. Nói xong, tay Độc Cô Kiếm xoay chuyển. Trường kiếm trong tay mạnh mẽ cắt qua cổ của mình. Thấy một màn này, mọi người đều sửng sốt. Tự sát. Bọn hắn không nghĩ đến Độc Cô Kiếm lại tự sát. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang kích xạ ra, oanh một tiếng, kiếm trong tay Độc Cô Kiếm bị oanh thành hư vô. Độc Cô Kiếm cũng bị chấn lui 10 trượng. Ngươi có ý tứ gì? Độc Cô Kiếm nhìn về phía Dương Diệp. Muốn vũ nhục ta sao? Vũ nhục ngươi. Dương Diệp cười nhẹ nói. Ta không có rãnh rỗi như vậy. Trước kia ngươi cùng chúng ta đánh cược, ngươi thua. Mà bây giờ, ngươi lại thua. Ta cảm thấy, đã thua, vậy thì phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mà không phải dùng tự sát đến trốn tránh. Tự sát, thoạt nhìn giống như rất trâu bò, kỳ thật là thua không nổi, có phải không? Nói rất đúng. Huyễn Không đột nhiên nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói. Độc Cô Kiếm, ngươi chết, sự tình liền kết thúc sao? Không, ngươi tự sát. Không chỉ là thua không nổi, còn là hành vi ngu xuẩn, càng sẽ hại chúng ta cùng Tử Kinh Thành ngươi. Ngươi thử ngẫm lại xem, ngươi tự sát, Tử Kinh Thành ngươi sẽ tính sổ lên đầu ai? Nhất định là chúng ta a. Cho nên, ngươi thật muốn tự sát, chờ chúng ta đưa ra điều kiện, sau đó ngươi hoàn thành, ngươi lại tự sát. Mọi người. Dương Diệp nhìn thoáng qua Huyễn Không, sau đó nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói. Điều kiện thứ nhất, kỳ thật cũng không khó. Phải nói rất đơn giản, cái kia chính là xin lỗi chúng ta. Bởi vì hành vi trước kia của ngươi thật quá cần ăn đòn, việc này, ngươi phải xin lỗi. Xin lỗi. Nghe Dương Diệp nói, mọi người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đều có một tia lạ lùng, bọn hắn đều không nghĩ Dương Diệp sẽ đưa ra điều kiện này. Bất quá này cũng chính là mọi người muốn, trước kia mặc dù Độc Cô Kiếm dầm dĩ bá đạo, trong mắt không người, nhưng cũng không có hại gì bọn hắn, cho nên tội không đáng chết. Xin lỗi, hợp tình hợp lý. Xin lỗi. Sắc mặt Độc Cô Kiếm lại có chút khó coi, Độc Cô Kiếm hắn từ nhỏ đến lớn, xin lỗi qua sao? Cũng ngay vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Như thế nào, rất khó sao? Có thể thay điều kiện hay không? Độc Cô Kiếm nói. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói. Xin lỗi, đã là tiện nghi ngươi rồi. Thật sự, ta không quá vui vẻ cùng ngươi lại nhảy. Nếu như ngươi không xin lỗi, vậy thì tốt, bây giờ ngươi tự sát a. Về phần Tử Kinh Thành, không sao cả, bọn hắn dám tính toán sổ sách này đến trên đầu ta diệt Tử Kinh Thành là được.
Ngươi dám! Độc Cô Kiếm giận dữ, nhưng ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp theo, một thanh kiếm đâm vào mi tâm Độc Cô Kiếm, kiếm nhập làn da, máu tươi tràn ra. Dương Diệp cười nói, không có chuyện ta không dám làm. Cuối cùng một câu, xin lỗi hay không xin lỗi? Nếu như xin lỗi, chúng ta tiếp tục bàn, không xin lỗi, vậy thì không có tất yếu nói chuyện. Độc Cô Kiếm nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, ta xin lỗi. Dương Diệp thu kiếm, lui qua một bên nói, ta làm người là như vậy, người khách khí với ta khách khí với người, nhưng người muốn dầm dĩ với ta, thật sự, ta dầm dĩ lên ngay cả mình cũng khống chế không nổi mình. Còn nữa, người phải ăn mừng vì gần đây tâm tình ta tốt, bằng không thì người muốn xin lỗi cũng không có cơ hội. Nói xong, Dương Diệp nhìn Độc Cô Kiếm, tay phải thong thả bóp chặt kiếm trong tay, nếu như trong mắt đối phương dám có một chút sát ý, hắn sẽ không do dự chạm sát đối phương. Để hắn có chút ngoài ý muốn là Độc Cô Kiếm không có như hắn nghĩ mắt lộ hung ác hoặc sát ý, Độc Cô Kiếm hít một hơi thật sâu nói. Độc Cô Kiếm ta thua được, ta xin lỗi. Trước kia là Độc Cô Kiếm ta có lỗi, ta xin lỗi mọi người. Không có chuyện gì. Huyễn không giang tay nói. Nhân sinh trên đời, ai có thể không mắc lỗi? Biết lỗi liền sửa, là hảo hài tử. Ân, về sau ra ngoài, phải điệu thấp một chút, người xem Dương Diệp của ta, vừa rồi còn không nói mình là Dương Diệp, rất điệu thấp a. Người nha, phải hảo hảo học hắc, điệu thấp mới là vương đạo. Dương Diệp. Khóe miệng Độc Cô Kiếm co lại. Không đếm xỉa Huyễn Không, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi nói điều kiện thứ hai đi. Dương Diệp nhìn Độc Cô Kiếm nửa ngày, sau đó nói. Tính toán là nam nhân, ngươi đi đi. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Dương Diệp, hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ đến Dương Diệp sẽ trực tiếp để cho Độc Cô Kiếm đi. Độc Cô Kiếm cũng không nghĩ đến, sau khi ngẩn người, hắn do dự thoáng một phát, sau đó đi tới trước mặt Dương Diệp, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Nhìn Dương Diệp quỳ xuống nói. Ta bái ngươi làm sư. Lần này tới lượt Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Mọi người cũng ngây ngẩn cả người, vừa rồi còn muốn ngươi chết ta sống, bây giờ bái sư, đầu mọi người có chút lộn xộn. Một lát sau, Dương Diệp nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói. Vì cái gì? Độc Cô Kiếm ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói. Bởi vì ta muốn đánh bại ngươi, nhưng ngươi là kiếm tu mạnh nhất đại lục hiện tại, muốn đánh bại ngươi. Phải học ngươi, bằng không ta cả đời không có khả năng đánh bại ngươi. Dương Diệp nhìn Độc Cô Kiếm rất lâu, sau đó nói. Ta không thu đồ đệ, bất quá, ta thành lập một kiếm minh, nếu như ngươi nguyện ý, có thể gia nhập kiếm minh. Về phần học tập, ngày sau ta sẽ ở trong kiếm minh thỉnh thoảng cùng thành viên kiếm tu luận bàn. Kiếm đạo vô cùng vô tận, mặc dù ta đã là trên kiếm ý hư vô cảnh, nhưng ta tin tưởng chỉ có không ngừng học tập. Mới có thể để kiếm đạo chi lộ của mình đi xa hơn. Kiếm minh. Độc Cô Kiếm do dự thoáng một phát, sau đó hỏi. Cho dù là tâm đắc cùng kinh nghiệm tăng lên kiếm ý hư vô cảnh, người cũng nguyện ý chia sẻ sao? Nghe Độc Cô Kiếm nói, mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu nói. Đương nhiên, chỉ cần nhập kiếm minh, đối với Dương Diệp ta mà nói, là người một nhà, đối với người một nhà, ta chưa bao giờ keo kiệt. Ta nguyện ý gia nhập kiếm minh. Độc Cô Kiếm nói ngay. Ta có thể gia nhập không? Ngay lúc này, bên cạnh truyền tới một thanh âm, Dương Diệp nhìn lại, là Tả Lãng. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này, Huyễn Không cũng đột nhiên nói. Ta cũng có thể gia nhập không? Ta cũng muốn gia nhập. Ở bên cạnh Huyễn Không, Lâm Phàm cũng nói. Rất nhanh, chàng trong trừ cầm trúc ngọc ra. Tất cả kiếm tu đều biểu thị muốn gia nhập kiếm minh. Trên kiếm ý hư vô cảnh, hấp dẫn này đối với bọn hắn quá lớn, ngay cả kiếm hư cũng không cách nào cự tuyệt. Đương kim thiên hạ, Dương Diệp có thể nói là kiếm ý trên hư vô cảnh cuối cùng, nếu như bọn hắn muốn tăng lên kiếm ý, ở kiếm đạo chi lộ đi xa hơn, theo Dương Diệp là tuyển chọn tốt nhất. Dương Diệp quét nhìn mọi người nói. Trước đó nói trước, nhập kiếm minh ta có thể, nhưng một khi nhập kiếm minh ta, như vậy mọi người không còn là tán tu, mà là một tổ chức, hơn nữa, phải nghe ta hiệu lệnh, nếu như làm không được, vậy thì đừng có vào, ta không muốn đến lúc đó mọi người trở mặt thành thù. Nghe nói như vậy, mọi người nhất thời có chút do dự, bọn hắn đều là tán tu, tự do quen rồi, muốn bị hạn chế, này đối với mọi người mà nói, không nghi ngờ có chút khó tiếp nhận.
Lúc này, Dương Diệp lại nói. Đương nhiên, kiếm minh không phải kiếm minh của Dương Diệp ta, là kiếm minh của mọi người, nếu như đến lúc đó các ngươi không phục, có thể khiêu chiến, kiếm minh chúng ta, hết thảy dùng thực lực phi tôn, ngươi thực lực nhất mạnh, ngươi có thể làm lão đại, thực lực ngươi không được, vậy thì làm tiểu đệ, cho nên, đều xem bổn sự của ngươi. Còn nữa, đến lúc đó nếu như các ngươi muốn rời khỏi, ta tuyệt không ngăn ngăn, nhưng chỉ cần các ngươi dừng lại ở kiếm minh một ngày, phải nghe ta hiệu lệnh. Đây là yêu cầu của ta. Thực lực phi tôn. Lúc này, Độc Cô Kiếm nói. Tốt một cái thực lực phi tôn, thực lực ai mạnh người đó làm lão đại, ta không ý kiến. Ta cũng không ý kiến. Lúc này, Huyễn Không nói. Thế đạo vốn là như thế, thực lực ai mạnh người đó là lão đại. Còn nữa, kiếm tu chúng ta cũng nên đoàn kết rồi, bằng không thì đại lục này sẽ không còn địa vị của kiếm tu chúng ta. Đúng, nên đoàn kết rồi. Lâm Phàm gật đầu, tán đồng nói. Ta cũng không ý kiến. Không ý kiến. Nói xong, hắn xoay người nhìn mọi người thi lễ nói. Trong trang trừ Cầm Trúc Ngọc ra, tất cả mọi người biểu thị gia nhập kiếm minh. Cuối cùng, Dương Diệp nhìn về phía Cầm Trúc Ngọc nói. Cầm cô nương, ta đại biểu kiếm minh mời người gia nhập kiếm minh. Thực lực của Cầm Trúc Ngọc không thua Độc Cô Kiếm, đặc biệt là hiện tại nàng đã đạt tới kiếm ý hư vô cảnh, hơn nữa Cầm Trúc Ngọc là bán đế, có thể nói thực lực của đối phương dù thua đế giả cũng không kém bao nhiêu. Theo hắn đoán chừng, nếu Cầm Trúc Ngọc cùng Độc Cô Kiếm liên thủ, có cơ hội đánh chết một đế giả rất lớn. Cầm Trúc Ngọc nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Người sáng tạo kiếm minh mục đích là gì? Về sau người sẽ biết. Dương Diệp nói. Hiện tại không thể nói sao. Cầm Trúc Ngọc nói. Dương Diệp lắc đầu nói. Không phải là không thể nói, mà là hiện tại có nói hay không không có bất cứ ý nghĩa gì. Cầm Trúc Ngọc trầm mặc một lát, lại hỏi. Chúng ta tùy thời có thể khiêu chi đến ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Chỉ cần ngươi cảm giác mình có thực lực, tùy thời khiêu chiến, nếu như ngươi thắng, kiếm minh ngư cơi đến làm lão đại, sau đó ta nghe ngươi. Nhưng ở trước đó, ngươi phải nghe ta. Ta gia nhập. Lúc này đây, Cầm Trúc Ngọc không do dự. Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Trong tràng tổng cộng có 35 tên kiếm tu, kiếm ý hư vô cảnh có Cầm Trúc Ngọc cùng Độc Cô Kiếm. Còn lại thấp nhất cũng là nửa bước kiếm ý hư vô cảnh, quan trọng nhất là những người này toàn bộ đều là bán đế. Đừng nhìn đội hình này không cường đại, phải biết Minh Ngục Đại Lục chỉ sợ chín thành kiếm tu cường đại đều ở đây. Hiện tại thực lực của kiếm minh, đã hoàn toàn không sợ Tận Thế Thành cùng Huyền Thiên Tông, nhưng Dương Diệp chưa bao giờ coi Tận Thế Thành cùng Huyền Thiên Tông là đối thủ của kiếm minh. Ánh mắt của hắn, một mực ở rất xa. Lão đại, kiếm ý trên hư vô cảnh là cảnh giới gì? Lúc này, Huyễn Không đột nhiên hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, đây là sự tình bọn hắn hiếu kỳ. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Các ngươi biết rõ vì cái gì rất ít người biết rõ kiếm ý trên hư vô cảnh không? Mọi người lắc đầu. Dương Diệp nói. Vì cảnh giới này, chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền. Hắn không có nói dối, như thế nào là niết bàn? Là phá rồi lại lập. Mà muốn phá rồi lại lập, nhất định phải là mình có giác ngộ, mà không phải người khác tới nói cho ngươi biết, bởi vì người khác đến nói cho ngươi biết, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Như vậy cũng giống như nhân sinh, người chỉ có trải qua mới có thể gọi nhân sinh, nếu như ngươi không trải qua, người khác nói cho ngươi biết cái gì gọi là nhân sinh, ngươi thật sự hiểu sao? Nếu như hiện tại hắn nói cho những người này, mà chính bọn hắn lại không có chính thức giác ngộ. Vậy bọn họ thiêu đốt kiếm ý, cái kia trên căn bản là tự tìm đường chết. Mọi người trầm mặc, Dương Diệp lại nói. Cũng không phải ta tàng tư, chỉ là, cảnh giới này thật sự chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền. Còn có, các ngươi cũng không cần trèo cao theo đuổi xa, kể cả Độc Cô Kiếm cùng Cầm Cô Nương, tuy các ngươi đã tới kiếm ý hư vô cảnh, nhưng kiếm ý lại không ngưng thực, cũng chưa vững chắc. Hiện tại các ngươi cần không phải suy nghĩ đột phá kiếm ý hư vô cảnh. Mà nghĩ làm sao để cho kiếm ý của mình càng thêm ngưng luyện, còn có điều khiển kiếm ý. Điều khiển kiếm ý? Độc Cô Kiếm hỏi. Có ý tứ gì? Dương Diệp liếc nhìn mọi người, sau đó tay phải vung ra, một thanh ý kiếm xuất hiện. Sau khi thanh ý kiếm này xuất hiện, sắc mặt đám người Độc Cô Kiếm đại biến, nhao nhao lùi lại. Dương Diệp nao nao, tâm niệm vừa động, khí tức kiếm ý lập tức biến mất, mọi người trong tràng cũng cảm thụ không đến kiếm ý niết bàn cảnh.
không có khí tức, sắc mặt bọn người Độc Cô Kiếm hơi dễ nhìn một ít. Dương Diệp nói, các ngươi nhìn xem. Dương Diệp nói xong, ở trong ánh mắt của mọi người, thanh ý kiếm kia dần dần nhỏ đi, càng ngày càng nhỏ, không đến một hồi, thanh ý kiếm này đã biến thành tú hoa châm. Áp xúc. Nhìn thấy một màn này, hai mắt mọi người trợn lên, bọn hắn không nghĩ tới, kiếm ý còn có thể như vậy. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Thấy được không, hiện tại thanh ý kiếm này, uy lực so với trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, hơn nữa, nó còn có thể tiếp tục áp xúc. Các ngươi xưng nó là áp xúc, ta càng ưa thích xưng nó là giới hạn, kiếm ý giới hạn, áp xúc kiếm ý đến một điểm tới hạn, sau đó bộc phát. Có thể nói, Độc Cô Kiếm còn có trúc ngọc, nếu các ngươi tập được kiếm kỹ này, coi như là đế giả các ngươi cũng có cơ hội một mình đánh chết. Nói xong, Dương Diệp cong ngón búng ra, ý kiếm lập tức biến mất, hắn lại nói. Kiếm kỹ này là một trong át chủ bài của ta, nó không đơn thuần là một môn kiếm kỹ lực sát thương cường đại. Càng có thể dùng để ngưng thực kiếm ý. Ta nghĩ đối với các ngươi đều rất hữu dụng. Mọi người nhìn Dương Diệp, trong mắt nhiều hơn một tia kính nể cùng tin phục. Chiêu kiếm ý giới hạn này, tuyệt đối cường đại hơn kiếm kỹ đế cấp rất nhiều, mà Dương Diệp lại chia sẻ ra. Bởi vì nếu như là bọn hắn mà nói, chỉ sợ rất khó làm được. Dù sao người đều là ích kỷ. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Người đều là ích kỷ, ta càng như vậy. Nhưng ta minh bạch. Nếu như mọi người chúng ta đều ích kỷ, như vậy kiếm minh tồn tại cũng không còn ý nghĩa. Mỗi người kiếm đạo bất đồng, các ngươi ở kiếm đạo chi lộ của mình hành tẩu lâu như vậy, khẳng định đã có lĩnh ngộ cùng tâm đắc riêng. Hiện tại, ta hy vọng tất cả mọi người có thể chia sẻ, để cho mọi người lấy thừa bù thiếu, cùng một chỗ phát triển. Ta đã dẫn đầu, bây giờ nhìn các ngươi. Trầm mặc một hồi, lúc này Độc Cô Kiếm muốn đi ra, nhưng Nguyễn không lại đoạt trước một bước nói. Ta tới trước, hôm nay ta cho các ngươi nhìn xem lĩnh ngộ của ta. Đã có cái thứ nhất đứng ra liền có cái thứ hai, rất nhanh, trong trang biến thành đại hội luận kiếm. Một bên, Dương Diệp nhìn thấy một màn này, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Kỳ thật, hắn có chút hâm mộ Tiêu Giao Tử, bởi vì đối phương lẻ loi một mình, thiên hạ có thể đi. Đối phương cả đời này, chỉ vì kiếm mà sống. Kiếm của Dương Diệp hắn, là có trói buộc, cái trói buộc này, chính là thân nhân của hắn. Kiếm tu, từ xưa đến nay, kiếm tu cường đại đều truy cầu vô niệm, trong nội tâm chỉ có kiếm, truy cầu kiếm đạo cực hạn. Loại người này, cường đại sao? Rất cường đại, như Tiêu Giao Tử. Một người, đặc biệt là một người cực kỳ yêu nghiệt, nếu như chuyên tâm một sự kiện, đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Kiếm tu tâm không thể bị trói buộc, những lời này, hắn cũng đồng ý. Nhưng tâm Dương Diệp hắn, là có bị trói buộc, bị cái gì? Bị chữ, tình. Dương Diệp biết rõ điểm ấy, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không vì kiếm mà chém đoạn chữ này. Bởi vì sở dĩ hắn luyện kiếm, sở dĩ không ngừng cố gắng trở nên mạnh mẽ, làm như vậy là vì cái gì? Vì chính là thủ hộ người mình yêu. Nếu như người mình yêu cũng không còn, vậy Dương Diệp hắn vô địch thiên hạ, lại có ý nghĩa gì? Kiếm của Dương Diệp hắn, chỉ vì tình. Nếu có cần, hắn sẽ không chút do dự vì thân nhân của mình buông tha kiếm. Nhưng hắn tuyệt sẽ không vì kiếm mà đi buông tha cho thân nhân mình. Đúng lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên nổi lên tiếng xé vải, sau một hồi, Dương Diệp nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người Độc Cô Kiếm nói. Tổng bộ kiếm minh chúng ta đã xảy ra chuyện. Tổng bộ kiếm minh, một kiếm tu có chút khó hiểu. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Kiếm minh không chỉ các ngươi, còn có rất nhiều người, mà tổng bộ chúng ta ở Lạc Vân Thành, những chuyện này về sau lại nói với các ngươi, hiện tại theo ta đi, bọn ngươi tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta đi trước một bước. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở trong mắt mọi người. Thật nhanh. Một bên, Huyễn Không cả kinh nói. Chiều này con mẹ nó đẹp trai, không được, đợi đi đến Lạc Vân Thành. Nhất định phải van cầu lão đại dạy ta. Đi nhanh đi, bằng không thì ngay cả bóng dáng của lão đại cũng không thấy. Lâm Phàm nói xong, lập tức cùng người chung quanh hóa thành từng đạo kiếm quang bay thẳng đến chân trời. Lạc Vân Thành, kiếm chủ điện. Nguyên bản thành chủ phủ bị Dạ Lưu Vân cải biến, liền mệnh danh là kiếm chủ điện. Lúc này, trong đại điện, cường giả kiếm minh đạt tới bán đế đều có mặt, cầm đầu chính là Dạ Lưu Vân.
trong tràng hào khí có chút trầm trọng. Tin tức có thể tin được không? Lúc này, Viên Phong đột nhiên hỏi. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu nói. Thám tử của chúng ta ở Tận Thế Thành và Huyền Thiên Tông đã truyền tin về, Tận Thế Thành cùng Huyền Thiên Tông gần đây động tác nhiều lần, nếu như ta không đoán sai, bọn hắn khả năng đã liên thủ. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, tăng thêm bọn hắn tầm đó cũng không có lợi ích xung đột gì quá lớn, cho nên bọn hắn liên thủ rất bình thường. Vì sao trước kia bọn hắn không động thủ? Viên Phong khó hiểu. Dạ Lưu Vân nói. Theo ta được biết, trừ Diệt Thế Đạo, người hai tông ba thành trước kia giống như đều đi Di Chỉ Kiếm Thần Cung, mà bọn hắn đi, có lẽ là đế giả. Nói cách khác, lúc kia lực lượng của bọn hắn căn bản không đủ diệt Lạc Vân Thành chúng ta, hoặc là nói, bọn hắn không muốn đổ máu, bởi vì tăng thêm kiếm chủ, Lạc Vân Thành chúng ta tương đương có hai đế giả. Mà bây giờ, đế giả trong tông môn bọn hắn trở về, nếu như bọn hắn liên thủ, vậy bọn họ có thực lực tuyệt đối, căn bản không cần đổ máu. Nói đến đây, Dạ Lưu Vân hít sâu một hơi nói. Vì phòng ngừa vạn nhất, ta đã thông chi kiếm chủ, ta nghĩ hiện tại kiếm chủ đang trên đường trở về. Nếu như bọn hắn thật sự liên thủ, kiếm chủ trở về chỉ sợ cũng không có tác dụng. Lúc này Viên Phong trầm giọng nói. Dạ Lưu Vân ngẩng đầu nhìn ngoài điện, không nói gì. Lúc này, một cổ uy áp kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trên không Lạc Vân Thành. Đế giả hàng lâm. Nhưng đúng lúc này, tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này, đám người Dạ Lưu Vân lập tức thở dài một hơi. Trên không Lạc Vân Thành. Sau khi liên tục thi triển mấy lần hư không toa kiếm thuật, Dương Diệp sốt cục đuổi trở về. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, là Nguyên Thiên Y còn có nam tử áo tím của Tận Thế Thành. Chỉ có hai đế giả, giống như có chút chưa đủ a. Dương Diệp cười nói. Sao chỉ như thế? Nguyên Thiên Y cười cười, hắn nói xong, ở chung quanh hắn lập tức xuất hiện ba lão giả. Năm đế giả. Nguyên Thiên Y nhìn xem Dương Diệp nói. Ta nói rồi, Tận Thế Thành ngươi nhảy không được bao lâu. Lúc trước chúng ta nói chờ xem, hiện tại, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp nhìn đám người Nguyên Thiên Y, sau đó lắc đầu nói. Vẫn quá ít, không đủ đánh. Năm tên đế giả, không đủ đánh. Nghe Dương Diệp nói, đám người Nguyên Thiên Y vốn sững sờ, sau đó lắc đầu nở nụ cười. Minh Ngục Đại Lục có cường giả có thể dùng một địch năm sao? Khẳng định có, hơn nữa khả năng còn không chỉ một, nhưng ở trong đó tuyệt đối không kể cả Dương. Diệp, một thánh giả nếu có thể solo năm tên đế giả. Kiếm vô cực trọng sinh, có lẽ có thể thử một chút. Nguyên lai người đã cuồng vọng đến loại tình trạng này rồi. Nguyên Thiên Y lắc đầu nói. Đối phó ngươi, kỳ thật căn bản không cần chúng ta liên thủ, thậm chí xuất động năm tên đế giả. Ngươi phải hiểu được, chúng ta xuất động năm tên đế giả, không phải vì ngươi, mà là người đứng phía sau người. Hôm nay, mặc kệ người phía sau ngươi là ai, Huyền Thiên Tông ta cùng Tận Thế Thành cũng phải diệt ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Nguyên Thiên Y, sau đó nói. Ta tới đây, kỳ thật không muốn gây chuyện, cũng không có cho rằng bọn ngươi là đối thủ. Nhưng các ngươi lại kéo ta làm đối thủ, hơn nữa không giết ta không bỏ qua. Nói xong, Dương Diệp giang tay ra nói. Ta cuối cùng cho song phương chúng ta một cơ hội, hiện tại, các ngươi rời đi, chúng ta nước DC giếng không phạm nước sông, như thế nào? Nếu như chúng ta không rời đi thì như thế nào? Nguyên Thiên Y cười nói. Ngươi xác định. Dương Diệp hỏi. Ta cực kỳ xác định. Nguyên Thiên Y nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Nguyên Thiên Y nửa ngày, sau đó nhẹ gật đầu nói. Ta làm người, làm việc ưa thích làm tuyệt, đặc biệt là đối với địch nhân, các ngươi đã lựa chọn làm địch nhân, như vậy sau ngày hôm nay, Huyền Thiên Tông cùng Tận Thế Thành sẽ biến mất khỏi thế gian. Trảm thảo, nhất định phải trừ tận gốc. Nói xong, chân phải Dương Diệp mạnh mẽ đạp mạnh hư không. Sau đó cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhất niệm thuấn sát bản trung cực. Thời điểm Dương Diệp biến mất, đám người Nguyên Thiên Y sắc mặt kịch biến, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, đây là cảm giác của 5 người bọn hắn lúc này. Nhưng tốc độ của Dương Diệp quá nhanh. Cho dù là bọn hắn, cũng chỉ có thể cảm nhận được một chút khí tức cùng quỹ tích tốc độ của Dương Diệp. Ngay lập tức, Dương Diệp đã xuất hiện ở sau lưng một gã đế giả của Huyền Thiên Tông. Phát giác được Dương Diệp ở phía sau mình, đế giả này định quay người xuất thủ, nhưng đúng lúc này. Xuy,
Máu tươi từ mi tâm hắn kích xạ ra, hai mắt lão giả trợn lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Miểu sát. Một kiếm miểu sát đế giả. Trong tràng, sắc mặt đám người Nguyên Thiên Y kịch biến, giống như lão giả chết đi kia, trong mắt bọn hắn cũng là khó có thể tin. Nhưng Dương Diệp lại không có để ý bọn hắn, vỗ bụng của mình, Tiểu Bạch xông ra, sau đó há mồm khẽ hấp, linh khí dũng mãnh tràn vào trong miệng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ợ một cái, đầu cọ sát trước ngực Dương Diệp, sau đó con mắt lưu chuyển, không ngừng đánh giá đám người Nguyên Thiên Y, vừa nhìn nàng còn liếm láp cái miệng nhỏ nhắn. Ở nàng xem ra, những người này đều là vật đại bổ. Ngươi là kiếm ý trên hư vô cảnh. Nguyên Thiên Y kinh hãi nhìn Dương Diệp, rung giọng nói. Dương Diệp không nói gì, tay phải khẽ vẫy, thu thi thể đế giả vào, sau đó chân phải đạp mạnh, hư không run lên, kiếm quang còn chưa xuất hiện, đám người Nguyên Thiên Y sắc mặt đại biến, từng đạo khí tức khủng bố từ trong cơ thể của bọn họ tuôn ra, cùng lúc đó, lồng khí rậm rạp chẳng chịt xuất hiện ở bốn phía, có hai lão giả còn lấy ra tấm chắn ngăn cản ở trước mặt mình. Bốn người như lâm đại địch. Không thể nói bốn người không chịu nổi, chỉ có thể nói, một kiếm kia của Dương Diệp quá kinh khủng. Đế giả A, bị miểu sát rồi, bọn hắn làm được sao? Bốn người bọn họ thêm cùng một chỗ cũng làm không được. Nhưng thời điểm bốn người cho rằng Dương Diệp xuất thủ, Dương Diệp lại cười nhẹ nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta chỉ là chân ngứa mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt đám người Nguyên Thiên Y lập tức khó coi, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên đập mạnh hư không. Cả người biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt một lão giả áo xám bên cạnh Nguyên Thiên Y. Lão giả áo xám kia ở thời điểm Dương Diệp biến mất, đồng tử liền co rụt lại, sau đó huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng tràn vào tấm chắn, cùng lúc đó, từng đạo huyền khí cháo không ngừng xuất hiện. Xuất thủ. Thời điểm Dương Diệp biến mất, Nguyên Thiên Y quyết định thật nhanh, quyết đoán xuất thủ. Mà hai đế giả còn lại cũng không do dự, lập tức xuất thủ. Nhưng lúc này, một thanh kiếm đâm lên tấm chắn của lão giả áo xám. Oanh! Phía chân trời run lên kịch liệt, tấm chắn trước mặt lão giả áo xám rạn nứt, cùng lúc đó, lão giả áo xám bị một kiếm này chấn liên tục lùi lại. Nhưng kiếm của Dương Diệp lại như giòi trong xương, dính sát trên tấm chắn của hắn. Dương Diệp nhìn lão giả mặt mũi tràn đầy kinh hãi kia mỉm cười, sau một khắc, hai tay của hắn nắm kiếm mạnh mẽ xoay tròn. Xuy! Một đạo kiếm quang xuyên qua ngực hắn, máu tươi kích xạ, kiếm ý niết bàn cảnh phá hủy hết thảy sinh cơ, rất nhanh, trong mắt lão giả áo xám không còn thần thái. Tiểu Bạch vội vàng chui ra hé miệng hút. Lúc này, đám người Nguyên Thiên Y đã đi tới sau lưng Dương Diệp, nhưng một cổ kiếm ý kinh khủng xuất hiện ở trước mặt, trực tiếp chấn đám người Nguyên Thiên Y lùi lại gần ngàn trượng. Kiếm ý niết bàn cảnh. Kiếm ý hư vô cảnh đã có thể chống lại khí thế đế giả. Mà kiếm ý niết bàn cảnh, lại hoàn toàn siêu việt đế giả. Nói đơn giản một chút là, một gã đế giả có lẽ ngay cả hắn ngưng tụ ra ý kiến cũng thắng không được. Mà kiếm ý niết bàn cảnh ra chỉ nhất niệm thuấn sát bản trung cực, uy lực kia, so với trước ít nhất mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Một kiếm này, nhẹ nhõm chảm đế. Nói tóm lại, dù hiện tại hắn tùy tiện thi triển một đạo kiếm khí, mà đạo kiếm khí này nếu có kiếm ý niết bàn cảnh ra trì, như vậy uy lực đạo kiếm khí này có thể so với kiếm kỹ đế cấp. Cái này là khủng bố của kiếm ý niết bàn cảnh. Bị kiếm ý của Dương Diệp đẩy lui, trong lòng ba người Nguyên Thiên Y kinh hãi tới cực điểm, giờ khắc này, bọn hắn biết rõ, ba người mình không có khả năng thẳng. Miểu sát đế giả A. Lúc này, Tiểu Bạch trước ngực Dương Diệp đã hút xong. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng, tay phải vung lên thu thi thể đế giả vào. Sau đó nhìn về phía Nguyên Thiên Y nói. Có một vấn đề ta không hiểu, đó chính là sau khi ngươi chết, Huyền Thiên Tông ngươi còn có bao nhiêu đế giả? Ta nghĩ, có lẽ không cao hơn hai cái, đúng không? Nguyên Thiên Y hít sâu một hơi, sau đó nói. Các hạ, việc này là Huyền Thiên Tông ta không đúng, Huyền Thiên Tông ta nguyện ý xin lỗi, hơn nữa cam đoan, ngày sau tuyệt không đối địch kiếm minh. Tận thế thành ta cũng nguyện ý xin lỗi. Hơn nữa cam đoan không đối địch kiếm minh. Nam tử áo tím bên cạnh Nguyên Thiên Y cũng nói. Dương Diệp cười nhẹ nói. Ta và các ngươi giảng đạo lý, các ngươi cùng ta giảng nắm đấm. Hiện tại, ta và các ngươi giảng nắm đấm, các ngươi lại muốn cùng ta giảng đạo lý, còn nhớ rõ trước kia ta nói không? Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đáng tiếc, các ngươi không quý trọng. Ta nhắc lại một lần,
nếu như là địch nhân, Dương Diệp ta ưa thích trảm thảo trừ căn. Nói xong, cả người Dương Diệp lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Trốn. Nguyên Thiên Y quyết định thật nhanh, thân hình khẽ động, bắn về phía xa xa, hai gã đế giả của Tận Thế Thành ở bên cạnh hắn cũng thân hình khẽ động, chia hai phương hướng đào tẩu. Chiến. Ba người bị mất chiến ý, nói giỡn, Dương Diệp miểu sát đế giả A. Là miểu sát A. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nguyên Thiên Y, do dự một chút, hắn quay đầu nhìn về phía nam tử áo tím của Tận Thế Thành. Hắn phát hiện huyền khí trong người còn có thể thi triển một lần nhất niệm thuấn sát bản trung cực. Giết ai? Hắn lựa chọn nam tử áo tím của Tận Thế Thành. Sau một khắc, cả người Dương Diệp biến mất tại nguyên chỗ. Bên ngoài mấy ngàn trượng, nam tử áo tím đứng ở trên không trung, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Nam tử áo tím nhìn kiếm động trước ngực mình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Kiếm thật nhanh. Bình thường mà thôi. Dương Diệp khiêm tốn nói. Khí tức của nam tử áo tím cứng lại, sau đó tuyệt khí. Lúc này Tiểu Bạch lại chui ra, sau đó cái miệng nhỏ nhắn khẽ hấp, huyền khí của nam tử áo tím còn chưa bắt đầu tràn ra liền bị Tiểu Bạch hút vào. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nếu ngày nào đó Tiểu Bạch có thể trực tiếp hút linh khí trong cơ thể người, nghĩ vậy, da đầu Dương Diệp run lên, bởi vì cái này quá kinh khủng. Phải biết, linh khí là căn bản của một huyền giả, nếu như không có linh khí, rất nhiều người sẽ trở thành phế nhân. Không nói ai khác, ngay cả chính bản thân hắn cũng sợ. Tuy thân thể hắn cường hãn, cho dù không có linh khí cũng mạnh, nhưng nếu như không có linh khí, thực lực của hắn ít nhất phải mất năm thành. Hơn nữa, không có linh khí, nếu như bị thương, lấy cái gì đến chữa trị thân thể. Bất quá cũng may, Tiểu Bạch là người một nhà. Nghĩ vậy, trong nội tâm Dương Diệp thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xa. Lúc này đế giả còn lại của Tận Thế Thành đã đào tẩu, mà Nguyên Thiên Y thì càng không thấy bóng dáng. Lúc này, đám người Độc Cô Kiếm xuất hiện ở một bên, lúc này đám người Độc Cô Kiếm nhìn về phía Dương Diệp, ngoại trừ khiếp sợ, còn có một tia cuồng nhiệt. Một màn trước kia, bọn hắn đều nhìn thấy. Sở dĩ không có đi ra, là Dương Diệp không cho bọn hắn đi ra. Phất tay chém giết ba tên đế giả, hơn nữa còn là dùng thực lực thánh giả cảnh. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Độc Cô Kiếm, khẽ gật đầu. Sở dĩ không để mấy người đi ra, nguyên nhân rất đơn giản, trấn nhiếp. Kiếm tu đều là cao ngạo, nếu ngươi không có thực lực tuyệt đối, những người này sẽ không phục ngươi. Hơn nữa bày ra thực lực, cũng có thể trấn nhiếp một ít người trong lòng có quỷ. Mà bây giờ, khi thấy vẻ mặt của mọi người, hắn biết rõ, hiệu quả rất tốt. Bái kiến kiếm chủ. Lúc này, Dạ Lưu Vân mang theo mọi người đi tới trước mặt Dương Diệp, cung kính thi lễ. Trước kia Dương Diệp miểu sát ba tên đế giả, bọn hắn cũng tận mắt nhìn thấy. Giờ khắc này, Dương Diệp ở trong lòng mọi người đã có thể so với thần. Không cần đa lễ. Dương Diệp khoát tay áo nói. Để cho người đạt tới bán đế cùng bán đế trở lên đi theo ta. Đi đâu? Viên Phong hỏi. Trước Chu Tận Thế Thành, sau diệt Huyền Thiên Tông. Diệt Tận Thế Thành, Chu Huyền Thiên Tông. Trong lòng mọi người dùng mình, thế lực của Minh Mục Đại Lục muốn lần nữa tẩy bài. Không có người phản đối, cũng không có ai dám phản đối, ở dưới sự dẫn dắt của Dương Diệp, một đoàn người đi về phía Tận Thế Thành. Có quá gấp gáp hay không? Bên cạnh Dương Diệp, Dạ Lưu Vân nói khẽ. Trước kia Dương Diệp làm quyết định, nàng không hỏi. Đây cũng là chỗ thông minh của nàng, ở trong tối, nàng có thể không kiêng nể gì cả hỏi. Thậm chí phản đối Dương Diệp, nhưng ở nơi công cộng, nàng rất rõ ràng mình nên làm cái gì. Uy tín của Dương Diệp, nàng không thể phá hư, cũng không dám phá hư. Dương Diệp khẽ lắc đầu nói. Hiện tại chúng ta sĩ khí chính vượng, thích hợp xuất kích, hơn nữa, cũng không có gì vội vàng hay không vội vàng. Hiện tại Tận Thế Thành đối với chúng ta mà nói, không có uy hiếp gì. Ân, người đi trước an bài thoảng một phát, sau khi chúng ta diệt Tận Thế Thành. Kiếm Minh nhập trụ Tận Thế Thành. Lạc Vân Thành quá vắng vẻ, cũng quá nhỏ, không thích hợp Kiếm Minh phát triển, mà Tận Thế Thành miễn cưỡng còn có thể. Ân. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân, trong mắt có một tia kinh ngạc. Ngươi đã kế hoạch tốt rồi. Dạ Lưu Vân nhẹ hát nở hàng vuốt mái tóc bên tai, nói khẽ. Như kiếm chủ nói, địa phương Lạc Vân Thành quá vắng vẻ, lại nhỏ, hơn nữa,
cũng không thích hợp linh mạch CDH sinh trưởng. Cho nên nếu kiếm minh chúng ta muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải đổi địa phương, mà ở chỗ này, tự nhiên là tận thế thành thích hợp nhất. Cho nên ngươi sớm kế hoạch, đúng không? Dương Diệp hỏi. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu nói. Đối với tận thế thành, ta đã quen thuộc nắm giữ, cũng có một loạt kế hoạch, chỉ cần chúng ta tiến vào tận thế thành, ta có thể ở trong thời gian ngắn nhất an bài tốt hết thảy. Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân một lát, sau đó nói. Dạ cô nương, ta rất may mắn có người ở bên cạnh. Nếu như không có Dạ Lưu Vân, kiếm minh căn bản không có khả năng được thống trị ngay ngắn rõ ràng như thế. Kỳ thật, ta cũng may mắn gặp được kiếm chủ. Dạ Lưu Vân nói khẽ. Hai người nhìn nhau cười cười, hết thảy đều không nói lời nào. Lão đại! Lúc này, Huyễn Không đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Diệp nói. Cái kia, trước kia ngươi thi triển chiêu kiếm kỹ rất đẹp trai, thật là quá đẹp trai, ân, Lâm Phàm muốn học, hắn bảo ta giúp hắn hỏi một chút, có thể truyền ra ngoài không? Ngươi thả giám thí. Lúc này, Lâm Phàm một mực chú ý bên này cả giận nói. Là chính ngươi muốn học còn đổ lên người của ta, ngươi có thể có chút mặt hay không? Ngươi dám nói ngươi không muốn học sao? Huyễn Không nhìn thoáng qua Lâm Phàm, nhàn nhạt nói. Lâm Phàm. Dương Diệp nhìn đám người Huyễn Không nói. Các ngươi đều muốn học. Mọi người vội vàng gật đầu, kể cả Lâm Phàm. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Có thể dạy các ngươi, bất quá có điều kiện. Điều kiện gì? Huyễn Không vội hỏi. Dương Diệp nói. Về sau kiếm minh sẽ thực hành quy chế điểm tích lũy, muốn huyền bảo. Kiếm kỹ, cầm điểm tích lũy để đổi. Về phần như thế nào đạt được điểm tích lũy, rất đơn giản, vì kiếm minh làm nhiệm vụ. Hoặc ngươi cầm đồ tốt để đổi điểm tích lũy. Trừ đó ra, ta còn chuẩn bị ở trong kiếm minh thiết chí một kiếm bảng, chỉ có 10 danh ngạch, tiến vào top 10, mỗi tháng được hưởng điểm tích lũy nhất định, tóm lại chế độ điểm tích lũy này đến lúc đó ta sẽ để cho Dạ cô nương kỹ càng công bố. Một bên, Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Thế nhân đều cảm thấy Dương Diệp xúc động, ngốc nghếch, nhưng nàng cảm thấy, kỳ thật nhiều khi Dương Diệp rất thông minh. Tựu như chuyện này, hắn không có trực tiếp dạy kiếm kỹ cho những người này. Không làm mà hưởng, người sẽ luôn không quý trọng, hơn nữa thời gian lâu rồi, ngược lại còn cảm thấy đây là sự tình nên vậy. Mà thực hành quy chế điểm tích lũy, chuyện kia liền đơn giản. Muốn cái gì, có thể, cầm điểm tích lũy tới đổi. Mà muốn điểm tích lũy, nhất định phải vì kiếm minh làm việc, hoặc đánh vào kiếm bảng. Có thể nói, quy chế điểm tích lũy này tiêu trừ phong khí không tốt, càng kéo tính tích cực của mọi người. Nghe Dương Diệp nói, đám người Huyễn Không nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đều là người thông minh, tự nhiên biết rõ dụng ý của Dương Diệp. Đến rồi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn, một đại thành xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chứng kiến chút hít ụ súng trên tường thành kia không? Đó là tận thế thành từ trong di tích viễn cổ đạt được ma năng pháo, uy lực rất mạnh, có thể uy hiếp đế giả. Bên cạnh Dương Diệp. Dạ Lưu Vân nói khẽ. Dương Diệp nhìn lại, ở trên tận thế thành có 5 khẩu ma năng pháo. Thân hình Dương Diệp khẽ động, đi vào trên không tận thế thành, lúc này một lão giả từ trong thành lướt ra, lão giả này đúng là trước kia đào tẩu. Các hạ có ý tứ gì? Lão giả trầm giọng nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp cười nhẹ nói. Ngươi là tới khôi hài sao? Ngươi cảm thấy chúng ta tới có ý gì? Các hạ thật muốn ngọc thạch câu phần. Sắc mặt lão giả âm trầm nói. Ngọc thạch câu phần, ngươi xứng sao? Dương Diệp nhìn lão giả nói. Một câu, tận thế thành, người đầu hàng không giết, không người đầu hàng, có một cái, ta giết một cái, có 10 cái, ta giết 10 cái, đều không hàng, ta tàn sát cả thành. Tàn sát cả thành. Nghe Dương Diệp nói, lão giả biến sắc, không chỉ lão giả, sắc mặt người kiếm minh cũng biến hóa, bất quá mọi người lại không nói gì. Minh Ngục Đại Lục là một thế giới người ăn người, có thể sống đến bây giờ, đều không phải loại người cổ hủ. Lão giả trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Các hạ, việc này là tận thế thành ta không phải, tận thế thành ta nguyện ý xin lỗi, hơn nữa bồi thường. Dương Diệp đi về phía lão giả nói. Ta nói, ngươi nghe không hiểu sao. Theo Dương Diệp không ngừng đi về phía lão giả, một cổ uy áp kinh khủng lập tức áp lão giả kia không ngừng lui về phía sau. Lão giả hoảng hốt, nhìn bộ dạng Dương Diệp muốn động thủ,
vội vàng nói. Ngươi không thể phá hư trật tự. Trật tự, cái trật tự gì? Dương Diệp ngừng lại. Lão giả thở dài một hơi nói. Một đạo hai tông ba thành là đại lục công nhận năm thế lực kim cương cấp, là phòng ngừa đại lục đại quy mô tàn sát lẫn nhau. Diệt thế đạo nói, các thế lực lớn tầm đó, không được đổ sát lẫn nhau. Đây chính là vì cái gì qua nhiều năm như vậy, cho dù hai tông ba thành tầm đó không ngừng ma sát, nhưng không có đánh nhau. Nếu ngươi dám diệt tận thế thành chúng ta, là đang gây hấn với trật tự do diệt thế đạo lập thành, phá hư trật tự, chẳng khác nào khiêu khích diệt thế đạo. Hắn nói không sai. Lúc này Độc Cô Kiếm đột nhiên đi vào bên cạnh Dương Diệp nói. Bất quá, hắn còn có một điều chưa nói, là hai tông ba thành hàng năm đều cống nạp tử tinh thạch cho diệt thế đạo. Tuy một đạo hai tông ba thành là thế lực kim cương cấp, nhưng diệt thế đạo mới thật sự là lão đại, hai tông ba thành đều cần dựa vào bọn hắn để sống. Diệt thế đạo chế định cái gọi là trật tự, thật ra là bọn hắn vì lợi ích của mình. Những sự tình này, có rất ít người biết rõ, nếu ta không phải từ kinh thành thiếu thành chủ, cũng sẽ không biết rõ. Ý của ngươi là nếu chúng ta diệt tận thế thành, diệt thế đạo sẽ ra ngoài trợ giúp bọn hắn. Dương Diệp hỏi. Độc Cô Kiếm nhẹ gật đầu nói. Rất có thể, bởi vì bọn hắn từng nói, nếu ai dám phá hư trật tự, là địch nhân của diệt thế đạo. Dương Diệp lắc đầu nói. Ta mặc kệ diệt thế đạo gì, ta chỉ biết, tận thế thành muốn diệt kiếm minh ta, hắn đã muốn diệt kiếm minh ta muốn diệt hắn, sự tình là đơn giản như vậy. Nếu như diệt thế đạo bởi vậy muốn tới diệt kiếm minh ta, cái kia cũng không sao, để cho hắn đến. Nói xong. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả của tận thế thành nói. Hàng hay không hàng? Ngươi! Lão giả muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp lại lắc đầu nói. Xem bộ dạng của ngươi là không định hàng, đã như vậy, vậy ngươi trước đi chết đi. Nói xong, Dương Diệp muốn xuất thủ, lão giả kia lại sớm có chuẩn bị, thân hình khẽ run lên, sau đó cả người biến mất ở trong tràng. Nã pháo! Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên. Rầm 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 rầm. Năm chùm sáng đột nhiên từ trong tận thế thành mãnh liệt bắn ra, mục tiêu đúng là đám người Dương Diệp. Dương Diệp cầm kiếm vung lên, một đạo kiếm quang quét ngang ra, năm chùm tia sáng bị chém thành hư vô, sau một khắc, Dương Diệp chém ra một kiếm, lập tức một đạo kiếm quang oanh phá cửa thành của tận thế thành. Oanh! Đại môn hóa thành bột mịn. Xiết vào, người phản kháng, hết thảy giết không tha. Thanh âm Dương Diệp vang lên. Mọi người không do dự, thân hình khẽ động, dũng mãnh lao về phía tận thế thành. Mà đúng lúc này, một lão giả áo lam xuất hiện ở trước mặt đại môn, tay phải lão giả áo lam nhấc lên, sau đó mạnh mẽ vỗ về phía đám người kiếm minh. Oanh! Không gian trước mặt người kiếm minh lập tức sụp xuống, mọi người hoảng hốt, mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, kiếm ý tạo thành bình chướng xuất hiện, không gian sụp xuống lập tức bị vững chắc. Một lát sau, hết thảy khôi phục bình thường. Dám miệt thị diệt thế đạo ta, ngươi là người thứ nhất. Lão giả áo lam nhìn về phía Dương Diệp nói. Bất quá, quả thật có chút năng lực. Diệt thế đạo ngươi muốn bảo vệ tận thế thành. Dương Diệp hỏi. Lão giả áo lam nói. Diệt thế đạo ta chế định trật tự, không thể bị phá hư, cho nên tận thế thành này không thể vong. Ta diệt cho ngươi xem. Dương Diệp nói xong, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Cùng lúc đó, thanh âm của hắn lần nữa vang lên. Xiết vào, người dám phản kháng, hết thảy giết không tha. Làm càn. Lão giả áo lam gầm lên, muốn xuất thủ, nhưng lúc này, một cổ uy áp kinh khủng đột nhiên đặt ở trên người hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị, lão giả áo lam thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Kiếm ý trên hư vô cảnh. Lão giả áo lam hoảng hốt, nhưng đúng lúc này, một thanh kiếm chỉ ngay mi tâm của hắn. Ngươi! Người dĩ nhiên là kiếm ý trên hư vô cảnh. Lão giả áo lam kinh hãi nhìn Dương Diệp. Ta không muốn đối địch diệt thế đạo. Dương Diệp nói. Lão giả áo lam nói. Tin rằng ngươi cũng không dám. Lập tức cho người của ngươi rời khỏi tận thế thành, bằng không thì. Xuy. Mũi kiếm của Dương Diệp trực tiếp chui vào trong đầu lão giả áo lam. Máu tươi kích xạ ra, hai mắt lão giả áo lam đột nhiên trợn lên. Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không? Thanh âm của Dương Diệp vang lên bên tai hắn. Tay phải lão giả áo lam khẽ run lên, không gian chung quanh hắn nổi lên tiếng xé rách, lập tức tuyệt khí.
Dương Diệp nhìn thoáng qua không gian xung quanh lão giả áo lam, sau đó vỗ vỗ trước ngực, Tiểu Bạch lập tức chui ra, hé miệng bắt đầu hút, đợi Tiểu Bạch hút xong, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, thi thể của lão giả áo lam bị hắn thu vào. Dương Diệp vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó đi vào trong thành. Đầu hàng. Đúng lúc này, đế giả của Tận Thế Thành đột nhiên mang theo một đám người xuất hiện ở cách đó không xa. Tên đế giả kia nhìn Dương Diệp, trong mắt khiếp sợ không che giấu chút nào. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp thậm chí ngay cả người của Diệt Thế Đạo cũng dám giết. Đây chính là Diệt Thế Đạo A, thế lực mạnh nhất Minh Ngục Đại Lục A. Hắn biết rõ, cái gọi là kiếm minh kia nhất định sẽ biến mất. Nhưng hắn trước hết phải đầu hàng, bằng không thì, hắn đợi không được lúc đó rồi. Chúng ta đầu hàng. Lão giả lại nói. Đầu hàng, đã muộn. Chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cả người hóa thành kiếm quang biến mất ở giữa sân, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng lão giả kia. Xuy. Máu tươi như suối phun kích xạ ra. Đồng tử của lão giả co rụt lại, hắn nhìn trước ngực mình, trong mắt khó CDO thể tin. Hắn không nghĩ tới mình cứ như vậy chết rồi. Lúc trước cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng, bây giờ ngươi muốn. Đáng tiếc, ta không cho. C. Dương Diệp nói xong, Tiểu Bạch lập tức há mồm khẽ hấp, huyền khí trong cơ thể lão giả kia lập tức chui vào trong miệng Tiểu Bạch. Nhìn thấy đầu hàng cũng bị giết, rất nhiều người trong Tận Thế Thành sắc mặt đại biến, nhưng không ai dám động thủ, nếu như thực lực sai biệt không lớn, mọi người nhất định sẽ liều mạng tử chiến. Nhưng thực lực sai biệt không phải lớn bình thường, đế giả cũng bị miểu sát, huống chi là bọn hắn. Dương Diệp nói, vừa rồi ta cho hắn cơ hội, hắn không quý trọng, hiện tại, ta cũng cho các ngươi một cơ hội, các ngươi đầu hàng không? Mọi người vội vàng gật đầu, nói giỡn, ai muốn chết? Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói, sự tình nội thành, giao cho ngươi, sự tình bên ngoài, giao cho ta. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo mọi người sau lưng đi vào thành. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Độc Cô Kiếm nói. Theo ta lên thành. Nói xong, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở trên tường thành, đám người Độc Cô Kiếm cũng lập tức đi theo. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đám người Độc Cô Kiếm nói. Trong các ngươi, có ai cùng đế giả giao thủ chưa? Mọi người lắc đầu, lúc này Cầm Trúc Ngọc nói. Ta giao thủ qua. Mọi người nhìn Cầm Trúc Ngọc lại nói. Ta thua. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Kỳ thật, đế giả không có mạnh như các ngươi nghĩ. Ta đã thấy rất nhiều thiên tài, bọn hắn khủng bố hơn đế giả nhiều lắm. Mà các ngươi cũng là thiên tài, nhưng các ngươi so sánh với bọn họ, thiếu khuyết là cái gì biết không? Thiếu khuyết chơi liều cùng đảm lượng. Ở trong nội tâm rất nhiều người các ngươi, cảm thấy đế giả rất mạnh, cao không thể chạm. Không thể chiến thắng, nếu các ngươi ôm loại tâm tính này, đừng nói đối chiến đế giả, ngay cả một thánh giả, các ngươi cũng khó có khả năng thắng. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút lại nói. Ta thực không phải là muốn các ngươi đi làm sự tình không biết lượng sức, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, tin tưởng cùng đảm lượng rất trọng yếu. Giống như Độc Cô Kiếm, ta rất thưởng thức hắn, là cho dù hắn biết rõ ta mạnh hơn hắn, nhưng hắn y nguyên dám khiêu chiến ta, tuy hắn thất bại. Nhưng hắn không phụ lòng của mình. Bởi vì hắn tận lực. Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp lại nói. Có phải các người cảm thấy ta rất lợi hại hay không? Mọi người gật đầu. Dương Diệp lắc đầu nói. Ở các người xem ra, ta xác thực rất lợi hại. Bởi vì đế giả ở trước mặt ta ngay cả một chiêu cũng không tránh thoát. Thế nhưng ta muốn nói cho các người biết, trên thế giới này có rất nhiều người lợi hại hơn ta. Ta nói người ta biết đến, có thể dùng thực lực thánh giả cảnh cùng bán đế chảm đế, ở trong người ta quen biết, liền không ít hơn 10 cái. Lão đại, người muốn nói cái gì? Huyễn không nói. Dương Diệp quét nhìn mọi người nói. Ta muốn nói cho các người biết, thế giới này, người ưu tú rất nhiều nhiều nữa, các người nhất định phải có dã tâm thật lớn mới được, ví dụ như giết đế giả. Giết đế giả, rất khó sao? Đối với rất nhiều người các ngươi mà nói, rất khó. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, kỳ thật thực lực các ngươi đều không kém, các ngươi chính thức kém là tâm tính. Kiếm tu, không sợ, nói đơn giản một chút, chính là không sợ chết. Ngươi ngay cả chết còn không sợ, còn có thể sợ đế giả sao? Nếu ngươi cùng người giao thủ, ôm tâm tính hẳn phải chết, ta tin tưởng, nhất định sẽ có thu hoạch không tưởng được. Lúc này,
Cầm Trúc Ngọc nhẹ gật đầu nói. Lúc trước ta gặp được tên đế giả kia, đối phương muốn giết ta, ta không cách nào đào tẩu, bởi vậy ôm tâm tính hẳn phải chết cùng đối phương chiến một trận. Lúc ấy ý nghĩ của ta là, cho dù chết cũng muốn chém đối phương một kiếm. Nhưng ta không nghĩ tới là, ở dưới đấu pháp không muốn sống của ta, đối phương vậy mà buông tha cho giết ta. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì lúc ấy còn có cường giả khác, hắn kiêng kỵ cường giả khác. Kiếm ý của ta đạt tới nửa bước hư vô cảnh đỉnh phong, là ở lúc ấy. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Kiếm tu cầm kiếm, làm không sợ. Thông tục một chút, kiếm ở trong tay chúng ta liền không sợ chết. Cho dù đối mặt địch nhân cường đại, chúng ta cũng dám rút kiếm. Cho dù cuối cùng chúng ta chết trận, nhưng kiếm nhất định phải rút. Chết trận không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là không dám chiến. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Vẫn Thần Chi Địa nói. Năm đó kiếm vô cực tiền bối gặp được lão giả đạo bào, hắn không biết lão giả đạo bào cường đại sao. Hắn biết rõ, nhưng hắn rút lui sao? Hắn không có, hắn rút kiếm đánh một trận. Tuy hắn vẫn lạc, nhưng ta tin tưởng hắn chết cũng nhắm mắt. Thụ giáo. Độc Cô Kiếm nhìn Dương Diệp thi lễ nói. Hiện tại ta rốt cục minh bạch, vì sao đều là kiếm tu, mà ngươi lại mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy. Một người thành công, không có may mắn. Cầm Trúc Ngọc cũng thi lễ, nhưng không có lên tiếng. Đám người Huyễn Không trầm mặc hồi lâu, rất nhanh, lục tục ngo ngoe có người bắt đầu hành lễ. Dương Diệp quay người nhìn về phía chân trời nói. Chư vị, con đường của chúng ta rất dài, ta sẽ đi vô cùng nhanh, nếu như các ngươi theo không kịp cước bộ của ta, vậy các ngươi chỉ có thể bị ta đào thải. Không quan hệ tình nghĩa, các ngươi có minh bạch không? Mọi người gật đầu. Ở đây không có ai là kẻ ngu dốt, tự nhiên minh bạch ý tứ của Dương Diệp. Cái thế giới này chính là như vậy, tất cả mọi người tiến bộ, mà người lui bước, ai nguyện ý cùng người chung một chỗ. Người, phải làm một người có giá trị. Độc Cô Kiếm, người trở lại từ kinh thành đi. Dương Diệp đột nhiên nói. Độc Cô Kiếm nao nao, lập tức minh bạch, hắn là người của Tử Kinh Thành, mà bây giờ Kiếm Minh cùng Diệt Thế Đạo đối địch, hắn ở nơi này, khó tránh khỏi sẽ liên lụy tới Tử Kinh Thành. Độc Cô Kiếm lắc đầu nói. Các ngươi không nói, không có người biết ta là Tử Kinh Thành thiếu thành chủ. Dù biết rõ thì như thế nào, cùng lắm ta không làm thiếu thành chủ là được, dù sao cái thiếu thành chủ này cũng không có ý gì. Bằng hữu. Huyễn Không nhìn Độc Cô Kiếm giơ ngón tay cái lên nói. Độc Cô Gia Châu, ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Khóe mắt của Độc Cô Kiếm hơi nhảy, bất quá hắn không giống như Lâm Phàm cùng Huyễn Không đấu võ mồm. Nghĩ kỹ chưa? Dương Diệp nhìn Độc Cô Kiếm hỏi. Độc Cô Kiếm nhẹ gật đầu nói. Hiện tại ta là người Kiếm Minh, tự nhiên nên cùng Kiếm Minh chung hoạn nạn. Dương Diệp mỉm cười nói. Đợi tí nữa cho ngươi một đế giả. Dám chơi không? Dám. Tay Độc Cô Kiếm đặt lên thân kiếm ở bên hông mình, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có chiến ý. Ta cũng muốn một vị. Lúc này, Cầm Trúc Ngọc đột nhiên nói. Lúc này, Huyễn Không nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc, hắn do dự một chút, sau đó đi đến bên cạnh Lâm Phàm nói. Lãnh Diện, hai người chúng ta cùng một chỗ đánh một cái không? Ngươi đây là cái ánh mắt gì? Ta cái này là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu không phải vì ngươi suy nghĩ, sợ ngươi mất mặt, lão tử một cái sâu lâu hai cái. Vậy ngươi sâu lâu hai cái đi. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Huyễn Không. Huyễn Không, Lâm Phàm, hai người các ngươi đối kháng một gã, người còn lại đối kháng một gã. Dương Diệp nhìn mọi người trong tràng nói. Nhớ kỹ, ta sẽ không cứu các ngươi, cũng không cách nào cứu các ngươi, sống hay chết, đều cần nhờ chính các ngươi. Nếu như trong các ngươi có người chết, người sống chúng ta sẽ báo thù cho ngươi, hơn nữa bao lời. Mọi người. Người Diệt Thế Đạo sẽ đến sao? Lúc này, Cầm Trúc Ngọc đột nhiên hỏi. Nhất định sẽ. Độc Cô Kiếm nói. Tôn nghiêm của bọn hắn tuyệt không cho khiêu khích, nếu như bọn hắn không đến, vậy uy tín của bọn họ sẽ rớt xuống ngàn trượng, cái này đối với bọn họ mà nói, là tuyệt đối không cho phép. Diệt Thế Đạo mạnh bao nhiêu? Huyễn Không hỏi. Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Huyễn Không, sau đó trầm giọng nói. Rất mạnh, quan trọng nhất là còn thần bí. Không có người biết rõ bọn hắn tổng bộ ở nơi nào, chỉ biết người của bọn hắn đều thân mặc lam bào. Nghe đồn, bọn hắn khả năng có cường giả trên đế giả, chỉ là không biết thiệt giả.
Nghe vậy, thần sắc mọi người đều ngưng trọng lên. Trên đế giả ở Minh Ngục Đại Lục, đã mấy ngàn năm không có xuất hiện loại nhân vật này. Không phải là không có, mà là không có xuất hiện. Đương nhiên, có phải thật hay không, bọn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng nếu như Diệt Thế Đạo thật sự có cường giả loại này, chuyện kia liền lớn rồi. Đến rồi. Đúng lúc này, Cầm Trúc Ngọc đột nhiên nói. Cầm Trúc Ngọc vừa nói xong, không gian xa xa kích động kịch liệt, sau đó một chỗ không gian vỡ ra, 10 lão giả áo lam đi ra. 10 tên đế giả. Người giết Diệt Thế Đạo ta rất nhiều năm không có xuất hiện rồi. Phía chân trời, trong đám lão giả áo lam kia, một lão giả lưng còng chậm rãi đi ra, hắn nhìn lướt qua đám người Dương Diệp ở phía dưới, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp. Là ngươi giết. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Xác thực là ta giết. Lão giả lưng còng bao quát lấy Dương Diệp nửa ngày, sau đó tay phải vung lên nói. Tất cả mọi người trong thành, một cái cũng không lưu. Lão giả lưng còng nói xong, chín người ở phía sau hắn lập tức tuôn ra khí thế kinh khủng, chín cổ đế uy đáng sợ bay thẳng đến tận thế thành. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đám người Độc Cô Kiếm nói. Hôm nay, trận chiến đầu tiên của Kiếm Minh, hoặc là thắng, hoặc là chết. Hoặc là thắng, hoặc là chết. Mọi người giận dữ hét lên. Thanh âm rơi xuống, hơn 30 đạo kiếm quang phóng lên trời. Buồn cười. Phía chân trời, nhìn xem đám người Dương Diệp, lão giả lưng còng kia ánh mắt coi thường. Một đám bán đế, lại muốn đối kháng 10 tên đế giả. Mà đúng lúc này, một cổ kiếm ý kinh khủng đột nhiên tự dưới tận thế thành cuốn lên, kiếm ý ra, uy áp khủng bố của 9 tên đế giả lập tức bị kiếm ý phá hủy. Kiếm ý trên hư vô cảnh. Nhìn thấy một màn này, bọn người lão giả lưng còng đồng tử co rụt lại, lúc này đây, trong mắt bọn họ đã không có khinh thị, chỉ có khiếp sợ. Đến đây đi. Dương Diệp mạnh mẽ đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, không trung, tay trái hắn hơi động, cổ sao xuất hiện, sau một khắc, hắn mạnh mẽ đạp mạnh hư không, toàn bộ phía chân trời run lên kịch liệt, sau đó cả người hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt lão giả lưng còng. Sau đó rút kiếm mạnh mẽ chém. 200 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điện ra. Thời điểm kiếm xuất, đồng tử của lão giả lưng còng bỗng nhiên co lại, hắn không nghĩ tới một thánh giả lại có thể phát ra một kích khủng bố như vậy. Một kích này, để cho lòng hắn run sợ. Tuy như thế, nhưng lão giả lưng còng phản ứng lại không chậm, một cỗ kim quang chói mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cùng kiếm của ca Dương Diệp đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Kim quang bên ngoài cơ thể lão giả lưng còng tiêu tán, cùng lúc đó, lão giả lưng còng phun hơn 10 ngụm máu, cả người bay ngược ra ngoài. Mà đúng lúc này, xa xa Dương Diệp lại đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm Dương Diệp biến mất, hai mắt lão giả lưng còng trợn lên, mạnh mẽ quát. Không. Xùy. Lão giả lưng còng vừa nói xong, một đạo kiếm quang từ giữa lông mày hắn xuyên qua, Dương Diệp xuất hiện ở phía sau hắn. Phía chân trời, còn lại 9 tên đế giả ngây ra như phỗng. Hai kiếm giết đế. 9 người không có thời gian chấn kinh, bởi vì người Kiếm Minh đã đi tới trước mặt bọn họ. Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc một người tuyển một gã đế giả, mà Huyễn Không cùng Lâm Phàm liên thủ tuyển một gã đế giả, người Kiếm Minh còn lại vây công một gã đế giả. Ngoại trừ lão giả lưng còng chết đi, trong chàng còn thừa 5 tên đế giả. Một kiếm miểu sát lão giả lưng còng. Dương Diệp kêu Tiểu Bạch ra, Tiểu Bạch hấp thu hết, hắn thu thi thể lão giả lưng còng vào, sau đó một cỗ kiếm ý bùng phát, bao phủ 5 tên đế giả. Ai động trước, người đó chết trước. Nghe vậy, 5 tên đế giả kia sắc mặt khó coi, bất quá sau một khắc, 5 người ngay ngắn lao về phía Dương Diệp. Nói giỡn, đều là đế giả, sống ít nhất trên vạn năm, làm sao có thể sẽ bị một thánh giả cảnh hù dọa. Dù cho thánh giả này thực lực nghịch thiên thì như thế nào? Bọn họ là đế giả, không phải bao cỏ. Nhìn thấy 5 người xông lại, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó đầu co rụt lại, giấu mình đi. Bất quá rất nhanh, đầu nàng lại chui ra, nàng nhìn Dương Diệp, Tiểu Chảo nhẹ nhàng huy vũ thoáng một phát, giống như bảo Dương Diệp cẩn thận. Sau khi Dương Diệp nhẹ gật đầu, nàng hơi híp trong mắt, lộ ra khuôn mặt tươi cười, lúc này mới rụt trở về. Dương Diệp nhìn về phía 5 tên đế giả kia, trong mắt hiện lên lệ khí. Sau một khắc, một cổ kiếm ý kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Oanh!
Năm tên đế giả vọt tới trước mặt Dương Diệp lập tức bị kiếm ý chấn lui gần ngàn trượng. Năm người hoảng hốt, tuy tâm lý bọn hắn đã có chuẩn bị, nhưng y nguyên không nghĩ tới kiếm ý này đã cường đến loại trình độ này, khí thế đế giả ở trước mặt kiếm ý kia tựa như tiểu hài tử đối mặt đại nhân, căn bản không cách nào đối kháng. Xa xa, Dương Diệp đưa tay tìm tòi, một thanh ý kiếm xuất hiện, ý kiếm vào vỏ, Dương Diệp nhìn về phía tên đế giả gần nhất, phát giác được ánh mắt của Dương Diệp, tên đế giả kia hoảng hốt, hắn không chút nghĩ ngợi oanh ra một quyền. Quyền ra, từng đạo năng lượng không ngừng thoáng hiện. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, khi những năng lượng này xuất hiện ở phía chân trời, đột nhiên những năng lượng này bị một phân thành hai, trở thành hai nửa. Thời điểm năng lượng bị phân thành hai, đồng tử của lão giả kia bỗng nhiên co rụt lại, sau đó Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn, một thanh kiếm từ trên xuống dưới bổ về phía hắn, lão giả hoảng hốt, muốn trốn, nhưng lúc này một cổ kiếm ý kinh khủng như vạn ngọn đại sơn đặt ở trên người hắn. Không! Phía chân trời, vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Xuy! Một tiếng vang nhỏ, cả người lão giả kia bị phách thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, bốn người bên cạnh hoảng hốt. Miểu sát đế giả! Người trước mắt này thật chỉ là thánh giả. Dương Diệp bỏ qua bốn người, lấy ra một viên tử tinh thạch ném vào trong miệng mình, sau đó vỗ vỗ trước ngực, tiểu bạch chui ra, há mồm khẽ hấp. Nhìn lão giả đã bị phân thây, Dương Diệp khẽ lắc đầu nói. Đáng tiếc, dùng sức quá lớn, thiếu một cái khôi lỗi rồi. Nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía bốn người còn lại nói. Các ngươi là cùng tiến lên, hay từng bước đến? Dương Diệp không phải một người ưa thích ở trong lúc chiến đấu nói nhảm, sở dĩ hắn như vậy, mục đích tự nhiên là vì kéo dài thời gian. Tăng thêm tên lão giả tận thế thành trước kia, hắn đã giết ba tên đế giả. Cơ hồ đều là miểu sát, vì cái gì có thể miểu sát? Bởi vì hắn thi triển nhất niệm thuấn sát bản trung cực cùng trảm thiên bạt kiếm thuật đạt tới cực hạn. Nhất niệm thuấn sát bản trung cực, trảm thiên bạt kiếm thuật tăng thêm kiếm ý niết bàn cảnh, uy lực có thể dùng mạnh đến tức lộn ruột để hình dung. Nhưng đây cũng cực kỳ tiêu hao huyền khí. Dùng lượng huyền khí chứa đựng trong người hắn, tối đa chỉ có thể thi triển bốn đạo nhất niệm thuấn sát bản trung cực. Có thể nói, bốn đạo là cực hạn của hắn rồi. Tựa như hiện tại, kỳ thật trong cơ thể hắn đã không có huyền khí. Nếu như bốn người này hiện tại động thủ, hắn duy nhất có thể làm là dùng thân thể đối kháng, sau đó chờ đợi huyền khí khôi phục, mà hiện tại thân thể hắn chỉ sợ gánh không được bốn gã đế giả liên thủ. Nghe Dương Diệp nói, sắc mặt bốn người kia lập tức biến đổi, lúc này đây, bốn người không có động thủ như trước kia. Giờ khắc này, bọn họ là có chút sợ rồi. Đế giả a, miểu sát đế giả. Coi như là bốn người bọn họ liên thủ cũng không có khả năng thoáng một phát miểu sát một gã đế giả. Không động thủ. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Vậy thì tốt, chúng ta tới tâm sự. Vừa vặn ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi. Bốn người nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nhìn lướt qua xa xa, lúc này đám người Độc Cô Kiếm đang kịch chiến với bốn gã đế giả. Tình huống không thể lạc quan, bất kể là Độc Cô Kiếm hay Cầm Trúc Ngọc, hoặc đám người Huyễn Không. Bởi vì lúc này tất cả mọi người đang ở hạ phong, đặc biệt là Huyễn Không cùng Lâm Phàm, hai người nhiều lần thiếu chút nữa bị giết, mọi người còn lại cũng giống như vậy. Nghiêm trọng hơn là, đã chết bốn thành viên kiếm minh. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng chặt. Hắn có thể xuất thủ sao? Cũng được, nhưng hắn không thể ra tay. Những người này muốn trở thành cường giả, nhất định phải kinh nghiệm chiến đấu sinh tử. Hơn nữa, hắn cứu được bọn hắn nhất thời. Không có khả năng cứu được bọn hắn cả đời. Cho nên, bọn hắn phải tự mình gắng gượng qua cửa ải này. Chỉ cần gắng gượng qua cửa ải này, hắn tin tưởng, rất nhiều người nhất định sẽ lột xác. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía bốn lão giả áo lam nói. Kỳ thật, việc hôm nay với các ngươi không có quan hệ gì. Ta nghĩ mãi mà không rõ, tại sao các ngươi phải chọc vào. Bốn lão giả áo lam sắc mặt trầm thấp như nước. Nếu như là trước kia, bọn hắn khẳng định khinh thường trả lời, nhưng hiện tại trầm ngâm một lát, một gã lão giả đứng ra nói. Diệt thế đạo ta có quy định, mặc kệ thế lực nào cũng không thể phá hư trật tự của Minh Mục Đại Lục hiện tại, người phá hủy. Là tận thế thành muốn diệt kiếm minh ta trước. Dương Diệp cười nói. Chẳng lẽ, chỉ cho tận thế thành diệt chúng ta, mà chúng ta không thể diệt bọn hắn. Lão giả kia trầm mặc, nếu như là trước kia, hắn sẽ nói. Bởi vì diệt thế đạo nắm đấm lớn nhất.
người diệt thế đạo cần giảng đạo lý sao? Không cần, diệt thế đạo cho tới bây giờ đều là người giảng nắm đấm. Nhưng hiện tại, hắn không dám nói. Bởi vì hiện tại nắm đấm của Dương Diệp lớn nhất, ít nhất bây giờ là như vậy. Dương Diệp lại nói, người diệt thế đạo các ngươi vừa đến, liền điểm danh muốn tiêu diệt Kiếm Minh chúng ta. Không thể không nói, các ngươi làm việc quả nhiên là hung hăng càn quấy bá đạo. Ta cũng không phải người ưa thích nói nhảm, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có đường lui, mọi người không có đường lui, vậy thì xem nắm tay người nào lớn rồi. Diệt thế đạo ngươi là đại lục đệ nhất thế lực, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể diệt Kiếm Minh ta hay không? Lão già kia nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Đã như vậy, vậy chuyện tình giữa chúng ta tạm thời dừng ở đây, ngày khác chúng ta lại ước chiến. Hắn không ngốc, lúc này nói ngoan thoại, không thể nghi ngờ là muốn chết. Hiện tại lựa chọn tốt nhất là về diệt thế đạo trước, bởi vì bọn hắn đánh giá thấp Kiếm Minh nghiêm trọng. Ngày khác ước chiến. Dương Diệp có chút trầm ngâm. Nhìn thấy Dương Diệp có chút ý động, lão giả kia vội vàng nói. Các hạ, ngươi cũng thấy đấy. Hôm nay tiếp tục chiến xuống, đối với các ngươi cùng chúng ta đều không có chỗ tốt. Chúng ta có thể tạm thời ngưng chiến, về phần ngày sau là tại chiến, hay đàm phán cái gì, vậy thì xem ý tứ của tông chủ diệt thế đạo và các hạ. Ngươi nói cái này. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Ngược lại là có chút đạo lý. Trong nội tâm lão giả kia buông lỏng nói. Vậy chúng ta rời đi trước. Chậm đã, Dương Diệp nói. Ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi, ta đối với diệt thế đạo các ngươi cực kỳ hiếu kỳ, rất muốn biết các ngươi có bao nhiêu đế giả, cái kia. Đúng lúc này, lão giả đối diện Dương Diệp đột nhiên âm trầm nói. Các hạ là muốn kéo dài thời gian sao? Ai nha, bị phát hiện rồi, không được, ta muốn giết người diệt khẩu. Dương Diệp nói xong, chân phải mạnh mẽ đạp hư không, không gian run lên kịch liệt, cả người Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Lúc Dương Diệp xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng lão giả kia, yên lặng một cái chớp mắt. Xuy, mi tâm của lão giả kích xạ ra máu tươi, thời điểm sắp chết, trong mắt của hắn như trước mang theo khiếp sợ, còn có một tia hoảng sợ. Kiếm, quá nhanh, nhanh đến cho dù là hắn cũng không thể trốn tránh. Lại một đế giả vẫn lạc. Còn lại ba người kinh hãi qua đi, sau đó quyết đoán xuất thủ. Lúc này đây, bọn hắn minh bạch, Dương Diệp là tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Loại tình huống này, trong nội tâm bọn hắn còn ôm may mắn hoặc tưởng tượng, vậy thì chính là ngu xuẩn rồi. Hiện tại nếu bọn hắn muốn sống, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là liều. Sau khi Tiểu Bạch hút sạch linh khí của lão giả kia, tay phải Dương Diệp vung lên, thu thi thể lão giả vào. Sau đó thân hình khẽ động, vọt về phía ba tên đế giả. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí chém ngang ra. Rầm rầm rầm. Phía chân trời, vang lên từng tiếng nổ lớn. Lúc này đây, ở dưới ba tên đế giả vây công, Dương Diệp hoàn tê xê hoàn ở hạ phong. Cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm, bởi vì Dương Diệp dù sao chỉ là thánh giả, mà không phải thần. Trước kia đừng nhìn hắn một lần lại một lần nhẹ nhõm miểu sát đế giả. Nhưng cái kia đều là tương đương với một kích mạnh nhất của hắn. Hắn phát hiện thi triển nhất niệm thuấn sát bản trung cực, đã không giống trước kia giống như tự mình hại mình, nhưng huyền khí là một vấn đề lớn. Mỗi một lần thi triển, cơ hồ sẽ tiêu hao hết một phần tư huyền khí. Dù cho trước kia có tử tinh thạch khôi phục, nhưng tử tinh thạch cũng không có khả năng nhanh như vậy để cho huyền khí trong cơ thể hắn khôi phục. Hiện tại, vừa rồi dùng huyền khí còn sót lại đánh chết đế giả cùng phát ra một đạo kiếm khí. Hắn phát hiện trong người đã không có chút huyền khí nào. Hiện tại Dương Diệp không có sử dụng kiếm, mà dùng lực lượng thân thể. Hỏa Long chiến quyền xuất hiện, mỗi một quyền oanh ra, đều chấn không gian kích động. Oanh! Phía chân trời, vang một tiếng thật lớn, Dương Diệp bị một đế giả oanh trúng ngực, cả người bay ngược ra sau. Hắn không có huyền khí, giết! Một gã đế giả nói xong, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo cầu vồng bắn mạnh về phía Dương Diệp. Ở bên cạnh hắn, là hai gã đế giả khác. Xa xa, trong mắt Dương Diệp hiện lên lệ khí, hắn ném vào miệng mấy viên tử tinh thạch, sau đó tay phải nắm chặt, trong chốc lát, không gian chung quanh hắn rạn nứt, sau một khắc, Dương Diệp mạnh mẽ oanh ra một quyền. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng tựa như đê vỡ chút xuống, sắc mặt ba tên đế giả đại biến, ba người không nghĩ tới sau khi Dương Diệp không có huyền khí thi triển kiếm kỹ, vậy mà còn có thể phát ra một kích khủng bố như vậy.
có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá tốt xấu gì cũng là đế giả, rất nhanh ổn định tâm thần, sau đó ba người đánh ra một trường. Rầm rầm rầm. Phía chân trời, không gian run lên kịch liệt, sau đó két sát rạn nứt ra. Mà lúc này, ba tên đế giả kia đã ở bên ngoài Dương Diệp ngàn trượng, lúc này sắc mặt ba người đều có chút khó coi, ở khóe miệng ba người đều mang theo một vòng đỏ thẫm. Mà khóe miệng Dương Diệp cũng mang theo một tia máu tươi. Ba tên đế giả gắt gao nhìn Dương Diệp, lúc này một lão giả trong đó nói. Sát! Thanh âm rơi xuống, ba lão giả lần nữa khẽ động, bắn mạnh về phía Dương Diệp, người chưa tới, hai trưởng ấn cùng một quyền ấn đã dẫn đầu oanh tới Dương Diệp. Lúc này, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay Dương Diệp, khi thấy kiếm xuất hiện ở trong tay Dương Diệp, sắc mặt ba tên đế giả đại biến, sau đó ba người ở trên không trung cường hành xoay người về tới tại chỗ. Cùng lúc đó, từng đạo huyền khí cháo cùng với khí thế đế giả nhao nhao tuôn ra, trong đó hai gã đế giả còn lấy tấm chắn. Ba người nhìn Dương Diệp, như lâm đại địch. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười nói. Các ngươi ai tới trước? Nhìn thấy một màn này, sắc mặt ba người biến hóa, muốn động thủ, nhưng lúc này, một cỗ kiếm ý đột nhiên đè xuống, ba người biến sắc, nhìn về phía Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp như trước mang theo dáng tươi cười. Ai xuất thủ trước, ta giết kẻ đó. A! À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba lão giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên đế giả cùng độc cô kiếm giao thủ toàn thân hiện đầy kiếm độc, linh khí từ trong cơ thể đế giả tràn ra. Linh khí mới xuất hiện, liền bị tiểu bạch há mồm khẽ hấp, toàn bộ hút vào trong bụng. Đế giả chết. Sắc mặt ba lão giả khó coi. Dương Diệp nhìn thoáng qua độc cô kiếm, khi thấy độc cô kiếm, trong lòng của hắn rùng mình. Lúc này sắc mặt độc cô kiếm trắng bệch, máu tươi không ngừng từ trong miệng và trước ngực phun ra, đặc biệt là trước ngực, quả thực giống như suối phun. Bất quá, trong mắt hắn lại tràn đầy hưng phấn cùng kích động, còn có chiến ý hừng hực. Độc cô kiếm quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Ta giết đế giả rồi. Nói xong, độc cô kiếm nhếch miệng cười cười, sau đó cả người từ trên không trung rơi xuống. Bất quá rất nhanh, một thanh ý kiếm xuất hiện ở dưới thân độc cô kiếm. Sau đó chậm rãi đưa độc cô kiếm vào trong thành. Dương Diệp vung tay phải lên, thi thể đế giả bị hắn thu vào, sau đó hắn nhìn về phía Cẩm Trúc Ngọc, lúc này Cẩm Trúc Ngọc như trước rơi xuống hạ phong, nhưng không mất trật tự, hơn nữa trên người cũng không có tổn thương gì, trái lại, tên trên người đế giả đối diện nàng đã xuất hiện mấy cái kiếm động. Trong nội tâm Dương Diệp âm thầm gật đầu, Cẩm Trúc Ngọc rất giỏi tìm sơ hở, tuy tên đế giả cùng nàng đối địch thực lực viễn siêu nàng, nhưng sơ hở lại không ít. Có lẽ là vì nóng lòng giết nàng, bởi vậy giờ phút này xuất thủ có chút vội vàng. Thật tình không biết, cái này lại cho Cẩm Trúc Ngọc cơ hội. Kiếm động bát phương. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên thanh âm lạnh lùng của Cẩm Trúc Ngọc, chỉ thấy Cẩm Trúc Ngọc lấn đến gần đế giả, sau đó hai tay cầm kiếm mạnh mẽ cắm xuống. Vài đạo kiếm khí hiện lên phương thức cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở bốn phía tên đế giả kia và nàng. Vì cái gì nói những kiếm khí này quỷ dị? Bởi vì những kiếm khí này như có như không, bất quả rất nhanh, những kiếm khí này như gợn sóng phập phồng, không chỉ kiếm khí, không gian chung quanh cũng phập phồng theo. Xuy, vô số đạo kiếm quang lập tức bao vây đế giả cùng Cẩm Trúc Ngọc. Hừ, lúc này, trong kiếm quang đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ, Dương Diệp nhướng mày, bởi vì thanh âm này là của Cẩm Trúc Ngọc. Bành, một bóng hình xinh đẹp từ trong kiếm quang bay ngược ra. Là Cẩm Trúc Ngọc. Dương Diệp cong ngón búng ra, một thanh ý kiếm xuất hiện ở dưới thân Cẩm Trúc Ngọc, sau đó đưa Cẩm Trúc Ngọc vào tận thế thành. Trên thân kiếm, sắc mặt của Cẩm Trúc Ngọc trắng bệch, khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, mà một cánh tay phải của nàng đã không còn. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó đầu nghiêng một cái, trực tiếp ngất đi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía một bên, kiếm quang tán đi, kiếm quang vừa tán, Tiểu Bạch liền xông ra, sau đó cái miệng nhỏ nhắn khẽ hấp. Cẩm Trúc Ngọc thắng. Tuy bỏ ra một cái giá lớn, nhưng nàng thắng. Hôm nay giết đế, hắn tin tưởng, Cẩm Trúc Ngọc sẽ lột xác, bất kể là trên thực lực hay tâm cảnh. Tiểu Bạch hút xong, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, thi thể đế giả bị hắn thu vào. Sau đó hắn nhìn thoáng qua ba tên lão giả, sau đó nói. Muốn động thủ không? Ba lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp, trong đó một lão giả nói. Ngươi cùng diệt thế đạo ta, không chết không ngớt. Khóe miệng Dương Diệp tươi cười. Phụng bồi đến cùng. Ngươi cảm giác mình rất mạnh.
lão giả cầm đầu nhìn Dương Diệp. Giết ngươi không có vấn đề. Dương Diệp nói. Lão giả cầm đầu nhẹ gật đầu nói. Ta thừa nhận, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi chỉ có một người, không phải sao? Hôm nay, chúng ta đánh giá thấp thực lực của ngươi, ăn thiệt thòi lớn, bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đánh giá thấp ngươi. Chờ ngươi thấy rõ thực lực chân chính của Diệt Thế Đạo ta, ngươi sẽ cảm giác mình nhỏ bé cùng buồn cười đến cỡ nào. Ngươi biết rõ thực lực chân chính của ta sao? Dương Diệp nhìn lão giả, cười nói. Không chờ lão giả nói chuyện, Dương Diệp lại nói. Đừng uy hiếp ta, thật sự, cái gì các mặt của xã hội ta chưa thấy qua. Dương Diệp ta, xuất hiện ở chỗ này, không muốn gây chuyện, nhưng cái này không có nghĩa là ta sợ chuyện. Tận Thế Thành muốn diệt Kiếm Minh ta, hiện tại, ta đã giết bọn hắn, mà hiện tại Diệt Thế Đạo ngươi muốn diệt Kiếm Minh ta, yên tâm, Tận Thế Thành là kết cục của các ngươi. Buồn cười. Khóe miệng lão giả kia nổi lên vẻ mỉa mai. Ngươi là thật mạnh, đế giả bình thường đối với ngươi căn bản không có uy hiếp, nhưng trên đế giả thì sao? Ngươi trẻ tuổi, thế giới này rất lớn, cường giả nhiều hơn ngươi nghĩ nhiều, cũng mạnh hơn nhiều. Đừng nghĩ mình có chút thực lực, liền cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó hắn hít sâu một hơi nói. Huyền khí của ta đã khôi phục năm thành. Nghe vậy, ba lão giả nheo mắt, lão giả cầm đầu không có do dự, lập tức nói. Rút lui. Thanh âm rơi xuống, ba người quay người thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà hai gã đế giả ở một bên giao thủ cũng lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Tiểu Bạch từ trong ngực Dương Diệp xông ra, sau đó Tiểu Chảo chỉ bụng Dương Diệp, sau đó chỉ xa xa, giống như nói, huyền khí đã khôi phục, vì cái gì buông tha những người kia, phải biết, giết những người kia, có thể hấp thụ thiệt nhiều linh khí a. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Bạch, cười nói, kỳ thật ta là lừa gạt bọn hắn, huyền khí của ta một thành cũng còn không có khôi phục. Hắn tự nhiên là lừa gạt đối phương. Tuy tử tinh thạch có thể khôi phục huyền khí rất nhanh, nhưng cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy để cho hắn khôi phục năm thành. Kỳ thật, ba tên đế giả kia là bị Dương Diệp hù rồi. Nếu như bọn hắn tỉnh táo một chút, sẽ biết Dương Diệp thật ra là đang hù dọa bọn hắn. Nhưng tận mắt nhìn thấy Dương Diệp miếu sát vài tên đế giả, tâm lý của bọn hắn đã hoàn toàn hỏng mất. Bởi vậy, nhìn thấy Dương Diệp lần nữa cầm kiếm, mấy người quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Không có người tại dám đối mặt Dương Diệp đang cầm kiếm. Dương Diệp cũng muốn lưu đối phương lại, nhưng hiện tại hắn làm không được. Huyền khí không đủ, chỉ bằng vào thân thể, nếu như chống lại một đế giả cũng không vấn đề gì, nhưng vài tên đế giả, dùng thân thể của hắn hiện tại, căn bản không cách nào đánh chết ba tên đế giả. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dọa đối phương đi, nếu như không dọa đối phương đi, không chỉ hắn gặp nguy hiểm, người Kiếm Minh còn lại cũng có thể sẽ chết. Trước kia hắn đã lưu ý bốn phía, bọn người Huyền Không cùng Lâm Phàm đã sắp chống đỡ không nổi. Tuy mọi người dám đối mặt đế giả, cùng đế giả tử chiến, nhưng thực lực cuối cùng là một vấn đề. Tuy hắn muốn cho người Kiếm Minh phát triển, nhưng sẽ không thật sự khiến người không công chịu chết. Lúc này đây tất cả mọi người có thể cùng đế giả giao thủ, hắn tin tưởng, mọi người khẳng định có rất nhiều thu hoạch, cái thu hoạch này, không chỉ là trên thực lực, còn có trên tâm cảnh. Lão đại, thật có lỗi. Lúc này, bọn người Huyễn Không cùng Lâm Phàm đi tới trước mặt Dương Diệp. Nguyên bản Kiếm Minh tổng cộng có 35 người, hiện tại trừ ra Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc, trong chàng chỉ còn lại có 26 người. Nói cách khác, trận chiến này, Kiếm Minh chết 7 người. Dương Diệp quét nhìn mọi người, sau đó nói. Không có lỗi gì cả, các ngươi phải nhớ kỹ, mệnh, là của chính các ngươi, nếu như các ngươi không đủ mạnh, chết chính là các ngươi. Cho nên, các ngươi không phải phụ trách với ta, mà là phụ trách đối với mình. Về sau, ta sẽ chế định một kế hoạch huấn luyện. Các ngươi, còn có ta, chúng ta đều cần trở nên mạnh mẽ. Đám người Huyễn Không nhẹ gật đầu. Dương Diệp lại nói. Nhớ kỹ danh tự của huynh đệ hy sinh, nếu như bọn hắn có người nhà, ra sức chiếu cố, nếu như không có, hảo hảo an táng. Ta sẽ an bài tốt. Huyễn Không nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Tất cả mọi người lập tức chữa thương. Hiện tại, chiến tranh vừa mới bắt đầu mà thôi. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, tiến vào trong thành. Tận Thế Thành. Ở dưới Dạ Lưu Vân an bài, Kiếm Minh tiếp nhận Tận Thế Thành cũng không có bị ngăn trở gì,
đế giả của Tận Thế Thành đã bị diệt toàn bộ, Tận Thế Thành lúc này là không cách nào chống lại Kiếm Minh. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, không có bất kỳ người nào dám có dị nghị. Bởi vậy, Tận Thế Thành cơ bản đã ở trong Kiếm Minh khống chế. Vừa tiếp nhận Tận Thế Thành, Kiếm Minh liền nghênh đón đại địch, mà đại địch này là đại lục đệ nhất thế lực Diệt Thế Đạo. Tuy lúc này Kiếm Minh đã thắng lợi, nhưng mọi người trong thành tâm lý vẫn nặng trịch. Diệt Thế Đạo, chỉ cần là người của Minh Mục Đại Lục, thì không có người không biết thế lực này. Thế lực này, rất nhiều người có lẽ cũng không biết, nhưng bọn hắn biết rõ, thế lực này rất mạnh, cực kỳ mạnh. Từ trước kia đối phương vừa ra tay là 10 tên đế giả cũng có thể thấy được. Mà Kiếm Minh chỉ có một vị đế giả, tăng thêm đám người Dương Diệp, cũng nhiều lắm tính toán 4-5 vị. Tóm lại, lúc này người Kiếm Minh đều là tâm tình trầm trọng, cực kỳ lo lắng. Trong một gian phòng, trước mặt Dương Diệp nằm chính là Độc Cô Kiếm, tay phải Dương Diệp đặt ở trước ngực Độc Cô Kiếm, một tia tử khí tràn ra, sau đó chui vào trong cơ thể Độc Cô Kiếm. Đế giả, cũng không có mạnh như vậy. Độc Cô Kiếm nhìn Dương Diệp, nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Lần sau ngươi đánh 10 cái. Độc Cô Kiếm. Ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lúc này Độc Cô Kiếm hỏi. Dương Diệp nói. Nhanh như vậy liền muốn làm lão đại Kiếm Minh rồi hả? Độc Cô Kiếm nói. Xác thực có chút muốn, bất quá, hiện tại còn đánh không lại ngươi. Vậy ngươi cố gắng, không chừng ngày nào đó lão đại Kiếm Minh là ngươi rồi. Dương Diệp nói. Ta sẽ cố gắng. Độc Cô Kiếm nói xong, lại nói. Trước kia ngươi nói, trong cùng giai có rất nhiều người còn mạnh hơn ngươi, có thật vậy không? Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn cũng không quên U Minh Điện, còn có linh giới Vũ Bảng. Vũ Bảng hắn bái kiến top 10 Diệp Lang Tà cùng Đao Quân, hai người này đều có thực lực chảm đế. Mà thực lực của hai người này, chỉ là Vũ Bảng thứ 7 cùng thứ 10, có thể tưởng tượng, thứ nhất thứ hai thứ ba kinh khủng cỡ nào. Ta vẫn có chút yếu, đúng không? Độc Cô Kiếm hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm nói. Muốn nghe nói thật hay nói dối? Nói thật. Độc Cô Kiếm nói. Dương Diệp nhìn Độc Cô Kiếm một lát, sau đó nói. Ngươi không phải có chút yếu, ngươi là cực kỳ yếu. Khóe miệng Độc Cô Kiếm co lại. Dương Diệp thu tay về nói. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể ngươi bị thương đã không sai biệt lắm. Bây giờ dùng chút tử tinh thạch tu dưỡng thoáng một phát, có lẽ không có vấn đề rồi. Ta đi xem Trúc Ngọc. Nói xong, Dương Diệp quay người rời khỏi phòng. Độc Cô Kiếm nhìn bóng lưng Dương Diệp rời đi, hồi lâu, hắn hít sâu một hơi nói. Cố gắng. Một gian phòng khác. Dương Diệp nhìn cầm Trúc Ngọc nằm ở trước mặt nói. Người bị ngoại thương, hắn bị là nội thương, nghiêm trọng hơn ngươi, cho nên ta đi chỗ hắn trước. Nói xong. Tay phải hắn đặt ở vị trí bụng dưới của Cầm Trúc Ngọc, hồng mông tử khí tuôn ra. Cảm ơn. Lúc này, Cầm Trúc Ngọc đột nhiên nói. Vì cái gì? Dương Diệp nhìn thoáng qua Cầm Trúc Ngọc, khó hiểu. Cầm Trúc Ngọc nói. Trước kia, ta cùng đế giả giao thủ, nhưng lúc ấy mục đích cuối cùng nhất là muốn chạy trốn. Mà trước kia, ta không có loại ý. Niệm này, vừa rồi, ta nghĩ chính là, không phải hắn chết là ta mất mạng. Sau đó, hắn chết, cảm ơn người, bởi vì nếu như không phải ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không biết mình có thể chạm đế. Dương Diệp nói, tiềm lực mỗi người chúng ta đều cực lớn, mà cái tiềm lực này, giống như nước thấm quần áo, nếu như người dùng sức vặn, nó luôn có thể chảy ra. Cái ví von này khả năng không thỏa đáng, bất quá chỉ cần người minh bạch ý của ta là tốt rồi. Ngươi là thường xuyên ép mình, đúng không? Cầm Trúc Ngọc nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Lúc ta còn trẻ, gia nhập qua một tông môn, nhưng bởi vì một vài vấn đề, ta bị giáng chức làm đệ tử tạp dịch. Nhưng lúc ấy ta không có buông tha, ta thời thời khắc khắc kiên trì, thời thời khắc khắc ép mình. Kết quả, bây giờ ngươi cũng nhìn thấy. Thử nghĩ, nếu như lúc trước ta cam chịu, hoặc không ép mình, kết quả sẽ như thế nào? Cầm Trúc Ngọc nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta biết ngay, ngươi không phải một người đơn giản. Bởi vì trong mắt của ngươi tràn đầy tự tin của ngươi không giống Độc Cô Kiếm hay đám người Huyễn Không, tự tin của bọn hắn càng nhiều thời điểm là tự đại, nhưng ngươi không giống, ngươi thật sự tự tin, loại tự tin nắm giữ hết thảy kia. Dương Diệp cười cười nói. Cái gọi là tự tin, nguyên ở thực lực cùng kiến thức.
thứ cho ta nói thẳng, người cùng Độc Cô Kiếm còn có những người khác của Kiếm Minh, đều có chút ếch ngồi đáy giếng. Cái thế giới này, rất lớn, người hiểu không? Đạo lý thì minh bạch, nhưng không có tự thể nghiệm qua. Cầm Trúc Ngọc nói. Dương Diệp cười nói. Về sau mang bọn ngươi thể nghiệm thoáng một phát, như thế nào? Cầm Trúc Ngọc nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Thực lực của ngươi nghịch thiên như thế, vì sao trước kia Minh Mục Đại Lục chưa bao giờ có sự tích của ngươi? Đừng nói với ta ngươi giống như Độc Cô Kiếm, vì bỗng nhiên nổi tiếng. Ngươi thật sự muốn biết sao? Dương Diệp nhìn về phía Cầm Trúc Ngọc, hỏi. Cầm Trúc Ngọc nhẹ gật đầu. Dương Diệp nói. Kỳ thật, ta đến từ thế giới bên ngoài. Đồng tử của Cầm Trúc Ngọc co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dương Diệp nói. Tin không? Cầm Trúc Ngọc nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nhẹ gật đầu nói. Tin. Dương Diệp cười cười nói. Thế giới lớn như vậy, có nghĩ tới đi xem chưa? Không có. Cầm Trúc Ngọc nói. Bởi vì không ai có thể làm được. Dương Diệp nói. Không có người làm được, chúng ta liền làm cái thứ nhất, như thế nào? Ngươi là nghiêm túc. Cầm Trúc Ngọc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cầm Trúc Ngọc nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Tốt, thế giới lớn như vậy, mọi người chúng ta cùng đi xem. Dương Diệp thu tay về, sau đó cong ngón búng ra, hơn 100 viên tử tinh thạch xuất hiện ở bên giường Cầm Trúc Ngọc nói. Ở trước đó, phải dưỡng tốt tổn thương, sau đó để cho mình biến thành cường đại hơn. Bằng không thì, thế giới lớn như vậy, chúng ta cũng không phải đi xem, mà là đi chịu chết. Nói xong, Dương Diệp quay người rời khỏi phòng. Dương Diệp đi rồi, Cầm Trúc Ngọc hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra một tia cuồng nhiệt. Thế giới bên ngoài. Trong phòng, Dương Diệp xếp bằng, ở trước mặt hắn là Tiểu Bạch, lúc này thân thể Tiểu Bạch không có biến lớn, nhưng trên người nàng lại tản ra lưu quang nhàn nhạt. Hai tay Dương Diệp cầm lấy lỗ tai Tiểu Bạch nói. Từ trước kia bắt đầu đến vừa rồi, người tổng cộng hấp thu 9 tên đế giả, linh khí của 9 tên đế giả A. Dựa theo phép tính trước kia, hấp thu một đế giả không sai biệt lắm có 1 vạn viên tử tinh thạch, nói cách khác, người bây giờ có 9 vạn viên tử tinh thạch. Đúng không? Tiểu Bạch mở to mắt. Dương Diệp thò tay nói. Hiện tại đưa ra đi. Tiểu chảo của Tiểu Bạch giơ ra, một viên tử tinh thạch xuất hiện ở trong móng vuốt của nàng, tiểu chảo nàng nắm tử tinh thạch quơ quơ ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một tiểu chảo khác chỉ mình, giống như là nói, đó là của nàng. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, tiểu gia hỏa này vậy mà phân chia rồi, như vậy sao được? Dương Diệp ôm lấy Tiểu Bạch, ở trên trán Tiểu Bạch hôn một cái, sau đó nói. Người đấy, là của ta, hiểu chưa? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, hiển nhiên không quá rõ ràng. Dương Diệp lại hôn Tiểu Bạch một cái nói. Những vật kia cho ta giúp ngươi đảm bảo, nếu ngươi muốn, có thể tìm ta, được không? Nói xong, Dương Diệp lấy ra một viên tử tinh thạch, sau đó nhẹ nhàng chỉ Tiểu Bạch, vừa chỉ mình, cuối cùng nói. Là của ngươi, cũng là của ta, ngươi cũng là của ta còn là của ta, ân không đúng, của ta cũng là của ngươi, hiểu chưa? Nói xong, Dương Diệp đưa tử tinh thạch trong tay mình cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau nửa ngày, ở trong ánh mắt của Dương Diệp, nàng lấy ra một viên tử tinh thạch đưa cho Dương Diệp. Dương Diệp vội vàng gật đầu nói. Đúng, là ý tứ này. Trong mắt Tiểu Bạch hơi híp, lộ ra nụ cười sáng lạn, sau đó Tiểu Trảo không ngừng huy động, từng khối tử tinh thạch như mưa rơi xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. 9 vạn viên tử tinh thạch. Như Dương Diệp dự đoán, sau khi hấp thu 9 tên đế giả, Tiểu Bạch chế tạo ra hơn 9 vạn viên tử tinh thạch. 9 vạn viên tử tinh thạch. Nhìn tử tinh thạch trước mắt chồng chất như núi, Dương Diệp hít một hơi khí lạnh, cho dù bái kiến các mặt của xã hội, giờ phút này hắn cũng không thể bình tĩnh rồi. 9 vạn viên tử tinh thạch, đừng nói ở Minh Mục Đại Lục, coi như ở linh giới cũng là một thiên văn số tự. Kiếm Minh đã có tài chính. Muốn sáng tạo một thế lực, cần gì? Một là người, hai là tiền. Người, hắn đã có, hiện tại, tiền hắn cũng có. Chỉ cần cho Kiếm Minh thời gian, Kiếm Minh tất nhiên sẽ bay vọt phát triển. Đáng tiếc, Dương Diệp biết rõ, hiện tại Kiếm Minh thiếu nhất chính là thời gian. Lúc này, Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp, Tiểu Trảo nàng chỉ tử tinh thạch chồng chất như núi, sau đó chỉ Dương Diệp, đón lấy lại chỉ mình,
cuối cùng nàng ôm đôi má Dương Diệp hôn một cái, sau đó hóa thành một đạo bạch quang chui vào trước ngực Dương Diệp. Dương Diệp sờ lên mặt mình, cười nhẹ, sau đó tay phải vung lên, tử tinh thạch bị thu vào. Tiến đến, thanh âm rơi xuống, cửa bị mở ra, Dạ Lưu Vân đi vào trong phòng. Trong thành như thế nào? Dương Diệp hỏi, Kiếm Minh mới vừa vào thành, nhất định sẽ gặp rất nhiều vấn đề, hơn nữa tăng thêm vừa rồi bị Diệt Thế Đạo tìm tới cửa, trong thành nhân tâm khẳng định không ổn định, hắn có chút lo lắng xảy ra sai lầm. Tuy hắn không sợ nhiễu loạn, nhưng hắn sợ lãng phí thời gian, hiện tại với hắn mà nói, thời gian quý giá nhất. Dạ Lưu Vân nói, nhân tâm không quá ổn định, nhưng cũng may đều ở trong khống chế. Nói đến đây, Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Chúng ta thật sự đối kháng Diệt Thế Đạo. Ngươi cũng sợ Diệt Thế Đạo. Dương Diệp cười nói. Không có người không sợ. Dạ Lưu Vân nói. Cái thế lực này tương đối thần bí, nhưng mỗi một lần xuất thủ, đều đủ để chấn nhiếp toàn bộ Minh Mục Đại Lục. Những thứ khác không nói, chỉ nói lần này, bọn hắn vừa ra tay là 11 gã đế giả, phần thực lực này, phóng nhãn toàn bộ Đại Lục, cũng chỉ có bọn hắn cầm ra. Hơn nữa, bọn hắn rất có thể có cường giả trên đế giả, khả năng này rất lớn. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Ngươi không cần lo lắng những sự tình này, ngươi xử lý sự tình trong thành cùng nội bộ Kiếm Minh là được. Về phần chuyện bên ngoài, hết thảy có ta. Nếu như ngươi đã quan tâm sự tình trong thành cùng nội bộ Kiếm Minh, lại quan tâm chuyện bên ngoài, ta sợ ngươi sẽ bị đè sập. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Ta hiểu được. Nghe Dương Diệp nói, trong nội tâm Dạ Lưu Vân buông lỏng một chút, Kiếm Minh mới vừa vào tận thế thành, một đống lớn sự tình phải xử lý, cái này đã cho nàng áp lực rất lớn. Hiện tại, Kiếm Minh lại đối kháng Diệt Thế Đạo, vừa nghĩ tới Diệt Thế Đạo khủng bố, đừng nói những người trong thành kia, coi như là nàng cũng nặng trịch. Bất quá cũng may, hiện tại tảng đá trong lòng rốt cục rơi xuống. Bởi vì Dương Diệp rất chấn định. Trước kia khi nàng vào gian phòng, sự tình sợ nhất là nhìn thấy Dương Diệp chau mày, hoặc mặt mũi tràn đầy buồn rầu. Cũng may, tất cả không có. Nàng nhìn thấy Dương Diệp giống như dĩ vãng, y nguyên tràn đầy tự tin. Cái này để cho nàng chính thức thở dài một hơi. Bởi vì nếu như ngay cả Dương Diệp cũng không thể chấn định tỉnh táo, như vậy Kiếm Minh thật sự xong rồi. Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân, cười nói. Dạ cô nương, bảo ta Lưu Vân là tốt rồi. Dạ Lưu Vân bỗng nhiên nói. Được. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Lưu Vân, ta và ngươi là người một nhà, ta cũng không muốn gạt ngươi cái gì. Nhưng rất nhiều sự tình hiện tại vẫn chưa tới thời điểm nói cho ngươi biết. Tóm lại, ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút, cái kia chính là, trời sập xuống, có ta tới chống đỡ. Cho nên, đừng cho mình áp lực quá lớn, tâm bình tĩnh là tốt rồi, hiểu chưa? Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ta sẽ xử lý tốt sự tình trong thành cùng nội bộ Kiếm Minh, phương diện này, kiếm chủ không cần lo lắng. Nói xong, nàng lấy ra một quả nạp giới nói. Ở trong này có hơn 20.000 viên tử tinh thạch, toàn bộ từ trong phủ thành chủ của tận thế thành vơ vét được. Dương Diệp không có tiếp nạp giới, mà hỏi. Ngươi bây giờ đại khái cần bao nhiêu tử tinh thạch? Dạ Lưu Vân trầm ngâm một lát nói. Ít nhất 50.000 viên, có 50.000 tử tinh thạch, rất nhiều người của Kiếm Minh chúng ta có thể trên phạm vi lớn tăng thực lực lên. Trừ đó ra, rất nhiều đồ đạc trong Kiếm Minh cần hoàn thiện, ví dụ như quy chế điểm tích lũy của kiếm chủ ngươi, muốn kiến thiết nguyên vẹn, đều cần tử tinh thạch. Tóm lại, nếu như chúng ta muốn trở thành một thế lực khổng lồ hơn nữa chế độ đầy đủ, cần rất nhiều tử tinh thạch. Dương Diệp cong ngón búng ra, một quả nạp giới xuất hiện ở trước mặt Dạ Lưu Vân nói. Bên trong có 50.000 viên tử tinh thạch, tăng thêm ngươi từ trong thành đạt được, tổng cộng có 70.000 tử tinh thạch. Nếu như còn chưa đủ, tìm ta lấy. Dạ Lưu Vân cũng không sĩ diện cãi láo, thu nạp giới vào, sau đó nói. Kiếm chủ, khôi lỗi đế giả của ngươi. Dương Diệp nói. Hiện tại hắn theo ngươi, nghe ngươi chỉ huy, cũng là bảo vệ ngươi. Trước kia cho dù một người độc chiến 5 tên đế giả, hắn cũng không có thu khôi lỗi, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Dạ Lưu Vân. Hiện tại Dạ Lưu Vân vô cùng trọng yếu, không thể ra một chút vấn đề. Đa tạ. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp có chút thi lễ, nàng ở trong Kiếm Minh thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ, mặc dù có Dương Diệp cho chỗ dựa, nhưng lực trấn nhiếp còn thấp, chính lệnh nhiều khi cũng khó thi triển.
Đã có một đế giả cảnh tùy ý nàng phân công, rất nhiều sự tình sẽ dễ làm hơn nhiều. Đi đi, Dương Diệp nói. Dạ Lưu Vân lần nữa thi lễ, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Vào đi, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Thanh âm rơi xuống, rất nhanh, Nam Sương đi vào gian phòng. Ngươi đạt tới bán đế rồi. Nhìn Nam Sương, trong mắt Dương Diệp có chút kinh ngạc. Nam Sương đi đến trước mặt Dương Diệp, sau đó cung kính thi lễ một cái nói. Bái kiến kiếm chủ. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, sau nửa ngày hắn nói. Tại sao phải như vậy? Ngươi không thích như vậy phải không? Nam Sương có chút cúi đầu, nói khẽ. Dương Diệp đi đến trước mặt Nam Sương, vuốt vuốt đầu nàng nói. Ngươi cảm thấy ta thích sao? Nam Sương cúi đầu, bàn tay nhỏ bé không ngừng xoay vòng, nói khẽ. Ta không biết. Nhìn ta. Dương Diệp đột nhiên nói. Nam Sương do dự một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, bất quá rất nhanh nàng lại cúi đầu nói. Xấu quá. Khóe miệng Dương Diệp co lại, hắn lắc đầu, kéo tay Nam Sương ngồi xuống trên mặt ghế, sau đó nói. Nam Sương, ngươi cảm thấy ta là bằng hữu của ngươi, hay là ngươi làm thuộc hạ? Đừng nói không biết, cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn, thật trả lời vấn đề của ta. Nam Sương trầm mặc. Nhìn Nam Sương trầm mặc, Dương Diệp đột nhiên cảm giác mình có chút khó chịu, hắn giữ chặt tay Nam Sương, nói khẽ. Hôm nay vì cái gì như vậy? Phải hay ta làm sự tình gì để ngươi khổ sở không? Nam Sương lắc đầu. Nam Sương, ngươi cái gì cũng không nói, ta sẽ mất hứng. Dương Diệp nói. Trong lòng ta, coi ngươi là bằng hữu, ta tin tưởng, ngươi cũng như vậy, đúng hay không? Chúng ta đã là bằng hữu, mà ngươi lại gạt ta, cái này là không đúng. Nam Sương ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói. Ngươi mạnh như vậy, mà ta quá yếu. Dương Diệp ngẩn người. Nhịn không được cười lên nói. Ngươi không vui là vì vậy. Không được sao? Bàn tay nhỏ bé của Nam Sương nắm chặt, có chút tức giận. Có thể, đương nhiên có thể. Dương Diệp nói. Chỉ là, ta có chút không rõ, tại sao ngươi phải vì vậy mà tức giận? Ngươi thật muốn mạnh hơn ta sao? Nam Sương nhẹ gật đầu nói. Phải. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Bởi vì như vậy mới có thể khi dễ ngươi. Nam Sương nhìn thoáng qua, nói khẽ. Dương Diệp sững sờ, lúc này Nam Sương lại nói. Ta thích giống như trước kia khi dễ ngươi, đáng tiếc, hiện tại ta đánh không lại ngươi rồi. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu Nam Sương nói. Ngươi bây giờ cũng có thể khi dễ ta cam đoan không hoàn thủ. Nam Sương lắc đầu nói. Cốc Lam nói không thể như vậy, bởi vì ngươi là kiếm chủ, chúng ta không thể không biết lớn nhỏ. Cốc Lam. Dương Diệp lắc đầu, trong mắt có một tia nhu hòa nói. Đồ đần, ta không có coi ngươi là thuộc hạ, ngươi cần gì coi ta là kiếm chủ. Nói cũng đúng. Nam Sương nói. Ta giống như có hại chịu thiệt rồi. Dương Diệp cười nói. Là thua thiệt lớn. Trên mặt Nam Sương hiện ra dáng tươi cười, nàng nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Ta hôm nay có phải có chút tùy hứng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ánh mắt Nam Sương có chút bất thiện, Dương Diệp lại vội vàng nói. Bất quá ta thích ngươi như vậy. Nam Sương khẽ giật mình, lập tức nói. Vì cái gì? Bởi vì đây mới là ngươi chân thật. Dương Diệp cười nói. Bất quá về sau không cho ngươi như vậy, bởi vì ngươi như vậy, ta sẽ thương tâm. Nam Sương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Dương Diệp nói. Ta sẽ cố gắng, sẽ cực kỳ cố gắng. Nói xong. Nam Sương quay người chạy ra gian phòng. Nhìn bóng lưng Nam Sương, Dương Diệp cười nhẹ, sau đó tay phải vung lên, cửa phòng đóng lại, tay phải hắn vung lên, 9 thi thể nằm ở trước mặt hắn. 9 thi thể này, dĩ nhiên là 9 tên đế giả hắn giết kia. 9 khôi lỗi đế giả. Hiện tại thực lực kiếm minh có thể nói là cực kỳ yếu, đặc biệt là so sánh với Diệt Thế Đạo. Diệt Thế Đạo tùy tiện phái ra 10 gã đế giả, thực lực thế này, sao mà khủng bố. Thực lực của Diệt Thế Đạo đến tột cùng mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng hắn biết rõ, tuyệt đối với không phải kiếm minh bây giờ có thể chống lại. Nhưng có 9 khôi lỗi đế giả này, hắn có rất nhiều lực lượng. Nhìn lướt qua 9 cỗ thi thể, hai tay Dương Diệp khẽ nhúc nhích, bắt đầu luyện chế. Nếu là lúc trước, luyện chế khôi lỗi đế giả, còn là 9 tên, dùng thực lực của Dương Diệp căn bản không được.
Phải biết, lúc trước luyện chế một gã liền để hắn mệt mỏi thiếu chút nữa hư thoát, hơn nữa cuối cùng tuy thành công, nhưng đó cũng là trải qua vô số lần thất bại đôi lây. Nhưng hiện tại, kiếm ý của hắn đã đạt tới niết bàn cảnh, luyện chế khôi lỗi đế giả với hắn mà nói, đã không phải việc khó gì. Gần kề dùng không đến một ngày, tất cả khôi lỗi đế giả bị hắn luyện chế thành công. 9 tên đế giả. Ngoại trừ diệt thế đạo thần bí, thực lực của kiếm minh bây giờ, không thua bất luận thế lực nào trên đại lục. Kiếm chủ điện. Phủ thành chủ của tận thế thành bị Dạ Lưu Vân cải tạo lần nữa, sau đó mệnh danh là kiếm chủ điện, là địa phương kiếm minh. Chuyên môn dùng để thương thảo sự tình. Trong điện, Dương Diệp ngồi ở chủ vị, phía dưới là đám người Dạ Lưu Vân cùng Độc Cô Kiếm, toàn bộ đều là bán đế trở lên. Dạ Lưu Vân cùng những dòng binh đoàn, tán tụ đứng bên trái, mà đám người Độc Cô Kiếm thì đứng bên phải. Dương Diệp quét nhìn mọi người phía dưới, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Dạ Lưu Vân nói. Huyền Thiên Tông cùng Diệt Thế Đạo có động tĩnh gì không? Dạ Lưu Vân đứng dậy, có lúc thi lễ nói. Bất kể là Huyền Thiên Tông hay Diệt Thế Đạo, đều không có chút động tĩnh nào. Cái này rất không bình thường, đặc biệt là Huyền Thiên Tông, trận chiến trước kia, chúng TCA diệt sát 6 gã đế giả của Diệt Thế Đạo, theo đạo lý mà nói, Huyền Thiên Tông có lẽ có chỗ biểu thị mới phải, nhưng bọn hắn lại cực kỳ bình tĩnh. Người nghĩ như thế nào? Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân hỏi. Dạ Lưu Vân có chút trầm ngâm, sau đó nói. Sở dĩ Huyền Thiên Tông bình tĩnh, đơn giản là bọn hắn có tự tin, cái tự tin này ai có thể cho bọn hắn? Dĩ nhiên là Diệt Thế Đạo, kiếm chủ, kiếm minh chúng ta quật khởi quá nhanh, lại quá cường thế, đây nhất định đã khiến cho Tử Kinh Thành, Phong Tuyết Thành còn có Thương Thủy Tông kiêng kỵ cùng bất an. Nói cách khác, mấy người bọn hắn rất có thể sẽ liên thủ. Liên thủ, nghe Dạ Lưu Vân nói, sắc mặt mọi người lập tức chìm xuống. Một cái Diệt Thế Đạo cũng đã cực kỳ khủng bố, nếu như Huyền Thiên Tông, Thương Thủy Tông, Phong Tuyết Thành cùng với Tử Kinh Thành liên thủ đối kháng kiếm minh, như vậy kiếm minh tương đương với đang đối kháng toàn bộ minh ngục đại lục. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người nói. Các ngươi sợ không? Mọi người trầm mặc. Dương Diệp đứng dậy đi về phía trước vài bước nói. Nhớ kỹ, kiếm minh chúng ta tôn chỉ là, người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta tất sát người. Về phần Huyền Thiên Tông cùng Diệt Thế Đạo, nếu bọn hắn muốn xâm phạm chúng ta, giết là được. Lão đại nói không sai. Trong đám người, Huyễn Không đột nhiên đi ra nói. Kiếm minh chúng ta quật khởi, tất nhiên sẽ phát sinh xung đột với Diệt Thế Đạo, mà mấy thế lực kim cương còn lại là nanh vuốt của Diệt Thế Đạo, cho nên bây giờ chúng ta phải làm tốt chuẩn bị cùng bọn họ là địch, mà không phải ôm lấy tâm lý may mắn. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Chúng ta bây giờ, xác thực phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Từ giờ phút này, tất cả người trong kiếm minh không được một mình ra ngoài, để tránh bị Diệt Thế Đạo cùng với Huyền Thiên Tông nhằm vào. Vâng. Dưới điện, mọi người có chút thi lễ với Dương Diệp, cùng kêu lên nói. Còn có một chuyện. Lúc này, Dạ Lưu Vân lại nói. Trong thành, linh mạch tuyệt phẩm nguyên bản thuộc về tận thế thành có chút không nghe lời, không biết nó dùng biện pháp gì, lại để cho linh khí của mình không tràn ra ngoài, bởi vậy. Đợi tí nữa ta đến xử lý. Dương Diệp nói. Chư vị, kế tiếp khả năng còn có một trận đánh ác liệt đang chờ kiếm minh chúng ta. Ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực đối địch. Ta không thích đấu tranh nội bộ, càng không thích con người ở thời khắc mấu chốt ở sau lưng nháo sự. Nếu để cho ta phát hiện, cái kia thật có lỗi, đừng trách ta đến lúc đó không nể tình xưa. Nghe vậy, trong lòng mọi người dùng mình, tuy Dương Diệp thoạt nhìn hòa hòa khí khí, nhưng tất cả mọi người cực kỳ tinh tường, vị này giết người là không chút nương tay. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Trong mắt của ta, mọi người muốn cùng phú quý, như vậy nhất định trước cùng hoạn nạn, nếu như chỉ muốn cùng phú quý mà không muốn đồng hoạn nạn, vậy thật có lỗi, kiếm minh ta không chào đón loại người này. Đương nhiên, ta tin tưởng chư vị ở đây đều không phải loại người như vậy, đúng không? Nói xong, Dương Diệp quét nhìn mọi người. Tuy Dương Diệp không có phóng thích bất luận khí thế cùng kiếm ý gì, nhưng mọi người lại cảm thấy một cổ áp lực vô hình. Không có người do dự, vội vàng thi lễ, cùng kêu lên nói. Chúng ta nguyện cùng kiếm minh chung hoạn nạn. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Độc Cô Kiếm cùng Lưu Vân lưu lại, những người khác đi xuống đi. Mọi người quay người rời đi, trong chàng chỉ còn Dạ Lưu Vân cùng Độc Cô Kiếm.
Dương Diệp nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói. Trước kia Lưu Vân nói mấy thế lực liên thủ, khả năng này lớn không? Độc Cô Kiếm nhẹ gật đầu nói. Rất lớn, nếu như Diệt Thế Đạo ra tay, cái kia không phải là lớn, mà là nhất định. Có biện pháp nào thuyết phục phụ thân ngươi đừng liên thủ với Diệt Thế Đạo không? Dương Diệp hỏi. Độc Cô Kiếm trầm ngâm một lát, sau đó nói. Khó, rất khó, bất quá ta sẽ hết sức. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Đợi tí nữa chuyện của ta xử lý xong, cùng ngươi đi Tử Kinh Thành một chuyến. Hắn không sợ Tử Kinh Thành, nhưng không muốn Độc Cô Kiếm khó xử. Hơn nữa, nếu quả thật có thể thuyết phục Tử Kinh Thành kết minh với Kiếm Minh mà nói, vậy đối với Kiếm Minh cũng là một chuyện tốt. Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhẹ gật đầu. Hắn cũng không muốn Tử Kinh Thành cùng Kiếm Minh là địch, trừ nguyên nhân cá nhân hắn ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn không muốn Tử Kinh Thành tìm đường chết. Dương Diệp là người hắn nhìn không thấu, không chỉ lai lịch, còn có thực lực. Dương Diệp một người chém giết năm đế giả, cái này đã cực kỳ khủng bố. Nhưng hắn thật sự hết toàn lực rồi sao? Cái kia thật là toàn bộ thực lực của hắn sao? Nếu như không phải, vậy thực lực chân chính của hắn khủng bố ra sao? Dùng tính cách của Dương Diệp, nếu Tử Kinh Thành cùng Kiếm Minh là địch, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ rơi vào kết cục giống như Tận Thế Thành. Trên điện, Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói. Chúng ta đi nhìn xem linh mạch tuyệt phẩm kia. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp đi đến bên cạnh Độc Cô Kiếm nói. Không cần lo lắng, phụ thân người sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Nói xong, Dương Diệp đi ra đại điện. Hai tay Độc Cô Kiếm chậm rãi nắm lại, trong mắt có vẻ buồn rầu. Trên quảng trường, một bạch long dài mấy ngàn trượng bị vô số sợi tơ quấn quanh, ở chung quanh nó, còn có hơn 30 cường giả bán đế không ngừng ra cố không gian chung quanh bạch long. Tốc độ của nó rất nhanh, nếu như không phải khôi lỗi đế giả. Trước kia thiếu chút nữa để nó trốn đi rồi. Bên cạnh Dương Diệp, Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đi về phía Bạch Long, Dạ Lưu Vân vội vàng đi theo. Khi hai người Dương Diệp đi đến trước mặt Bạch Long, con mắt của Bạch Long đột nhiên mở ra, sau đó Long uy vô hình nghiền ép về phía Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân. Bất quá rất nhanh, Long uy trực tiếp tán loạn, sau đó đồng tử của Bạch Long kịch liệt co rụt lại, thân thể bò trên mặt đất lạnh run. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Long uy ở trước mặt kiếm ý niết bàn cảnh của Dương Diệp, chính là một chuyện cười. Nghe nói người rất không nghe lời. Dương Diệp nhìn Bạch Long hỏi. Dạ Lưu Vân. Bạch Long nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Dương Diệp đi về phía trước hai bước, nhìn Bạch Long nói. Người có hai lựa chọn, một là giống như trước kia, ngoan ngoãn ở chỗ này, chỉ cần ngươi không ly khai Tận Thế Thành. Ta không hạn chế tự do của ngươi. Còn có một lựa chọn, chính là ta giết chết ngươi, ngươi chọn cái nào? Bạch Long không nói gì. Không nói lời nào. Dương Diệp cười nhẹ, rất nhanh, một cổ kiếm ý kinh khủng xuất hiện ở đỉnh đầu của Bạch Long. Két sát. Mặt đất dưới thân Bạch Long rạn nứt ra, thân hình nó bị cỗ kiếm ý này đè đến biến hình. Thời gian dần trôi qua, thân hình Bạch Long càng ngày càng dẹp. Rất nhanh. Trong mắt Bạch Long xuất hiện vẻ cầu xin. Dương Diệp lui về sau một bước, kiếm ý lập tức biến mất. Tay phải Dương Diệp vung tên, sợi tơ vây khốn Bạch Long biến mất, Bạch Long khôi phục tự do, bất quá nó không có trốn. Đạt tới kinh mạch tuyệt phẩm, kinh trí đều không thua nhân loại. Hiện tại chạy, cái kia chính là tìm đường chết. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói. Đừng hạn chế tự do của nó, ở trong thành, nó có thể tự do hoạt động. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu. Lúc này, Dương Diệp vỗ vỗ trước ngực, rất nhanh, lại một con Bạch Long xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Linh mạch tuyệt phẩm. Đồng tử Dạ Lưu Vân co rụt lại, nàng nhìn thoáng qua Bạch Long, cuối cùng nhìn về phía Dương Diệp nói. Lúc trước linh mạch tuyệt phẩm kia, quả nhiên ở trong tay kiếm chủ. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía hai Bạch Long nói. Các ngươi muốn triệt để tự do, ta minh bạch. Nhưng các ngươi không có khả năng có tự do chính thức, các ngươi có lẽ cũng minh bạch, trừ khi các ngươi có thể càng tiến một bước. Đi theo chúng ta, về sau nói không chừng các ngươi có thể càng tiến một bước. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Một lát sau, Dương Diệp cùng Độc Cô Kiếm lặng lẽ đi ra Tận Thế Thành. Hắn ly khai, tự nhiên không thể để cho người Kiếm Minh biết rõ,
bằng không thì tất nhiên sẽ rối loạn nhân tâm. Có thể nói, hiện tại hắn là tâm phúc của Kiếm Minh, chỉ cần hắn còn, Kiếm Minh mới có thể an tâm. Lão đại, nếu như phụ thân ta gian ngoan mất linh thì làm sao bây giờ? Trên không trung, Độc Cô Kiếm hỏi. Dương Diệp nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói. Ngươi đánh thắng được cha của ngươi không? Khuôn mặt Độc Cô Kiếm co lại, hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ hỏi vấn đề này. Hắn lắc đầu nói. Trong ba thành, Tử Kinh thành ta mạnh nhất, đồng dạng, tam đại thành chủ, cũng là lão tía ta mạnh nhất. Ân, mẹ của ta cũng rất mạnh, còn mạnh hơn lão tía, trước kia nàng dùng thực lực bán đế chém giết qua đế giả, hơn nữa còn là hai gã. Nói cách khác, giải quyết mẹ ngươi chẳng khác nào giải quyết cha của ngươi. Dương Diệp hỏi. Độc Cô Kiếm nói. Có thể nói như vậy, nhưng ngoại sự mẹ của ta không tham dự, bởi vì nhà chúng ta mẹ của ta chủ nội, lão tía chủ ngoại. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ta có một cách. Cách gì? Độc Cô Kiếm hỏi. Dương Diệp nói. Cha ngươi là thành chủ, ngươi là thiếu thành chủ, không bằng như vậy, chúng ta đánh ngã cha ngươi, ngươi làm thành chủ, bởi như vậy, sự tình chẳng phải hoàn mỹ giải quyết sao? Độc Cô Kiếm. Biện pháp này như thế nào? Dương Diệp có chút hưng phấn nói. Độc Cô Kiếm do dự một chút nói. Lão đại, cái này có chút đại nghịch bất đạo a. Cổ hủ. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Này làm sao là đại nghịch bất đạo? Chính người ngẫm lại xem, nếu như cha của ngươi thật sự đi theo Diệt Thế Đạo muốn cùng Kiếm Minh chúng ta là địch, người làm sao bây giờ? Ngươi khẳng định khó làm. Hơn nữa, thực lực của Kiếm Minh ta ngươi cũng tin tưởng, có lẽ chúng ta diệt không được Diệt Thế Đạo, nhưng muốn diệt Tử Kinh Thành cùng Huyền Thiên Tông lại không có vấn đề. Không cần phải nói Kiếm Minh, chỉ một mình ta, cũng có thể để cho Tử Kinh Thành gà chó không yên. Lão đại, thực lực ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ta rất ngạc nhiên. Độc Cô Kiếm bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm nói. Trung thực mà nói, nếu như ta muốn ám sát một người, trừ khi hắn trên đế giả, bằng không thì, không ai có thể chống đỡ được. Độc Cô Kiếm than khẽ nói. Việc này, chúng ta đến Tử Kinh Thành lại nói. Ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ phụ thân ngoan cố của ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nếu như có thể mà nói, hắn thật sự muốn lôi kéo Tử Kinh Thành, nhiều một người bạn, tự nhiên tốt hơn nhiều một địch nhân. Một lúc lâu sau, Tử Kinh Thành. Tử Kinh Thành so với Tận Thế Thành còn muốn lớn hơn ít nhất một nửa, cao gần mấy trăm trượng, ở trên tường thành có từng thạch điêu dữ tợn, những thạch điêu này, có rất nhiều sư, có rất nhiều hổ, có rất nhiều long, còn có một ít yêu thú tương đối quái dị. Những thạch điêu này tản ra khí tức khủng bố, cho dù cách xa mấy ngàn trượng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Tử Kinh Thành ta mạnh hơn Tận Thế Thành không? Không chung, Độc Cô Kiếm nói. Dương Diệp chỉ những thạch điêu kia nói. Những thứ này là cái gì? Thú hồn trận. Độc Cô Kiếm nói. Mỗi một thạch điêu đều có một linh hồn yêu thú, những linh hồn yêu thú này khi còn sống ít nhất cũng là đế cấp. Tuy hiện tại chúng đã không có thực lực như khi còn sống, nhưng nếu trận pháp này kích hoạt, thấy không, 108 thạch điêu trên tường thành sẽ phóng thích linh hồn yêu thú tạo thành một trận pháp cường đại. Theo như phụ thân ta nói, dù là 20 vị đế giả cũng có thể vây khốn. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Thực lực của Tử Kinh Thành ngươi rất mạnh, có lẽ không yếu hơn Huyền Thiên Tông, thế nhưng vì sao các ngươi xếp hạng sau Huyền Thiên Tông? Độc Cô Kiếm nói. Kỳ thật trước kia chúng ta đã vượt qua hai tông rồi. Nhưng theo như ý tứ của mẹ ta, ít xuất hiện, chúng ta muốn ít xuất hiện, hảo hảo phát triển, không gây chuyện là tốt rồi. Dương Diệp cười nói. Mẹ ngươi là một người rất giỏi. Độc Cô Kiếm gật đầu nói. Không có mẹ ta, Tử Kinh Thành chúng ta khẳng định không cường đại như hiện tại. Tốt rồi, cùng ta vào thành đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hai người vừa tới dưới thành, trên thành liền truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Là thiếu thành chủ. Mở cửa nhanh, đại lục đệ nhất kiếm của chúng ta trở về rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Độc Cô Kiếm có chút xấu hổ nói. Cái kia, trước kia. Dương Diệp cười cười nói. Cái này không có gì, ta cũng từng như vậy. Độc Cô Kiếm nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn có chút mất tự nhiên. Trước kia hắn vẫn cảm thấy mình là đại lục đệ nhất kiếm, nhưng sau khi kiến thức các mặt của xã hội mới phát hiện, nguyên tai hắn là ếch ngồi đáy giếng. Oanh! Lúc này, cửa thành mở ra, một đám kỵ binh mặc giáp tử kim sắc,
ở dưới một nam tử trung niên dẫn dắt ra đón. Dương Diệp nhìn lướt qua, trong mắt có một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, ngựa của những người này đều tà thánh cấp. Mà những kỵ binh này thực lực đều là bán đế, trong chàng bán đế khoảng chừng gần 30 vị, trừ đó ra, nam tử cầm đầu càng là một đế giả. Dương Diệp nhìn lướt qua, trong mắt có một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, ngựa của những người này đều là thánh cấp. Mà những kỵ binh này thực lực đều là bán đế, trong chàng bán đế khoảng chừng gần 30 vị, trừ đó ra, nam tử cầm đầu càng là một đế giả. Tử kinh thành này so với mình nghĩ còn mạnh hơn. Dương Diệp thầm nghĩ. Tiểu tử ngươi rốt cục trở lại rồi. Trung niên đi tới trước mặt Độc Cô Kiếm, cười nói. Nhưng sao ta không nghe thấy ba chữ Độc Cô Kiếm vang vọng đại lục a? Ta nhớ rõ, lúc ngươi ly khai nói, chờ ngươi trở về, toàn bộ đại lục sẽ vì Độc Cô Kiếm ngươi mà sợ run. Mặt mũi Độc Cô Kiếm tràn đầy hắc tuyến, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, thấy thần sắc của Dương Diệp bình thường, trong nội tâm lập tức buông lỏng. Hắn quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên nói. Minh Thúc, tới, giới thiệu một chút, vị này chính là đại ca của ta. Đại ca, trung niên khẽ giật mình, hắn nhìn về phía Dương Diệp nhìn nam tử trung niên khẽ gật đầu. Đại ca, trung niên nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, lại nhìn về phía Độc Cô Kiếm, giống như có chút không tin. Độc Cô Kiếm nhẹ gật đầu nói. Vừa nhận thức, chúng ta vào thành đi, đại ca cùng ta tìm phụ thân có chút việc. Thấy Độc Cô Kiếm thừa nhận. Nam tử trung niên quay đầu đánh giá Dương Diệp, giống như muốn xem thấu Dương Diệp. Dương Diệp lần nữa nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói. Chúng ta đi thôi. Độc Cô Kiếm nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Dương Diệp đi đến nội thành. Nhìn bóng lưng của Dương Diệp cùng Độc Cô Kiếm, nam tử trung niên nhíu mày nói. Nhận biết một đại ca, còn là một thánh giả cảnh, tiểu tử này sẽ không luyện kiếm luyện hư mất đầu chứ. Trong thành. Dương Diệp không ngừng dò xét bốn phía, trong lòng có chút khiếp sợ, trong thành không ít người, hơn nữa thực lực còn không yếu. Lúc này, những người kia đều đang đánh giá Độc Cô Kiếm cùng hắn, đương nhiên trọng điểm là đang đánh giá hắn. Mẹ của ta rất lợi hại. Bên cạnh Dương Diệp, Độc Cô Kiếm nói. Nàng chỉnh lý tử kinh thành ngay ngắn rõ ràng, ở trong thành, nhiều khi uy vọng của phụ thân ta còn không cao bằng nàng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Tử kinh thành này không thể làm địch nhân, bằng không thì sẽ là một địch nhân cực kỳ phiền toái. Một tử kinh thành đoàn kết, cái kia không thể nghi ngờ là rất phiền toái. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để cho Độc Cô Kiếm khó xử. Lúc này Độc Cô Kiếm là người Kiếm Minh, nếu như Kiếm Minh cùng tử kinh thành đánh nhau, khó khăn nhất không thể nghi ngờ là Độc Cô Kiếm rồi. Độc Cô Kiếm. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện một thanh niên mặc tử sam, trong tay nắm một thanh kiếm. Lúc này ánh mắt thanh niên đang nhìn chằm chằm vào Độc Cô Kiếm, ánh mắt bất thiện. Hắn là... Dương Diệp hỏi. Độc Cô Kiếm nói. Biểu đệ Tiêu Vân, cùng ta đồng dạng đều là luyện kiếm. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Tiêu Vân đột nhiên rút kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bổ về phía Độc Cô Kiếm. Độc Cô Kiếm hừ lạnh một tiếng, cũng rút kiếm, kiếm xuất, hơn 10 đạo kiếm khí kích xạ ra. Oanh! Một âm thanh nổ vang vang lên, sau đó Độc Cô Kiếm lùi lại rồi tầm 10 bước, mà Lâm Vân thì lui vài chục bước. Kiếm ý hư vô cảnh. Trong mắt Dương Diệp có một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Tiêu Vân cũng là kiếm ý hư vô cảnh. Dương Diệp đến một tia hứng thú, nhìn về phía Lâm Vân. Ồ, ồ, Độc Cô Kiếm cùng Tiêu Vân đồng thời phát ra thanh âm kinh ngạc, hai người nhìn về phía đối phương, trong mắt đều có một tia kinh ngạc, Tiêu Vân nói. Ngươi trở nên mạnh mẽ rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 92.